Trác Phàm còn chưa nói xong, Thượng quan Phi Vân đã là nhìn không được che đôi môi, cười khẽ một tiếng, sau đó vô tình hay cố ý liếc về phía Bách Lý Kinh Vĩ chỗ đó, trong lòng oán thầm. Cái này Cổ Nhất Phàm thật đúng là nhân tài a, quả thực cũng là tái thế gia cát, thần tiên hạ phàm, cái này đều bị hắn cho đoán được. Đúng vậy a, cái này Bách Lý Kinh Vĩ xác thực ái tài, nhưng là cũng chia là ai mới. Chỗ có tài năng chi sĩ hắn đều có thể mời chào dưới trướng, mà lại tuyệt sẽ không mai một. Chỉ có một loại, giống như hắn chí quốc chi tài, hắn nhưng là vạn phần đả kích, sợ bị người khác thay thế địa vị mình. Vậy đại khái thì cùng Ngọa Long Phượng Sổ chi tranh đồng dạng, một núi không thể chứa hai hổ, tuyệt đối sẽ không để cùng một giống loài nhích lại gần mình đỉnh núi. Bây giờ cái này Cổ Nhất Phàm nếu chỉ là cao siêu luyện đan sư, Bách Lý Kinh Vĩ khả năng quý tài chi tâm phát tác, mời chào dưới trướng, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại là người tài trí chi sĩ, mưu trí không tại hắn Bách Lý Kinh Vĩ phía dưới, cái này khiến hắn làm sao có thể chịu được. Nếu là đem hắn kéo vào đế quốc bên trong, mình trăm dặm thừa tướng chỗ ngồi thế nhưng là tràn ngập nguy hiểm a. Cho nên, hôm nay cái này Cổ Nhất Phàm nếu là chết, tuyệt không phải là bởi vì hắn trộm trùng thiên kiếm, mà chỉ là bởi vì hắn cùng cái này Bách Lý Kinh Vĩ, tương tính thái trùng quan hệ. Cổ đại sư thật đúng là nhìn rõ mọi việc a, ha ha ha. Da mặt nhìn không được hung hăng run run, Bách Lý Kinh Vĩ thật sâu nhìn lấy Trác Phàm, phát ra trận trận cười lạnh thanh âm, đã cổ đại sư khăng khăng như thế, không muốn quy thuận, cái kia cũng vô pháp. Chỉ là, chính ngươi không muốn tánh mạng cũng coi như, nhưng có nghĩ tới hay không, lệnh lang còn có một đường sinh cơ đâu. Chỉ cần cổ đại sư đem trùng thiên kiếm giao ra, bản tướng cam đoan, lệnh lang hội bình yên vô sự. Nghi đầu hơi hơi lắc một cái, Trác Phàm quay đầu thật sâu nhìn Cổ Tam Thông liếc một chút, đã thấy cái kia ánh mắt cũng là một mảnh vẻ kiên định, bất giác nhất thời cười khẽ một tiếng, trăm dặm thừa tướng không cần đùa ta, con ta thiên phú không dưới ta, chắc hẳn các ngươi cũng được chứng kiến, trảm thảo trừ căn quy củ, ta vẫn là hiểu được. Các ngươi làm sao có thể yên tâm, đem con của cửu nhân buông tha, về sau biến hậu hoạn đâu. Ha ha ha, bây giờ cha con chúng ta hai người, đồng sinh cộng tử, cùng một chỗ chiến đấu, trăm dặm thừa tướng thì không cần lại tốn nước bọt. Tiếng nói vừa tới, Trác Phàm nhất thời đem đai lưng một cởi xuống, sau đó đem Cổ Tam Thông cùng thân thể mình cùng nhau buộc chung một chỗ, trong mắt đã tràn đầy tử đấu ý chí, Cổ Tam Thông trong mắt cũng đầy là vẻ kiên định. Thấy tình cảnh này, cho dù Thượng quan Phi Vân cũng không thấy khuôn mặt có chút động, cái này hai cha con, ngược lại thật sự là hai đầu hán tử, hổ phụ không khuyển tử a, tương lai tất thành đại khí. Đáng tiếc, hôm nay liền muốn mệnh tang tại chỗ. Đã cổ đại sư như thế không biết thời thế, quyển kia tướng liền thành toàn ngươi đi. Không có quân nhân anh hùng tình hoài, Bách Lý Kinh Vĩ đối với cái này lại là từ chối cho ý kiến, chậm rãi khoát tay chặn lại, nhìn về phía một bên Thượng quan Phi Vân nói, Phi Vân kiếm vương, đưa cha con bọn họ đoạn đường đi. Hơi hơi gật gật đầu, Thượng quan Phi Vân nâng lên hai ngón, sắc mặt lạnh lùng. Phía trên cuồn cuộn khí thế cường hãn cũng tại ngăn không được phát tán đi ra, toàn bộ thiên địa đều tại ầm ầm tiếng vang, tựa hồ đã là gây nên cộng minh giống như, rất nhiều trời đất sụp đổ cảm giác. Cảm thụ lấy cường đại uy lực, Trác Phàm mi đầu khẽ run, song đồng nhìn chằm chằm hắn ngón tay không thả, trên trán đã là bỗng dưng chảy ra từng tia mồ hôi lạnh. Cùng cái này Phi Vân kiếm vương một trận chiến này, đoán chừng hắn liền năm chiêu đều không qua, nhưng hắn không cầu thủ thắng. Chỉ cầu có thể còn sống sót, chỉ có dạng này, hắn có thể có tránh thức sống sót cơ hội. Tất cả mọi thứ, đều tại ấn trong lòng của hắn tính toán đang tiến hành, nhưng là mỗi một bước lại như thế gian nguy, hắn chỉ cần bước sai một bước, tất nhiên vạn kiếp bất phục. Thì như bây giờ một trận chiến này, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp trọng thương không chết, mới nhiều lần thoát chết. Dù sao, mọi người đối kẻ sắp chết, là lớn nhất không có phòng bị. Ong ong ong. Một cỗ năng lượng ba động càng không ngừng động cặp kia giữa ngón tay phát ra, chấn động đến thiên địa rung động, Thượng quan Phi Vân ánh mắt cũng càng thêm băng lãnh. Chăm chú nhìn giờ khắc này, Trác Phàm phải đồng tử bên trong vầng sáng màu vàng óng rạng rỡ phát sáng, cái trán đã là mồ hôi đổ như thác chảy dòng. Một kiếm này, là Thượng quan Phi Vân xuất ra, uy lực cùng tốc độ đều tất nhiên khá kinh người, cho dù là hắn không minh thần đồng, thay hình đổi vị, chỉ sợ cũng tránh không khỏi. Duy nhất khả năng, cũng là tại hắn xuất kiếm trong tích tắc, tiến hành không gian chuyển đổi, mới có thể trốn qua nhất mệnh, không thể trễ cũng không thể sớm. Nếu là trễ, tự nhiên mất mạng, nếu là sớm,
người ta cảm nhận được không gian ba động, một kiếm kia lập tức sẽ thay đổi phương hướng, người vẫn là mất mạng. Cho nên cái này thời khắc sống còn, ngay tại một sát na kia công phu, nếu là đem nắm không ngừng, liền trực tiếp trò chơi kết thúc. Đối mặt tình cảnh này, Trác Phàm áp lực là tương đối lớn, dù sao, đây là hắn lần thứ nhất một mình đối mặt Cửu Kiếm Vương, đứng ở phàm giai đỉnh phong cao thủ, sau lưng cũng đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Siêu. Rốt cục, Thượng quan Phi Vân hơi hơi một khuất hai ngón, cuối cùng hơi vung tay liền hung hăng hướng Trác Phàm chỗ đó quét tới, kiếm mang chớp mắt là tới, mà tại hắn bấm tay thời điểm, Trác Phàm liền đã phát động không minh thần đồng, ông một tiếng, không gian chuyển đổi. Kết quả là, tại cái kia cường hãn kiếm mang tới gần trước người lúc, gần như đồng thời, Trác Phàm lóe lên một cái, đã là hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Mà kiếm mang kia thì là thẳng tắp xuyên qua cái kia hư không, bắn về phía sau lưng cái kia mảnh thổ hoàng sắc khói tường bên trong, hô một chút, liền đem trọn cái khói tường thổi tan, nhất thời tiêu tán không thấy, lại gặp bầu trời trong trẻo. Cái gì, vậy mà tránh thoát, làm sao có thể? Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Thượng quan Phi Vân không khỏi quá sợ hãi. Thế nhưng là rất nhanh, hắn còn chưa kịp kinh ngạc tại Trác Phàm tốc độ, lại là ông một tiếng không gian ba động vang lên, đúng là tại trước người hắn phát ra. Nói cách khác, Trác Phàm thay hình đổi vị thế mà không phải chạy trốn, mà chính là tiến công, chủ động hướng Cửu Kiếm Vương tiến công. Điều này không khỏi làm ba người trong lòng một trận kinh hãi, tiểu tử này. Nơi nào đến như can đảm này? Cường đại ngũ giác lục thức lập tức cảm thấy bên người động tĩnh, tuy nhiên không biết Trác Phàm nghĩ như thế nào, nhưng cũng kinh ngạc tại hắn đảm lược, Thượng quan Phi Vân không khỏi lần nữa vận chuyển nguyên lực, tụ tại hai ngón, bắt đầu ngưng tụ kiếm khí. Mà giờ này khắc này, Trác Phàm thượng chưa hoàn toàn hiện ra thân thể. Chờ thân hình hắn ông một tiếng, tại Thượng quan Phi Vân bên người xuất hiện lúc, Thượng quan Phi Vân trong tay đạo thứ hai kiếm khí đã ngưng tụ thành công, nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Trác Phàm, không khỏi cười lạnh liên tục, hừ hừ, thật lớn mật, may mắn trốn qua nhất mệnh, thế mà còn dám chủ động lấn trước. Xem ra ngươi thật không muốn sống. Lôi viêm phá không? Thế mà, còn không đợi hắn nói xong. Vừa xuất hiện tại hắn trước mắt Trác Phàm, đã là phải đồng tử bên trong hai đạo màu vàng vầng sáng thoáng hiện, mắt trái lôi viêm nổ tung, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng một chiêu, nhất thời phát ra. Hô! Như là tử thần một cái đinh ba bỗng nhiên ném ra, cái kia mãnh liệt lôi viêm nhất thời hóa thành một đạo màu đen viêm trụ, thì tại Thượng quan Phi Vân trước mặt, bỗng nhiên đánh về phía hắn vai phải vị trí, bỗng dưng liền đánh hắn trở tay không kịp. Riêng là nhìn đến cái này khủng bố lôi viêm vậy mà xuất hiện lần nữa, Thượng quan Phi Vân bất giác giật mình, nhất thời dọa đến tam thi thần đập mạnh, tam hồn đi hai hồn, thất phách chạy lục phách. Vội vàng tụ lên toàn thân nguyên lực, hình thành nguyên lực hộ cháo, hắn cũng không muốn để cái này khủng bố đồ vật, dính vào thân thể lên bất luận cái gì một chỗ. Đồng thời, cái kia kiếm thứ hai cũng hung hăng hướng gần trong gang tấc Trác Phàm đánh tới, lần này khoảng cách gần như vậy. Trác Phàm cho dù lại đem nắm tốt di động thời cơ, cũng rốt cuộc chạy không. Cái này nếu là đánh trúng lời nói, Trác Phàm tất nhiên là thần hồn câu diệt hạ tràng. Uy áp mạnh mẽ bay thẳng mặt, cái kia ẩn mà không phát kiếm uy đâm vào Trác Phàm một trận hai gò má đau nhức, trên đầu tràn đầy mồ hôi lạnh, mặt sắc mặt ngưng trọng một mảnh. Thế nhưng là, ngay tại lúc này, khiến tại chỗ đoán chừng trừ Trác Phàm bên ngoài tất cả mọi người, cũng không nghĩ tới sự tình phát sinh. Mà cũng liền là chuyện này, đem quyển kia còn cảm thấy cao cao tại thượng, đối Trác Phàm hai cha con chẳng thèm ngó tới Thượng quan Phi Vân, nhất thời dọa đến sợ chết khiếp, cũng không dám nữa khinh thường người trẻ tuổi trước mặt này. Đồng thời, một cỗ thật sâu uy hiếp cảm giác, nhất thời tràn ngập hắn vị này Phi Vân kiếm vương toàn bộ trái tim. Phốc! Một tiếng vang trầm đột ngột đến phát ra, cùng lúc trước những cái kia màu đen lôi viêm bám vào tại nguyên lực hộ cháo lên kịch liệt thiêu đốt hoàn toàn khác biệt. Lần này cái kia lôi viêm đúng là chuyên chú một chút, giống như một cái cương châm đâm xuyên bầu trời đồng dạng, bỗng nhiên liền xuyên qua hắn nguyên lực hộ cháo, bỗng nhiên hướng hắn trên thân đánh tới. Trong mắt nhịn không được hung hăng co rụt lại, Thượng quan Phi Vân không khỏi nhất thời sắc mặt hoảng hốt, một trái tim đều kém chút bị dọa đến bay ra ngoài. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, cái này khủng bố lôi viêm lần này vậy mà như thế cường hãn, có thể đánh xuyên hắn phòng ngự. Thế nhưng là... Hắn lại làm sao biết, Thượng quan Ngọc Lâm tự bạo lúc phóng xuất ra lôi viêm, chỗ hiện ra chỉ là lôi viêm bản thân cường đại thuộc tính mà thôi, cũng không tính là chân chính thần thông. Nhưng cái này lôi viêm phá không,
lại là Trác Phàm dùng Diệt Thế Lôi Viêm cùng Không Minh Thần Đồng phối hợp sử dụng tuyệt kỹ, phá không có thể phá thiên hạ hết thảy kết giới, đâm xuyên lực tự nhiên kinh người, lại thêm cái này lôi viêm đáng sợ thuộc tính, tự nhiên uy lực càng hơn một bậc. Đừng nói hắn cái này nguyên lực vòng phòng hộ, liền xem như đêm đó đem Thượng Quan ra một đám cao thủ nhốt tại một chỗ cấp 12 trận thức kết giới, cũng chiếu phá không lầm. Da mặt nhịn không được hung ác run rẩy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy cái kia màu đen độc xà sắp lẻn đến hắn trên thân, Thượng Quan Phi Vân không khỏi nhất thời một giật mình, liền bỗng dưng quay người lại tử, tránh thoát đi. Bất quá, cái kia chuẩn bị đánh về phía Trác Phàm một kiếm, cũng là bởi vì hắn cái này chuyển một cái, bỗng nhiên hoa hướng nơi khác, đánh cho một tiếng, đem một bên khác phương viên trăm dặm chi địa, nhất thời oanh thành một vùng phế tích, khói bụi tràn ngập, xôn xao. Màu đen lôi viêm giống như một cái diệt thế hắc trụ, theo Thượng Quan Phi Vân đầu vai thô sơ giản lược xẹt qua, thẳng bắn thẳng về phía xa xôi chân trời, thế nhưng là Thượng Quan Phi Vân cảm thụ lấy cái kia lôi viêm lóe qua bên người lúc phát ra đáng sợ năng lượng, lại sớm đã là cắm đầu mồ hôi lạnh ứa ra, trái tim đều hoảng sợ đến sắp dừng lại. Từng có lúc, hắn đường đường Đông Châu đệ nhất cao thủ, Trung Châu cửu kiếm vương một trong Phi Vân kiếm vương, cảm thụ qua đáng sợ như thế chẳng diện, quả thực cùng tử thần gặp thoáng qua không có gì khác nhau. Thế nhưng là, còn không đợi hắn thở dài ra một hơi, xì 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 kịch liệt thiêu đốt tiếng vang lại là nhất thời ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Không khỏi sợ hãi cả kinh, hắn vội vàng quay đầu nhìn qua, lại là ngột dọa đến lại là nheo mắt, hai chân đều đã ngăn không được đánh tới bệnh sốt rét. Thì ra giờ này khắc này, chẳng biết lúc nào, áo quần hắn lên đã là dính vào cái kia khủng bố hắc viêm, chính đang không ngừng thiêu đốt, lập tức liền muốn đốt tới hắn trên thân. Không dám có chút chủ quan, Thượng Quan Phi Vân vội vàng thân thể lắc một cái, cường đại nguyên lực bỗng nhiên đem chính mình quần áo toàn bộ chấn vỡ, mà cái kia hắc viêm cũng theo vỡ vụn quần áo tứ tán bốn phía, thiêu đốt hầu như không còn. Hiu! Thế mà, ngay tại lúc này, còn không đợi hắn theo kinh hoàng bên trong thở phào được một hơi, một đạo tiếng xé gió lại là bỗng dưng lần nữa ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ngay sau đó, Trác Phàm eo quấn tiểu tam tử kỳ hoa bóng người, một lại xuất hiện ở trước mặt hắn, mắt trái bên trong màu đen lôi viêm cuồn cuộn nổ tung, phải đồng tử bên trong hai đạo màu vàng vầng sáng chiếu sáng rạng rỡ, đúng là dự định lần nữa lập lại chiêu cũ, cho hắn đến một chiêu lôi viêm phá không. Thế nhưng là nhất chiều bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, đã ăn qua một lần thua thiệt Thượng Quan Phi Vân, lần này lại có thể lần nữa trúng chiêu. Giống như là nhìn thấy quỷ đồng dạng, hoặc là nói cho dù là nhìn thấy quỷ, đều không có như thế khiến người ta kinh hãi. Thượng Quan Phi Vân thấy một lần Trác Phàm hai người thân ảnh xuất hiện lần nữa, đúng là không cần nghĩ ngợi, vội vàng chính là một bước cước bộ thì vội vã lui lại, một cái bay vọt liền hơn vạn mét xa, xa xa cùng bọn hắn kéo ra kịch liệt. Chờ tự giác đã đi vào an toàn khu vực về sau, vừa rồi thở dài một hơi, giống như cùng bất bại kiếm tôn đánh một trận giống như, toàn thân khí lực hư thoát, từng ngụm hô hấp lấy, hai chân sớm đã có chút khí mềm đứng không dậy nổi, đang không ngừng run rẩy. Mà lại, có thể rất thấy rõ, vị này Thượng Quan kiếm vương quần lót lên một mảnh ẩm ướt, tại dạng rỡ dưới ánh mặt trời, đúng là như thế dễ thấy. Bỗng dưng, nhìn lên trước mặt tràng cảnh. Bách Lý Kinh Vĩ cùng Đan Thanh Sinh hai người, lại là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, trong lòng càng là kinh hãi không thôi. Xin nhờ, Phi Vân Kiếm Vương, ngài thế nhưng là cửu kiếm vương a, đối phó một cái chỉ là thần chiếu cảnh tu giả, làm sao lại chật vật như thế không chịu nổi đâu. Nhìn xem ngươi bây giờ bộ dáng gì, quần áo vỡ vụn, trên thân nền vốn dĩ là cánh tay chân, hạ thân cái kia một mảnh ẩm ướt lại là chuyện gì xảy ra. Thế mà có thể bị một cái thần chiếu cảnh luyện đan sư một chiêu hoảng sợ nước tiểu, còn thể thống gì? Khóe miệng nhịn không được hung hăng co lại, Bách Lý Kinh Vĩ mí mắt đập mạnh, song đồng mãnh liệt run run, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đều muốn chửi ầm lên, nhưng là nghĩ lại, nhớ tới cái kia lôi viêm đáng sợ, lại là dường như lý giải giống như, trong lòng bỗng dưng thở dài ra một hơi. Đón lấy, vị này trăm dặm thừa tướng cái kia dạng rỡ ánh sao hai con ngươi. Tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng địa chuyển hướng đồng dạng trong hư không từng ngụm thở dốc Trác Phàm chỗ đó, mí mắt lắc một cái, lẩm bẩm nói, xem ra cái này cổ nhất phàm vừa mới nói muốn đánh với kiếm vương một trận, cũng không phải là chỉ là tranh đua miệng lưỡi a. Đúng vậy a, tiểu tử này, thật rất đáng sợ. Trong mắt đồng dạng mang theo vẻ kinh hãi, Đan Thanh Sinh cũng hơi hơi gật gật đầu, kìm lòng không được nói, cái kia hắc phiêm uy lực, thật có tuyệt sát kiếm vương khả năng.
nếu là tiểu tử này thực lực lại cao một chút lời nói, vừa mới lần kia đánh bất ngờ, nói không chừng. Giác! Đan Thanh Sinh lời nói còn chưa nói xong, một tiếng thanh thúy quyền đầu xương bạo âm thanh đã là rõ ràng truyền vào hắn trong tai, mi đầu lắc một cái, Đan Thanh Sinh quay đầu nhìn qua, lại chính gặp Bách Lý Kinh Vĩ lúc này chính không nháy mắt nhìn chằm chằm Trác Phàm chỗ đó, trong mắt đều là kiêng kỵ cùng vẻ mặt ngưng trọng, làm sao có thể lại để cho hắn thực lực cường thịnh đi xuống đây, nếu là lúc trước giết tiểu tử này, là vì bản tướng chính mình lời nói, vậy bây giờ chính là vì toàn bộ đế quốc an nguy suy nghĩ. Trên đời này chỉ có thể có một cái bất bại kiếm tôn, nhưng là không cho phép lại xuất hiện một cái đáng sợ như thế tồn tại. Mi đầu không khỏi nhỏ khẽ run run, Đan Thanh Sinh trong mắt tinh mang lóe lên, hơi hơi trầm ngâm một chút, cũng là trong lòng âm thầm gật đầu. Đúng vậy a, tiểu tử này thực lực tiến triển thực sự quá thần nhanh, riêng là cái kia hắc viêm, vậy mà có thể uy hiếp được kiếm vương tánh mạng, phải biết, hắn hiện tại chỉ là thần chiếu cảnh a. Vậy sau này không thể nói được thật là một cái bất bại kiếm tôn tài liệu. Không, hẳn là sẽ trưởng thành là so bất bại kiếm tôn càng kinh khủng tồn tại. Như thế tới nói, hôm nay Bách Lý Kinh Vĩ đại khái cho dù không muốn cái kia trùng thiên kiếm, cũng muốn hủy tiểu tử này. Thật sâu nhìn Bách Lý Kinh Vĩ liếc một chút, Đan Thanh Sinh khẽ vuốt râu dài, đã đoán được hắn dự định, nhưng trong lòng thì không biết tại suy nghĩ lấy cái gì. Mà nơi xa Thượng Quan Phi Vân lúc này, nhìn lấy chính mình bộ này mất mặt mất hứng chán nản bộ dáng, lại là tức giận tới mức cắn răng, nổi giận đùng đùng, hung hăng nhìn chằm chằm nơi xa cái kia Trác Phàm bóng người, trong mắt đã là tản mát ra tránh thức trần trụi sát ý. Sỉ nhục, vô cùng nhục nhã, tiểu tử này, tuyệt không thể lại lưu. Hàm răng cắn rát băng vang lên, Thượng Quan Phi Vân chậm rãi nâng lên hai ngón, đã là chuẩn bị phát động hắn lần thứ ba kiếm chiêu. Mà lại lần này, hắn nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt lại không có bất kỳ cái gì qua loa chi sắc, mà chính là hết sức chăm chú, giống như tại cùng chính mình thực lực đối các cao thủ đối chiến giống như, không có chút nào bất luận cái gì khinh thì có thể nói, tự thân ngũ giác lục thức cũng là phát huy đến cực hạn, phương viên ngàn mét bên trong, đều đang dò xét bên trong. Thấy tình cảnh này, Trác Phàm không khỏi mí mắt nhẹ nhàng lắc một cái, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Quả nhiên, đối mặt cửu kiếm vương dạng này đối thủ, chính mình thực lực vẫn là quá kém. Lúc trước nếu là đổi thành đồng dạng quy nguyên cảnh lời nói, đánh bất ngờ phía dưới, cũng đã đem hắn rảo sát. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác hiện tại đối thủ là cửu kiếm vương, chính mình vừa mới một chiêu chưa thành, thì không còn có dạng này cơ hội. Bất quá, cái này tất cả mọi thứ, cũng tất cả đều tại hắn trong dự liệu, cho nên đối mặt tình cảnh này, hắn không nói hai lời, đạp chân xuống, liền lần nữa xa xa bay khỏi, đúng là muốn chạy trốn. Mà Bách Lý Kinh Vĩ cùng Đan Thanh Sinh hai người gặp, cũng không đuổi theo, bởi vì vì bọn họ cũng đều biết, lúc này Trác Phàm đã là Thượng Quan Phi Vân con mồi, vị này Phi Vân kiếm vương lại có thể tùy tiện đem cái này con mồi thả chạy đâu. Hắc hắc hắc, bây giờ nghĩ chạy, muộn. Tuy nhiên ngăn cách 10.000 mét xa, Thượng Quan Phi Vân nhưng như cũ không để bụng, khóe miệng xẹt qua từng trận cười lạnh, hai ngón khép lại, phía trên tản mát ra cuồn cuộn chấn động, vẫn như cũ làm thiên địa làm rung động. Phảng phất muốn long trời lở đất đồng dạng. Một chỉ này đi xuống, coi như Trác Phàm cách hắn lại xa, chỉ cần tại hắn ánh mắt chiếu tới chỗ, liền có thể trong nháy mắt đem đối thủ rảo sát thành cặn bã. Cái này, chính là quy nguyên cảnh, cửu kiếm vương thực lực đáng sợ. Trác Phàm tuy nhiên có thể bằng lôi viêm uy thế, miễn cưỡng chấn nhiếp một chút, nhưng thực lực chân thật, vẫn còn kém xa đâu. Điểm này tất cả mọi người rõ ràng, riêng là Thượng Quan Phi Vân. Tại bình tĩnh sau thì càng minh bạch, hừ hừ hừ. Cổ Nhất Phàm, không thể không nói, ngươi là một cái kỳ tài, vô luận thực lực hay là luyện đan thuật, đều là hiếm thấy trên đời. Riêng là người mang dị hỏa, càng là khiến lão phu sợ hãi. Có lẽ không lâu tương lai, ngươi thật có thực lực đem lão phu giết, thành vì thiên hạ bá chủ. Đáng tiếc a, ngươi bại lộ quá sớm, lão phu cũng sẽ không đem ngươi lưu cho đến lúc đó đi. Mà ngươi cái kia hắc viêm, như là không thể cận thân đối lão phu phát động lời nói, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Như thế tới nói, ngươi đã không có sinh lộ, Cổ Nhất Phàm. Hét lớn một tiếng, Thượng Quan Phi Vân bỗng nhiên hất lên kiếm chỉ, cái này không gì địch nổi trùng thiên kiếm kình, kiếm thứ ba liền bỗng nhiên hướng Trác Phàm hai người trực kích mà đi, chớp mắt là tới. Bạch, chỉ là giây lát thời gian, đạo kiếm quang kia đã là trong nháy mắt đi vào phía sau bọn họ. Không khỏi sợ hãi cả kinh. Trác Phàm vội vàng quay đầu nhìn qua,
phải đồng tử bên trong năm đạo vầng sáng màu vàng óng thoáng hiện, mắt trái bên trong màu đen lôi viêm nổ tung, hét lớn lên tiếng, không minh thần đồng tầng thứ năm, lôi viêm bình chướng ngũ trọng thiên. Ao 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 ao. Bỗng dưng, nhưng gặp từng đạo màu đen lôi viêm bình chướng đột ngột xuất hiện tại Trác Phàm trước mặt, có tới năm đạo nhiều, nhất thời ngăn ở cái kia đạo kiếm kình truy sát trên đường. Không khỏi khẽ giật mình, thượng quan Phi Vân bọn người cũng là cả kinh, bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, Trác Phàm thế mà còn có một chiêu như vậy phòng ngự chiêu thức, mà lại cũng là cùng cái kia quỷ dị hắc viêm phối hợp, nghĩ đến uy lực tất nhiên không kém. Bất quá, chiêu này nếu là ứng đối đồng dạng tu giả còn tốt, đáng tiếc hắn muốn đối mặt lại là cửu kiếm vương. Oanh! Chỉ là trong chốc lát, năm lớp bình phong cùng nhau vỡ vụn bay tán loạn, hóa thành từng đạo màu đen tia lửa tràn ngập giữa trời, cuối cùng tiêu tán không thấy. Trác Phàm cũng là nhịn không được thân thể lắc một cái, phốc một tiếng phun ra một miệng đỏ thẫm máu tươi, bởi vì lực phản chấn quá mạnh, hai cái tròng mắt bỗng dưng cùng nhau chảy xuống đỏ thẫm máu nước. Mà đạo kiếm khí kia, cũng gấp nhanh không có không đình trệ hướng Trác Phàm chỗ đó tiếp tục đuổi đi. Ha ha ha, Cổ Nhất Phàm, người mặc dù có dị hỏa tương trợ, nhưng là bằng thực lực ngươi, cũng muốn. Ách, thấy tình cảnh này, thượng quan Phi Vân không khỏi lúc này ngửa mặt lên trời cười to, khinh miệt không ngừng, nhưng là còn không đợi hắn lời nói xong, lại là nhất thời trì trệ, song đồng ngưng tụ, bất khả tư nghị lẩm bẩm nói, cái này sao có thể, ta kiếm khí lại. Xì xì xì, từng tiếng thiêu đốt thanh âm, vang vọng tại toàn bộ bên trong thiên địa, là như vậy rõ ràng nhưng lại chói tai. Thượng quan Phi Vân cái kia nhất tuyệt mạnh kiếm khí tuy nhiên trong nháy mắt phá vỡ Trác Phàm năm đạo lôi viêm bình chướng, nhưng là những cái kia lôi viêm cũng trong nháy mắt này, bỗng dưng dính vào kiếm khí kia phía trên, không ngừng mà thiêu đốt xé rách. Chờ những cái kia lôi viêm cấp tốc đốt sạch, đạo kiếm khí kia cũng nhất thời bị thiêu đi một phần tư lực đạo, tuy nói khí thế y nguyên mạnh mẽ, nhưng là so với lúc trước đến, lại là uể oải không ít, mà lực đạo cũng bị cắt giảm rất nhiều. Nếu như nói lúc trước một kiếm kia là thật thượng quan Phi Vân bắn ra lời nói, như vậy hiện tại kiếm này kinh lực đạo, nhiều lắm là cũng coi như một cái bình thường quy nguyên đỉnh phong cao thủ một kiếm. Phải biết, tuy nhiên đồng dạng là quy nguyên cảnh đỉnh phong cao thủ một chiêu, nhưng bên trong kém đừng thế nhưng là rất lớn, không thể đạo lý tính. Trung Châu đất rộng của nhiều, nhân tài đông đúc, quy nguyên đỉnh phong cao thủ cũng không tại số ít, nhưng chỉ có cửu kiếm vương xưng bá, cũng là bởi vì đồng dạng là cường giả. Cửu kiếm vương mạnh càng thêm không thể tưởng tượng, người phi thường có thể đụng. Ban đầu ở Phi Vân Vương Phủ, thượng quan Phi Vân tiện tay một kiếm chi uy, liền có thể đem chính mình hộ vệ hơn 30 quy nguyên cao thủ chấn thương đánh chết, đan thanh sinh một kiếm vừa lên, liền đã khiến thượng quan gia đông đảo cường giả khó có thể ngăn cản mảy may. Dạng này tính áp đảo thực lực, cũng chỉ có cửu kiếm vương có, nếu là bình thường quy nguyên đỉnh phong cao thủ. Có thể đồng thời đối phó 5 cái quy nguyên hậu kỳ cao thủ cũng rất không tệ. Có thể thấy được, tuy nhiên bởi vì phàm giai áp chế quan hệ, rất nhiều cao thủ tu vi chỉ có thể đạt đến quy nguyên đỉnh phong liền dừng, nhưng là cửu kiếm vương cùng người khác lại là chất khác biệt. Có thể tưởng tượng, nếu không phải có cái này phàm giai kết giới áp chế lời nói, 9 người này sớm đã có thể thông suốt thánh cảnh. Thực lực cũng không chút nào tại những cái kia thánh vực cao thủ phía dưới, thậm chí còn hơn. Trở thành thánh vực những tu giả kia trong mắt quái vật cũng khó nói. Dù sao, những người này cũng coi là kiếm đế truyền nhân, há có thể cả người giống nhau. Bất quá, chính là như vậy một cái đứng ở đại lục đỉnh phong, thiên chi con cưng một chiêu, lại là tại đi qua Trác Phàm cái kia lôi viêm bình chướng về sau, trong nháy mắt bị suy yếu không ít, trở thành một tục nhân gia chiêu uy lực, đoán chừng đại khái bị suy yếu hơn phân nửa đi. Điều này không khỏi làm tại chỗ tất cả mọi người quá sợ hãi, trong mắt ngưng trọng càng sâu một bậc, đồng thời đối Trác Phàm cũng càng thêm kiêng kỵ, tuy nói hiện tại Trác Phàm là bị đánh một phương, nhưng là đã không có bất kỳ người nào dám khinh thường tại hắn. Nhìn chằm chằm cái kia tiếp tục phi hành kiếm khí không thả, thượng quan Phi Vân mí mắt mãnh liệt rung động, thì thào lên tiếng, cái này hắc viêm thậm chí ngay cả lão phu kiếm khí đều có thể đốt cháy, hơn nữa còn thiêu đến nhanh như vậy, quả thực cũng là nghịch thiên, quá không có thiên lý. Thiên hạ tại sao có thể có dạng này tồn tại đâu. Còn lại hai người nghe đến, cũng là khẽ gật đầu, thở dài. Không sai, bọn họ kiêng kỵ Trác Phàm, không phải kiêng kỵ hắn bản thân thực lực, cũng là kiêng kỵ cái này diệt thế lôi viêm. Bởi vì cái này lôi viêm thuộc tính thực sự quá bá đạo, quả thực thì là người sống chớ gần. Liền tu giả vũ kỹ chiêu số đều có thể đốt cháy,
cái này đúng sao? Bọn họ trước kia nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Như là như vậy lời nói, chỉ cần cái này lôi viêm đủ nhiều, như vậy tu giả tại ngọn lửa này đang bao vây, có thể nói thẳng vĩnh biệt. Bởi vì nguyên lực hộ cháo dùng không, bởi vì bị thiêu không có, muốn dựa vào vũ kỹ thần thông mở đường, cũng dùng không, bởi vì bị thiêu không có, muốn dùng linh binh ma bảo cản một chút, cũng không được, bởi vì sẽ còn bị thiêu không. Tóm lại, một khi cùng cái này lôi viêm tiếp xúc, đều sẽ bị thiêu không, căn bản chính là một trận địa ngục chi hỏa, để ngươi vĩnh viễn không trốn thoát được. Cái này nếu như bị còn lại tu giả biết lời nói, đoán chừng chắc phàm có thể thành toàn bộ đại lục công địch. Nắm giữ cái này lôi viêm, cùng nắm giữ vũ khí hạt nhân không sai biệt lắm, quá nguy hiểm. Nghĩ tới đây, ba người không khỏi cùng nhau mí mắt lắc một cái, tiếp tục hướng Trác Phàm chỗ đó nhìn qua, trong lòng lại là đều có suy nghĩ. Mà giờ này khắc này, Trác Phàm một chiêu bị phá, còn làm đến hai mắt đổ máu, lại là cũng không hoảng hốt, ngược lại còn lộ ra quỷ dị tà tiếu tới. Bởi vì vừa mới trong tích tắc, hắn thì cắt giảm kiếm khí kia không ít lực lượng, cái này chính chứng minh, hắn có thể đối phó một chiêu này. Kết quả là, Trác Phàm không nói hai lời, lúc này lần nữa giữ vững tinh thần, không để ý trong mắt vừa mới đã bị trùng kích, phải đồng tử bên trong lần nữa phát lên hai đạo màu vàng vầng sáng, mắt trái bên trong lôi viêm nổ tung, không ngờ là một đạo lôi viêm phá không đánh ra đi, chỉnh chỉnh đối lên cái kia chính hướng nơi này đánh tới trùng thiên kiếm kình. Hiu, đụng, một tiếng vang thật lớn, lôi viêm cùng kiếm kia kình hung hăng đụng nhau, lại là vẫn như cũ hung hăng xuyên qua cái kia phá không lôi viêm chi uy, tốt không chỉ trệ hướng Trác Phàm phóng đi. Mà Trác Phàm cũng là lại một lần nữa bị cái kia xông lên sức lực chấn địa đầu đau muốn nứt, hơi ngửa đầu, nhịn không được trong miệng lần nữa phun ra một miệng đỏ thẫm máu nước, sắc mặt cũng chợt biến đến càng thêm thảm trắng lên. Trong hai con người máu tươi, càng là ngăn không được dâng trào mà ra. Thế nhưng là hắn lại không thèm để ý, cố nén đau đầu, đột nhiên lộ ra càng thêm tà dị tiếu dung. Bởi vì, ngay tại cái kia vừa mới trong tích tắc công phu, Trác Phàm tuy nhiên tại nguyên lực va chạm lên lại thua một bậc, nhưng là lôi viêm thuộc tính lại là tuyệt đối vô địch. Lại phối hợp phá không thần uy, chỉ là trong nháy mắt công phu, liền đem cái kia lôi viêm thẳng tắp đánh vào kiếm khí kia trung tâm. Chỉ một thoáng, khủng bố lôi viêm thiêu đốt phía dưới, cái kia không gì sánh kịp cường hãn kiếm khí, bắt đầu từ nội bộ dung chuyển, một trận suy yếu. Chờ cái kia lôi viêm hoàn toàn đốt sạch sẽ lúc, đạo này nguyên bản đánh đâu thắng đó kiếm khí, đúng là đã suy yếu đến chỉ là vừa đột phá quy nguyên cảnh tu giả phát ra một chiêu uy lực mà thôi. Thấy tình cảnh này, Thượng Quan Phi Vân bọn người, không khỏi triệt để mắt trợn tròn. Chỉ bất quá hai lần suy yếu mà thôi, liền đã đem hắn đường đường kiếm vương một kiếm chi uy, suy yếu đến tình trạng như thế, nếu không phải vừa mới nguyên lực kia xông lên cho đối phương tạo thành điểm thương tổn lời nói, hắn một kiếm này cơ bản thì tương đương phế a. Nếu là đối phương hiện tại đã là quy nguyên cảnh thực lực lời nói, hoàn toàn liền có thể dễ dàng đón lấy một chiêu này, vậy hắn Thượng Quan Phi Vân mặt mũi còn đặt ở nơi nào? Chỉ là tốt xấu, Cổ Nhất Phàm chỉ là thần chiếu cảnh, cho dù thanh kiếm uy suy yếu đến trình độ này, cũng không làm nên chuyện gì. Nếu không mà nói, quá tam ba bận, hắn đường đường phi vân kiếm vương, một kiếm giết không người, lưỡng kiếm giết không người, kiếm thứ ba còn giết không người, vậy hắn liền dứt khoát đụng chết đi đến. Tuy nhiên đối mặt là cái thần chiếu cảnh đi đi, nhưng hắn kiếm vương tôn nghiêm vẫn là muốn. Nhưng là rất hiển nhiên, Trác Phàm cũng không tính lấy chính mình mệnh, lại tác thành cho hắn kiếm vương chi tôn. Khóe miệng không khỏi hơi hơi một phát, cảm thụ lấy đã suy yếu hơn phân nửa kiếm vương, Trác Phàm không khỏi trèo lên thì lộ ra một đạo nụ cười tự tin. Ngay sau đó, không minh thần đồng tầng thứ tư đột ngột đến phát ra. Không gian chấn động, lôi viêm lĩnh vực. Oanh! Chỉ một thoáng, Trác Phàm ngàn mét bên trong, toàn bộ không gian bắt đầu không ngừng chấn động, cuồn cuộn màu đen lôi viêm tràn ngập bên trong, cũng tại theo cỗ này chấn động, phá hư bốn phía hết thảy. Đạo kiếm khí kia, tại cái này chấn động trong không gian, bởi vì năng lượng ngưng thực, vốn là sẽ không đánh sơ sát, nhưng là tại cái này lôi viêm không ngừng thiêu đốt dưới, lại là cấp tốc tiêu tán ra, cái kia khí thế cường đại cũng là tại lấy có thể cảm giác tốc độ tại cấp tốc hạ xuống lấy. Cái này, xem như Trác Phàm đối mặt kiếm khí này, duy nhất không cứng đối cứng đấu pháp, chỉ là tại từng bước ăn mòn mà thôi, điều này không khỏi làm bản thân hắn đã có chút nặng thương thân thể, nhẹ nhõm không ít. Bất quá, rất hiển nhiên loại này làm hao mòn phương thức,
căn bản khó có thể cản trở cái kia tốc độ kiếm khí, cho nên chỉ là trong nháy mắt, đạo kiếm khí kia đã đi vào Trác Phàm trước mặt. Nhưng là may mắn, đi qua cái này liên tiếp làm hao mòn, kiếm này uy đã là xuống đến dung hồn cảnh ngũ trọng tu giả nhất kích uy lực, chỉ là như thế lời nói, bằng Trác Phàm thực lực, đã có thể ngăn lại. Khóe miệng không khỏi xẹt qua một đạo thắng lợi đường cong, Trác Phàm nhẹ nhàng vừa nhấc cánh tay phải, từng trận hồng mang nhất thời phát tán, trong mắt đều là vô tận tự đắc. Kiếm vương lại như thế nào, người một chiêu, ta Trác Phàm cuối cùng ngăn lại. Phốc! Thế mà đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, có lẽ liền Trác Phàm chính mình cũng không nghĩ tới, tuy nhiên kiếm khí kia bị làm hao mòn rất nhiều, nhưng là một kiếm kia vẫn như cũ không có không chỉ trệ hung hăng xuyên qua Trác Phàm cánh tay, thẳng tắp hướng về sau bắn tới, nhất thời xuyên qua hắn toàn bộ đầu vai. Cuồn cuộn máu tươi như suối phun đồng dạng hướng ra phía ngoài dâng trào, Trác Phàm trong mắt mang theo từng tia kinh dị, tràn đầy vẻ không thể tin, trong lòng một trận oán thầm. Tại sao có thể như vậy? Lấy Kỳ Lân tí mạnh, không nên không chặn được một đạo dung hồn cao thủ một kiếm a. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta tính sai a? Phốc, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, Trác Phàm nhất thời ôm lấy cổ Tam Thông rơi xuống đất, một tiếng ầm vang, đập ra một cái to lớn hầm động đến, máu tươi chảy ra không ngừng trôi, nhất thời đem vùng này nhuộm dần thành huyết hồng đất cát. Lão cha, cổ Tam Thông giật mình, nguyên bản suy yếu trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhất thời xuất hiện hai hàng lệ nóng, vội vã gọi ra. Mí mắt hơi hơi lắc một cái, Trác Phàm thật sâu thở một ngụm, lẩm bẩm nói, tiểu tam tử, lão cha tựa hồ có chút đồ vật không có tính toán đến. Tuy nói trận chiến này hội bại, nhưng không nghĩ tới sẽ làm bị thương nặng như vậy. Lần này không tốt, liền sau cùng bảo mệnh long tức đan đều ném không đi ra. Cái kia lão cha, chúng ta sẽ chết sao? Không khỏi giật mình. Cổ Tam Thông đồng dạng bất lực, thăm thẳm hỏi. Nhẹ nhàng sờ sờ đầu hắn, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, người sợ chết sao? Không sợ. Vậy thì tốt, phó thác cho trời đi. Thật sâu hít một hơi, Trác Phàm trong mắt tinh mang lóe lên, hiện tại hai cha con chúng ta sinh tử, thì nắm giữ tại trong tay người kia, chỉ nguyện hắn còn nhớ rõ lúc trước ước định. Không khỏi khẽ giật mình, cổ Tam Thông dường như minh bạch cái gì, thật sâu nhìn lấy hắn, hơi hơi gật gật đầu. Mà lúc này đây, Trác Phàm trọng thương tại thân, cho rằng cái này là mình lớn nhất tính sai, hắn thực sự không nghĩ tới, suy yếu đến loại trình độ kia kiếm khí, còn có thể thương tổn được hắn. Nhưng là cái này xem ở ba người khác trong mắt, lại là đầy rẫy vẻ khó tin, riêng là Thượng Quan Phi Vân, càng là khó có thể tin run rẩy mí mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, ta Thượng Quan Phi Vân ba kiếm còn giết không người, trên đời này trừ Cửu Kiếm Vương cùng Bất Bại Kiếm Tôn bên ngoài, còn không có đâu. Cổ Nhất Phàm, ngươi là người thứ nhất, như vậy thì để bản vương dùng kiếm thứ tư, đến kết tính mệnh của ngươi đi. Nói, Thượng Quan Phi Vân lần nữa nâng lên kiếm chỉ, đối mặt một cái đã trọng thương ngã xuống đất, không thể động đậy bóng người, lại là trước đó chưa từng có chỗ, tản mát ra cường liệt nhất sát ý, cuồn cuộn lãnh mang cũng tại trong mắt không ngừng lấp lóe. Có hận, có không cam lòng, càng nhiều lại là khuất nhục. Không sai, cũng là khuất nhục. Tuy nói hiện tại trọng thương ngã xuống đất là Trác Phàm, nhưng cảm giác được trên mặt không ánh sáng, cảm thấy lớn lao nhục nhã lại là hắn Thượng Quan Phi Vân. Đường đường kiếm vương, đối mặt một cái thần chiếu cảnh luyện đan sư, ba kiếm không thể đoạt mệnh, thì tương đương với một cái nắm giữ sức chín châu hai hổ tráng hán, liền nghiền ba lần, nghiền không chết một con kiến đồng dạng. Mọi người sẽ không chú ý con kiến cường đại, sẽ chỉ chế giễu tráng hán chỉ có bề ngoài thể hư yếu đuối. Cho nên, Thượng Quan Phi Vân cái này sau cùng một kiếm, xem như lớn nhất sát ý một kiếm, cũng là lúc này trọng thương tại thân, vô cùng suy yếu Trác Phàm, nguy hiểm nhất tình cảnh. Tuy nói đây hết thảy hắn cũng đã có đoán trước, nhưng cũng hơi chút chệch hướng hắn đoán trước, chỉ là cái này vừa chệch hướng, liền trở thành là chân chính tử cảnh, cho dù là Trác Phàm cũng lại khó nắm giữ tử cảnh. Cái này chiêu thứ nhất dung cây dọa khỉ, nhiễu loạn ba người tâm cảnh, chiêu thứ hai điệu hổ ly sơn. Trực tiếp đem trong địa lao tất cả hộ vệ đều dẫn đi, sau đó ta nghĩ biện pháp đi địa lao thừa cơ cứu người. Mà lại như thế tới nói, trong thành hộ vệ cũng sẽ bị dẫn tới vương phủ chỗ đó, cha con chúng ta hai người muốn chạy trốn thì đơn giản nhiều. Kế hoạch không tệ, thế nhưng là, bọn họ có tin hay không? Dễ dàng mắc câu như vậy. Thượng Quan Phi Vân đối Thượng Quan gia chủ oán hận chất chứa rất sâu,
lần này ta an bài thượng quan Ngọc Lâm ở trước mặt hắn tự bạo, lại thêm các vị đánh lén vương phủ, hai bên liên hệ, hắn tất nhiên cho rằng đây là nhằm vào hắn ám sát kế hoạch, nhất định giận dữ. Đến lúc đó khẳng định sẽ tìm gia chủ các ngươi tính sổ sách, mà ta có biện pháp hoảng sợ vương phủ hộ vệ một chút, đến lúc đó bọn họ cũng khẳng định thuận theo mà xuống theo thượng quan Phi Vân tiến đến, địa lao chung quanh nhất định rỗng tuếch, lợi cho cứu người. Kế này xác thực có khả năng rất lớn dẫn thượng quan Phi Vân bị kẹt, nhưng là hắn dễ dàng mắc lừa, nhưng đối phương còn có cái đế quốc đệ nhất cố vấn, Bách Lý Kinh Vĩ đâu. Bách Lý Kinh Vĩ danh bất hư truyền, điểm ấy tiểu hoa chiêu nhất định không lừa được hắn, bất quá. Hắn mặc dù mưu trí hơn người, nhưng có cái ngạnh thương, lại là có thể trắng trợn sử dụng một phen. Cái gì ngạnh thương? Quá tham, ha ha ha, chỉ là đây cũng không phải là cái gì khiếm khuyết, hoặc là nói, chính bởi vì hắn là cái cực kỳ tự phụ mưu sĩ, thì càng hội càng thêm tham lam, sẽ không rón rén, thỏa mãn hiện trạng. Thì từ lần trước Đan Vương đại hội, hắn đã biết các vị lối ra, lại vẫn không có động tác, mà là bố trí xuống thiên la địa võng đến chờ các vị mắc câu tới nói, người này là cái giỏi về thả dây dài câu cá lớn, lại rất có kiên nhẫn người. Cho nên hắn đến lúc đó cho dù nhìn ra cái gì, cũng sẽ không có động tác gì, mà chính là hội tương kế tự kế, câu ta con cá lớn này. Như vậy chúng ta cũng tương kế tự kế, theo ý hắn, đem tiểu tam tử theo Phi Vân Vương phủ bên trong cứu ra. Cái kia về sau đâu? Về sau hắn hội một mực truy ta đến chân trời góc biển, không chết không thôi. Đoán chừng trong vòng một canh giờ, ta liền bị bọn họ bao vây, lại khó chạy thoát. Cái gì, vậy ngươi chẳng phải là tử cảnh? Đúng vậy a, cố tìm đường sống trong chỗ chết, chỉ có dạng này, cha con chúng ta hai người mới có thể tránh thức thoát khỏi Bách Lý Kinh Vĩ dây dưa, an toàn rời đi Trung Châu. Chỉ là điểm này, thượng quan gia chủ cũng không cần quản, ta tự có chủ ý. Rầm rầm rầm, từng tiếng nổ rung trời từ đằng xa 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 truyền đến, từng trận bụi mù tràn ngập chân trời, cát bay đá chạy che hư không che lấp mặt trời, bao trùm nửa bầu trời, không thấy trời xanh mây trắng. Thượng quan Phi Hùng một đoàn người, cùng nhau đứng ở vân không chi đỉnh, trong đầu nghĩ đến lúc trước trong sơn động cùng Trác Phàm nghiên cứu thảo luận kế hoạch, hai con ngươi xa xa nhìn chăm chú lên nơi xa cái kia to lớn vang động, trong mắt khẽ run lên, trên mặt đều lộ ra trận trận nghiêm túc chi sắc. Riêng là thượng quan Phi Hùng, càng là nhịn không được thở dài lên tiếng, ai, thật sự là từng bước đều bị tiểu tử kia ngờ tới, Bách Lý Kinh Vĩ bọn họ thật đuổi tới xa như vậy địa phương, đi bắt tiểu tử kia a. Đúng vậy a, kẻ này hữu dũng hữu mưu, liệu địch tiên cơ, liền Bách Lý Kinh Vĩ động tác đều ngờ tới, coi là thật kỳ tài. Chậm rãi vuốt vuốt sâu dài, một vị trí cường cung phụng bất đắc dĩ lắc đầu, trên mặt không khỏi xuất hiện vẻ lo lắng, chỉ là không biết. Tiểu tử này đến tột cùng muốn thế nào theo hai đại kiếm vương cùng một vị thừa tướng trong tay, chạy thoát đâu? Nghe được lời này, người khác cũng là bất giác trì trệ, mi đầu lắc một cái, trầm ngâm xuống tới, đúng vậy a, hắn có thể có biện pháp nào đâu? Tối thiểu chúng ta thượng quan gia dù vậy hơn cao thủ, cũng không có năng lực như thế theo hai đại kiếm vương trong tay cứu người a. Mọi người không cần lại lo lắng, hắn nói qua có biện pháp, hẳn là thật có dự định đi. Nhẹ nhàng khoát khoát tay, thượng quan Phi Hùng cũng là không khỏi thở dài một hơi, nghĩ không ra, thì vài ngày như vậy công phu, mọi người đối tiểu tử kia còn thật để ý a, ha ha ha. Mặt mò bất giác một đỏ, một vị trí cường cung phụng lúc này nhẹ hừ một tiếng, cái gì để bụng, chúng ta nhìn tiểu tử kia thật có mới, chết đáng tiếc. Lại giả thuyết, hắn liền kiếm còn không cho chúng ta đây, hắn mà chết, chúng ta tìm ai muốn đi. Ha ha ha. Cái này cung phụng có thể yên tâm, hắn ban đầu ở trong động nghiên cứu thảo luận lúc nói, chỉ cần hai người phụ tử bọn hắn chạy thoát, tự sẽ đem kiếm hoàn trả. Hiện tại lão phu đã phái người tại cái kia chờ đợi lấy, chỉ chờ Bách Lý Kinh Vĩ bọn họ rút lui, tìm tiểu tử kia muốn về thần kiếm, không có kém. Thế nhưng là, Phi Hùng, người cứ như vậy tin tưởng tiểu tử kia lời nói. Tiểu tử kia nhưng là quỷ rất đâu, nghe được lời này. Một vị khác chí cường cung phụng không khỏi khẽ cười một tiếng nói. Hít thật sâu, thượng quan Phi Hùng không khỏi trèo lên lúc lộ ra một bộ vẻ mặt vui vẻ, bình tĩnh gật gật đầu, lão phu tin tưởng, bởi vì hắn ở trước mặt lão phu, cầm hắn nhi tử thề thề. Ta tin tưởng, không có bất kỳ cái gì một cái phụ thân hội lấy chính mình con gái tánh mạng nói đùa, cho nên ta tin tưởng hắn hội thực hiện lời hứa. Thân thể bất giác chấn động, mọi người nghe đến, cũng là tin phục gật đầu. Có điều,
nếu là hắn chết đâu? Kế hoạch này, hắn cũng không có nắm chắc tất thắng. Chết, hắn cũng sẽ lưu lại thần kiếm manh mối, cung cấp chúng ta đi tìm. Mí mắt hơi hơi lắc một cái, thượng quan Phi Hùng lần nữa nhìn về phía cái kia khói lửa tiêu tiêu chỗ, sâu xa nói, hắn nói qua, nếu là bọn họ cha con đều chết, cho chúng ta cái này manh mối, chỉ hy vọng đem cha con bọn họ an táng, xem như cho nhi tử cầu phúc. Thật sâu nhìn chằm chằm gia chủ không thả, mọi người trầm ngâm một chút, cùng nhau yên lặng gật gật đầu, lại không lên tiếng. Tuy nói cổ nhất phàm người này tâm cơ khó lường, nhưng là bọn họ cũng có thể cảm nhận được, hắn đối chính mình nhi tử phần cảm tình kia chân thành tha thiết, sẽ không khinh người. Ong ong ong. Một phương diện khác, thượng quan Phi Vân kiếm thứ tự ấp ủ rất lâu, từng trận khủng bố ba động, cũng đem thiên địa chấn động đến một trận run rẩy. Trác Phàm cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn, khóe miệng hơi hơi liệt lên, sắc mặt lại là cực kỳ bình tĩnh, thật lâu, thấy chung quanh còn không có gì động tĩnh, không khỏi nhất thời khẽ cười một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại, tựa hồ đã không trông cậy vào cái gì, trên mặt một mảnh chết hết chi sắc. Chỉ bất quá bộ này chết hết, lại là dị thường an tường, dường như giải thoát đồng dạng. Đúng vậy a, đối mặt thích người không thể gặp nhau, địch nhân quá mạnh, chỉ sợ vĩnh viễn không cách nào đánh bại tuyệt vọng tình cảnh. Trác Phàm những năm này gánh vác quá nhiều, chịu đựng được quá nhiều, cho dù một mực hy vọng lấy có thể giải thoát cái này tất cả mọi thứ, lại là xa xa khó vời, không biết ngày nào mới nghỉ. Những năm này, hắn đều là tại lớn lao áp lực cùng trong đau thương vượt qua, nếu không phải một mực tập luyện bản chân quyết bình tĩnh tâm tình, chỉ sợ sớm đã tâm ma quấn thân, rơi vào điên cuồng. Yêu sâu bao nhiêu, bị thương thì có nhiều đau, hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao ma không nên nhập tình, bởi vì vừa vào tình liền lại khó thoát ly khổ hải. Giờ này khắc này, từ người khác thay hắn giải thoát, có lẽ là cái không tệ kết quả đi. Có lẽ, hắn sớm nên chết. Hơi nhếch khóe môi lên lên một cái lạnh nhạt đường cong, Trác Phàm đã đem sinh tử coi nhẹ, từ chối cho ý kiến. Ong ong ong. Thượng quan Phi Vân một kiếm kia vẫn như cũ đang không ngừng chấn động, chăm chú nhìn chăm chú về phía Trác Phàm hai con ngươi, cũng là càng ngày càng lạnh, đến sau cùng, rốt cục trong ánh mắt nồng đậm sát ý đều thả ra, một chiêu bổ trời che đất một kiếm, hung hăng hướng Trác Phàm chỗ đó bổ tới. Mà Trác Phàm cũng là cảm thụ lấy cái kia thiên địa chi uy bỗng nhiên hạ xuống, khóe miệng xẹt qua không rõ ràng cho lắm nụ cười. Phốc! Thế mà, ngay tại một kiếm này chỉ sắp đánh xuống thời điểm, nhưng ngửi một tiếng vang trầm phát ra, thượng quan Phi Vân một kiếm kia chỉ đúng là nhất thời ngừng trên không trung, mà trên cổ tay hắn, một cái khô cạn bàn tay chính nắm thật chặt hắn không thả. Trong mắt nhìn không được hơi hơi lắc một cái, thượng quan Phi Vân thuận cổ tay nhìn qua, lại chính gặp một đạo thân ảnh quen thuộc, đập vào mi mắt, không khỏi quát lạnh nói, Đan huynh, người đây là ý gì? Bách Lý Kinh Vĩ gặp, cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía hắn. Không có gì, chỉ là hiện tại trùng thiên kiếm tung tích không rõ, còn chưa thích hợp động thủ. Rear mép hơi hơi run run, Đan Thanh Sinh đạm mạc lên tiếng, trên mặt giếng cổ không gợn sóng. Nhếch miệng cười lạnh, thượng quan Phi Vân từ chối cho ý kiến, hừ hừ, tiểu tử này mạnh miệng, làm sao cũng không chịu nói, lại có thể có biện pháp nào. Huống hồ, hiện tại còn nhớ thương trùng thiên kiếm sao? Chỉ sợ giờ này khắc này, tiểu tử này mức độ nguy hiểm, đã vượt xa trùng thiên kiếm giá trị A, tiểu tử này phải chết, người cứ nói đi, trăm dặm thừa tướng. Thượng quan Phi Vân nhìn về phía Bách Lý Kinh Vĩ chỗ đó, Bách Lý Kinh Vĩ trầm ngâm một chút, cũng hơi hơi gật gật đầu, xem như tán đồng, trùng thiên kiếm mất tích, lão tổ tông nhiều lắm là mất đi một cái tha thiết ước mơ đồ chơi, nhưng chúng ta không thể để cho uy hiếp lão tổ tông đồ vật, lại tồn tại thế gian. Cho nên từ khi nhìn đến tiểu tử này thể nội thả ra cái kia đạo hắc viêm, bản tướng liền quyết định, vô luận như thế nào hắn không thể sống. Cái này lão phu rõ ràng, nhưng là nếu có thể xong toàn mỹ, há không tốt hơn. Đạm mạc gật gật đầu, Đan Thanh Sinh khẽ vuốt cằm, tiếp lấy nhìn hướng phía dưới trọng thương tại thân Trác Phàm, lạnh lùng nói, cổ nhất Phàm, ngươi vừa mới cũng nghe đến, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, trùng thiên kiếm ngươi cũng mang không đi. Chỉ là bản vương tại ngươi trước khi chết đáp ứng ngươi cái yêu cầu, xem như hoàn thành ngươi nguyện vọng, ngươi đến từ Tây Châu, lại tại Trung Châu đi hơn một năm, cần phải minh bạch. Bản vương không dễ dàng hứa hẹn người khác chuyện gì, nhưng một khi hứa hẹn, liền sẽ vô luận như thế nào đều sẽ làm được. Người có cái gì chưa giải tâm nguyện, cứ mở miệng. Thật sâu liếc hắn một cái, Trác Phàm không khỏi bỗng dưng cười rộ lên, ha ha ha. Vậy thì tốt,
thả nhi tử ta. Không có khả năng. Thế mà, còn không đợi Đan Thanh Sinh mở miệng, Bách Lý Kinh Vĩ đã quả quyết cự tuyệt nói, Cổ Nhất Phàm, người vừa mới cũng nói, trảm thảo trừ căn thiết mục, người cũng biết. Uy hiếp như vậy, chúng ta sẽ không để. Nghi đầu không khỏi lắc một cái, Trác Phàm không khỏi bật cười ra tiếng, đã như vậy lời nói, ta còn thực sự cũng không có cái gì nguyện vọng. Đáng chết tiểu tử thúi, đã không có lời nói, vậy liền để bản vương kết ngươi đi. Không khỏi lạnh hừ một tiếng, thượng quan Phi Vân lúc này vừa nhấc kiếm chỉ, lại muốn đánh xuống. Thế nhưng là đúng vào lúc này, Trác Phàm lại là chợt hai mắt tỏa sáng, vội vã khoát khoát tay, đùa cười ra tiếng, chờ một chút, ta còn có một cái nguyện vọng, vừa nghĩ ra. Há, là cái gì, ngươi nói. Mi đầu lắc một cái, Đan Thanh Sinh thản nhiên nói. Thật sâu liếc hắn một cái, sau đó lại chuyển hướng thượng quan Phi Vân chỗ đó, Trác Phàm không khỏi trèo lên thì lộ ra một cái tà dị tiếu dung, ta hy vọng một hồi động thủ lúc, là Trảm Long Kiếm Vương xuất thủ, kết tính mạng của ta. Vì sao? Bởi vì ta không muốn nhìn thấy thượng quan Phi Vân thống khoái. Hắn ba kiếm không có giết ta, kiếm thứ tư, ta cũng sẽ không để hắn đụng đến ta một sợi lông. Liền để hắn lưng cõng sỉ nhục này, tiếp tục làm hắn kiếm vương a, ha ha ha. Trác Phàm một tiếng cười như điên, mặt mũi tràn đầy kiệt ngao. Thượng quan Phi Vân nghe đến, lại là tức giận đến ra mặt mãnh liệt quất, bỗng dưng liền muốn nhấc chỉ đánh xuống, giận dữ lên tiếng, đáng chết tên khốn kiếp, lão tử bổ ngươi. Chờ một chút, nhưng vào đúng lúc này, Bách Lý Kinh Vĩ lại là vội vã khoát tay, ngăn cản hắn, sau đó trong mắt tinh mang lóe lên, yên lặng nhìn về phía Trác Phàm nói tốt, điều kiện này, chúng ta đáp ứng. Thật sâu nhìn lấy sắc mặt tái nhợt Trác Phàm, Bách Lý Kinh Vĩ trong mắt tinh mang lóe lên, khoan thai lên tiếng, Trảm Long Kiếm Vương tín dự đương nhiên không cần phải nói, bản tướng cũng có thể cam đoan, chỉ cần ngươi nói ra Trùng Thiên Kiếm chỗ, ngươi cái kia nho nhỏ lâm chung nguyện vọng, chúng ta nhất định thỏa mãn, sẽ không nuốt lời. Trăm dặm thừa tướng, cái này, nghi đầu nhịn không được lắc một cái, thượng quan Phi Vân vội vã lên tiếng, cũng là bị Bách Lý Kinh Vĩ bỗng nhiên vung tay lên, ngừng lại. Thản nhiên nói, Phi Vân Kiếm Vương, mời lấy đại sự làm trọng, ngài thể diện cùng Trùng Thiên Kiếm so ra, đến cùng cái nào cái trọng yếu. Huống hồ ném Trùng Thiên Kiếm, Kiếm Vương đại nhân đồng dạng thể diện bị hao tổn, lại nói hôm nay Kiếm Vương thể diện đã có tỉ vết, cho dù lại tổn hại một chút, lại có gì ngại, mời Kiếm Vương vì đế quốc đại nghiệp, có thể ủy khuất một số, tạm thời nhẫn đi. Nghe được lời này, thượng quan Phi Vân lại xem xét hiện tại tự thân bộ này dáng vẻ chật vật. Chẳng những hai tay để trần không nói, quần còn ẩm ướt một mảnh, không khỏi vừa thẹn vừa giận lại tức, trầm ngâm một chút, phẫn hận hơi vung tay, xoay người, thẳng theo trong giới chỉ xuất ra một bộ mới tinh quần áo đổi. Thấy tình cảnh này, Bách Lý Kinh Vĩ hài lòng gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó, khẽ cười nói, hiện tại Phi Vân Kiếm Vương cũng đã đáp ứng, người cái kia không có gì lo lắng đi. Ha ha ha, xác thực, đã như vậy. Vậy lão tử liền đem cái kia Trùng Thiên Kiếm chỗ, nói cho các ngươi a, chỉ là không biết các ngươi có thể hay không lại tìm trở về. Không khỏi nhẹ giọng cười một tiếng, Trác Phàm khóe miệng bỗng dưng liệt lên một cái tà dị đường cong, nhìn lấy Bách Lý Kinh Vĩ bọn người cái kia vội vàng mà hết sức chuyên chú ánh mắt, không khỏi giễu giễu nói cái kia Trùng Thiên Kiếm bây giờ đang ở thượng quan gia trong tay. Thân thể nhìn không được chấn động, Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi giật nảy cả mình. Bất khả tư nghị nói, cái gì, ở trong tay bọn họ. Cổ đại sư, ngài sẽ không lại đang đùa bỡn chúng ta à, lấy ngài khôn khéo trình độ, hội thanh thần kiếm trực tiếp giao cho bọn hắn. Ha ha ha, không phải vậy lại có thể thế nào. Không khỏi ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, Trác Phàm khóe miệng càng không ngừng chảy máu nước đọng, từ chối cho ý kiến giao động cái đầu nói, các ngươi cũng biết, lão tử tại thượng quan nhà là có tiền lệ người, nếu là không thanh kiếm giao ra. Bọn họ dựa vào cái gì thay ta xuất lực? Nghe đến cái này, thượng quan Phi Vân không khỏi mi đầu đột nhiên lắc một cái, sắc mặt cấp tốc ngưng trọng xuống tới, nhìn về phía Bách Lý Kinh Vĩ nói, trăm dặm thừa tướng, kiếm này nếu thật đến thượng quan ra đám hỗn đản kia trong tay, thế nhưng là phiền phức lớn a. Lấy thực lực bọn hắn cùng cao thủ số lượng, cầm tới kiếm tất nhiên cao chạy xa bay, chúng ta muốn bắt, căn bản khó càng thêm khó. Cho dù cửu kiếm vương tự mình xuất động, cũng rất khó đem bọn hắn xa lưới. Huống chi, Trung Châu lớn như vậy, bọn họ ẩn tàng thân hình về sau, căn bản như mò kim đáy biển một dạng, khó dòm tung. Cho dù nhòm ngó,
không có cửu kiếm vương dẫn đội, tiến đến vây bắt người cũng bất quá chịu chết mà thôi. Ai, thật sự là càng ngày càng phiền phức a. Thật sâu hút miệng, Bách Lý Kinh Vĩ trong mắt hơi híp, cũng là sắc mặt có chút nặng nề, nhưng là hắn vẫn như cũ hung hăng nhìn chằm chằm phía dưới Trác Phàm, trong mắt đều là nghi ngờ nói, cổ đại sư, đều sắp chết đến nơi, ngươi thì không được chọc chúng ta. Vừa mới ngươi cũng nói, ngươi tại bọn họ chỗ đó có tiền lệ, bọn họ sẽ không dễ dàng tin tưởng ngươi. Cái này ngược lại cũng giống vậy, chẳng lẽ ngươi liền sẽ tùy tiện tin tưởng bọn họ sao? Nếu là bọn họ cầm kiếm không làm việc, thậm chí đưa ngươi bắt lại giải hận, ngươi há không lỗ lớn? Giống ngươi như thế người khôn khéo, như thế nào đem cái này bảo mệnh phù, sớm giao cho bọn hắn đâu? Hừ hừ, cổ đại sư, nhưng chớ đem chúng ta cũng làm ngu ngốc. Bách Lý Kinh Vĩ cười lạnh liên tục, trong mắt ánh sao sáng láng, không nói ra khôn khéo. Thượng quan Phi Vân ở một bên nghe lấy, lại là gương mặt bỗng nhiên co lại, không nói ra phiền muộn. Cái này Bách Lý Kinh Vĩ vừa mới nói bên trong ngu ngốc chỉ là ai, không phải là hắn Thượng quan Phi Vân a? Hừ hừ, cái này đáng chết thừa tướng, giống như trong thiên hạ thì ngươi lớn nhất khôn khéo một dạng, cắt. Trăm dặm thừa tướng ở đây, ta sao lại dám khi ngài là kẻ ngu đâu? Ha ha ha, bất giác cười một tiếng, Trác Phàm thật sâu liếc hắn một cái, lờ đĩnh lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói, không sai, ta cùng thượng quan gia xác thực lẫn nhau không tín nhiệm, cho nên cái này cho kiếm thời cơ, tự nhiên phải có chỗ cân nhắc, hẳn là song phương kiềm chế lẫn nhau, nhưng giao dịch sau cũng sẽ không lẫn nhau quấy nhiễu thời điểm. Nghi đầu nhịn không được lắc một cái, Bách Lý Kinh Vĩ tựa hồ minh bạch cái gì, cả kinh nói, người nói là. Đúng vậy a, chính là chúng ta địch nhân chung, trăm dặm đại nhân ba vị uy hiếp thời điểm a, ha ha ha. Không khỏi đột nhiên cười cười, Trác Phàm kỹ càng kể rõ nói, ta sử dụng người nhà họ thượng quan đem các vị điệu hổ ly sơn về sau, trong bóng tối đem tiểu tam tử cứu ra, liền đem kiếm giao cho bọn hắn một mực đi theo ta những cái kia thượng quan gia tộc người trong tay. Cũng chỉ có tại vào thời khắc này giao dịch, chúng ta mới đều là an toàn, bởi vì chúng ta đều tại thời gian đang gấp, không nên tranh đấu. Nếu là bởi vì lẫn nhau dây dưa, dẫn tới Phi Vân Vương phủ cao thủ đuổi theo lời nói, thượng quan gia thần kiếm đến mà phục mất, cha con chúng ta cũng sẽ bị bắt về, đều không chỗ tốt. Cho nên cho dù chúng ta song phương đều không tin đảm nhiệm, nhưng tại thời gian này điểm bên trên, nhưng lại không thể không tín nhiệm, cũng không có công phu tính toán thủ xưa hận cũ, bởi vậy giao dịch thuận lợi nhất. Trăm dặm thừa tướng, ngài cảm thấy thế nào? Thân thể nhịn không được hung hăng run run, Bách Lý Kinh Vĩ cuối cùng sắc mặt đại biến, tin Trác Phàm lần này đã sớm biên soạn dễ nói từ. Thượng quan Phi Vân gặp, cũng là chặn lại nói, thừa tướng đại nhân, tiểu tử này lời ấy, có thể tin. Đúng vậy a, có thể tin đến không thể lại có thể tin. Chậm rãi gật đầu, Bách Lý Kinh Vĩ trên mặt không khỏi có chút giật mình lo lắng, thì thào lên tiếng nói, cái này họ cổ cùng thượng quan ra hiềm khích, trong lòng chúng ta nhất thanh nhị sở, vốn là không thể nào lần thứ hai hợp tác. Chỗ lấy bọn họ hội trộn lẫn đến hết thảy, cũng toàn là bởi vì cái này trùng thiên kiếm quan hệ. Bất quá, vấn đề ngay tại ở, cái này trùng thiên kiếm khi nào giao dịch? Nếu là giao dịch sớm, sợ thượng quan gia đổi ý, giao dịch trễ, thượng quan gia lại không yên lòng. Thậm chí, cho dù được chuyện sau giao dịch, thì có thể bảo chứng người nhà họ thượng quan không sau đó tính sổ sách sao? Cũng chỉ có tại cái kia nhất thời, tại địch nhân trung uy hiếp dưới, cấp tốc giao dịch hoàn thành, nhất phách lưỡng tán, đối với song phương là ổn thỏa nhất. Mí mắt không khỏi nhẹ nhàng run run. Bách Lý Kinh Vĩ ngược lại lần nữa chăm chú nhìn chăm chú về phía Trác Phàm chỗ đó, lại là bật cười ra tiếng, không biết là phẫn hận vẫn là thất lạc, cổ đại sư, ngài quả nhiên trí tuệ vững vàng, mưu lược hơn người. Khoảng thời gian này, chọn rất khá, thật sự là quá tốt. Cho dù bản tướng suy nghĩ rất lâu, đoán chừng cũng không có khả năng lấy ra một cái so khi đó giao dịch càng ổn thỏa phương án đến, bội phục bội phục. Ha ha ha, khách khí, thừa tướng đại nhân quá khen. Không khỏi thản nhiên cười, Trác Phàm từ chối cho ý kiến khoát khoát tay, trong mắt lại tràn đầy chế nhạo chi sắc. Nhìn ra hắn trong mắt chỗ sâu cái kia trần trụi trào phúng, Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi lóe qua từng tia tức giận, tiếp lấy hung hăng vung tay lên, nhìn về phía Đan Thanh Sinh, lạnh lùng nói, Trảm Long Kiếm Vương, thì chiếu vừa mới cổ đại sư nguyện vọng, đưa cha con bọn họ. Lên đường đi. Tốt. Khẽ gật đầu, Đan Thanh Sinh hai ngón khép lại. Cuồn cuộn khí thế cường hãn bỗng nhiên từ cái này hai ngón bên trong phát ra, nương theo lấy từng trận tiếng long ngâm lên,
toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu vô tận chấn động, dường như liền thiên địa đều đối một kiếm này run sợ đồng dạng. Hai con người lạnh như băng nhìn hướng phía dưới suy yếu Trác Phàm chỗ đó, Đan Thanh Sinh chậm rãi nâng từ bản thân kiếm chỉ, trong mắt giếng cổ không gợn sóng. Trác Phàm cũng là chăm chú nhìn Đan Thanh Sinh cái kia lạnh lùng khuôn mặt, trong mắt lại là ánh sao sáng láng, khóe miệng càng là xẹt qua một đạo không hiểu đường cong. Bạch! Bỗng dưng, cái kia cường lực đến không tại Thượng Quan Phi Vân bất luận cái gì một kiếm phía dưới một đạo kiếm chỉ, hung hăng hướng Trác Phàm hai người chỗ đó bổ tới. Chỉ một thoáng, nhưng người từng trận long ngâm tàn phá bừa bãi, nương theo lấy kiếm khí kia mãnh liệt nhất kích, phảng phất có mấy chục ngàn điều cự long xuất hiện đồng dạng, nhất thời theo một kiếm kia cấp tốc rơi xuống. Ngay sau đó, liền đột nhiên ngửi ầm ầm một mảnh đinh tai nhức óc tiếng vang liên tục tuôn ra, lấy Trác Phàm hai người làm trung tâm, bốn phía mấy trăm dặm toàn bộ trong nháy mắt hóa thành một vùng phế tích. Chỉ là trong nháy mắt, xôn xao, khói bụi tràn ngập, nhất thời phóng lên tận trời, đem trọn cái bầu trời đều nhuộm thành nửa bên vàng xám. Chờ luồng gió mát thổi qua, bụi mù tiêu tán về sau, lại nhìn xuống dưới, đi tới chỗ dĩ nhiên đã không có nửa phần sinh mệnh khí tức có thể nói. Tất cả mọi thứ, đều hóa thành bột mịn, cát vàng chôn xương, máu nhập đại địa, căn bản nhìn không ra mảy may dấu hiệu. Liền núi non sông suối đều đã biến mất, huống chi là hai cỗ thi thể đâu. Nhìn lấy cái này phía dưới một mảnh đất vàng, không có sinh cơ chút nào có thể nói địa phương, Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi thật dài phun ra một ngụm chọc khí, tựa hồ còn có chút xuống dốc nói kết thúc, hết thảy đều kết thúc. Nghĩ không ra đệ nhất luyện đan đại sư, chỉ thế kỳ tài, sau cùng sẽ cùng con một như thế thi cốt không còn vùi lấp dưới cát vàng, làm thật đáng tiếc a. Trăm dặm thừa tướng đã cảm hoài mới, hiện tại thở dài, không cảm thấy quá muộn sao. Nhẹ nhàng liếc nhìn hắn một cái, Thượng Quan Phi Vân không khỏi cười khẽ một tiếng, trong lòng một trận khinh bỉ, mèo khóc chuột giả từ bi. Không khỏi cười nhẹ lắc đầu, Bách Lý Kinh Vĩ từ chối cho ý kiến nói, quý tài là quý tài, nhưng làm đối thủ, hắn chết, khiến bản tướng yên tâm không ít. Trảm Long Kiếm Vương, Phi Vân Kiếm Vương, chúng ta đi thôi. Sau khi trở về, lập tức sai người thông báo toàn bộ Trung Châu các nơi, đuổi bắt Thượng Quan ra một đoàn người hành tung, cần phải không thể để cho bọn họ đem Trùng Thiên Kiếm mang ra Trung Châu khu vực. Cái này gì khó khăn vậy? Bất đắc dĩ lắc đầu, Thượng Quan Phi Vân không khỏi thở dài lên tiếng, lão phu vừa mới cũng nói, bọn họ đám người này nếu là muốn ẩn thân không thấy, cho dù Cửu Kiếm Vương cũng rất khó tìm đến hành tung a, huống chi những cái kia tục nhân tu giả. Chỉ sợ, có thể truy hồi Trùng Thiên Kiếm xác suất không đến một thành. Thân thể nhịn không được trì trệ, Bách Lý Kinh Vĩ trầm ngâm một chút, cũng là không khỏi thở dài, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi. Tóm lại lần này, bản tướng, không, là chúng ta, bại. Lời nói xong, Bách Lý Kinh Vĩ nhất thời vừa nhấc chân, hướng Phi Vân thành phương hướng bay đi. Thượng Quan Phi Vân thân thể lắc một cái, sắc mặt cũng là nhìn không được địa vị hơi trầm xuống nặng, song quyền không khỏi hung hăng nắm lại tới. Đúng vậy lần này không chỉ là hắn Bách Lý Kinh Vĩ thất bại, chẳng những không có trừ rơi Thượng Quan Phi Hùng một đoàn người, còn đem Trùng Thiên Kiếm mất, cũng là hắn Thượng Quan Phi Vân thất bại. Đánh với Cổ Nhất Phàm một trận, tuy nói sau cùng Cổ Nhất Phàm chiến bại, nhưng dù sao Cổ Nhất Phàm chỉ là cái thần chiếu cảnh, hắn nhưng là Quy Nguyên Đỉnh Phong Kiếm Vương, ba kiếm giết không đồng nhất người, kiếm thứ tư, đối mặt một cái đã không có có chút sức chống cực nào phàm nhân, thế mà bị đối phương dăm ba câu làm cho, vẫn không thể nào giết. Cái này có thể nói là hắn Thượng Quan Phi Vân bình sinh lớn nhất thất bại, Cổ Nhất Phàm bại mà không bại, hắn Thượng Quan Phi Vân thắng mà không thắng. Vừa nghĩ tới Trác Phàm trước khi chết cái kia tuy nhiên trắng xám lại là mặt mũi tràn đầy mỉa mai nụ cười, Thượng Quan Phi Vân liền nhìn không được tức giận đến trái tim đập mạnh, nhanh nổ tung giống như, cái kia rõ ràng cũng là đối với hắn Thượng Quan Phi Vân chế giễu. Phảng phất tại nói, coi như hắn chết, cũng sẽ không chết tại hắn Thượng Quan Phi Vân trên tay. Vừa nghĩ đến đây, Thượng Quan Phi Vân sắc mặt liền biến đến mức dị thường dữ tợn, trán nổi gân xanh, hắn còn là lần đầu tiên bị một cái thực lực như thế thấp tu giả trêu đùa nhục nhã đây. Thế nhưng là hắn đã không có cách nào vãn hồi, bởi vì cái kia tu giả đã chết, mà lại trước khi chết một khắc còn đang cười nhạo lấy hắn vô năng. Nghĩ tới đây, Thượng Quan Phi Vân nhất thời oán hận dậm chân một cái, cũng theo Bách Lý Kinh Vĩ bay đi. Chỉ có Đan Thanh Sinh sau cùng lại thật sâu nhìn một chút Trác Phàm hai cha con trước khi chết địa phương, không tự chủ được lộ ra một cái thần bí nụ cười.
Cổ Nhất Phàm, Tiểu Tam Tử, các ngươi ở nơi nào? Sau ba canh giờ, cái kia một mảnh vừa mới đi qua một trận cường giả chi chiến tẩy lễ, biến thành một mảnh không có một ngọn cỏ, hoang vu đến không thể lại hoang vu phế tích phía trên, lại là đột nhiên vang lên một đạo thanh lệ thoát tục nữ tử giống lên một tiếng. Một vị gầy gò yểu điệu mỹ lệ nữ tử, tại cái này cát vàng đầy trời, gió lớn ào ạt phế tích bên trong, một trận ngửa mặt lên trời hô to, trong thanh âm tràn đầy vội vàng cùng lo lắng, thậm chí đến sau cùng đều đã có tiếng khóc. Nàng chung quanh, còn có 10 cái thân mang trắng phục người trẻ tuổi, đồng dạng bốn phía hét to, cổ tiên sinh, tiểu tam tử, cổ tiên sinh, tiểu tam tử. Đáng tiếc, tại cái này cuồng phong tàn phá bừa bãi bên trong, cũng chỉ có bọn họ hô quát, vẫn không có bất luận cái gì hồi âm. Không khỏi, mọi người hô hơn nửa canh giờ, cũng là mệt mỏi, trong lòng cũng tuyệt vọng, liền cũng không còn hô hoán. Chỉ có nữ tử kia, vẫn như cũ như điên, bốn phía la lên hai người tên, không ngừng nghỉ chút nào, cho dù cuống họng đều có chút khàn khàn, vẫn như cũ kiên trì cổ nhất phàm, tiểu tam tử, các ngươi ở nơi nào a? Đại tiểu thư, ngài đừng có lại uổng phí sức lực, vừa mới nơi này động tĩnh lớn như vậy. Ngài cũng nhìn đến, cổ tiên sinh bọn họ đoán chừng đã gặp bất chắc, chúng ta liền không cần lại tốn công vô ích. Lúc này, một người trẻ tuổi đi vào bên cạnh nàng, bất giác than nhẹ một tiếng, khuyên nhủ, chỉ là cái này cũng bình thường, thử nghĩ, ai có thể tại hai đại kiếm vương trong tay đào thoát đâu. Cổ tiên sinh, ai, chúng ta vẫn là thầm gia chủ nói, nhìn cổ tiên sinh có hay không cho chúng ta lưu lại trùng thiên kiếm manh mối đi. Nghi đầu nhịn không được lắc một cái. Nữ tử kia nhất thời quay đầu trợn mắt nhìn về phía hắn, lại là lộ ra một đạo quen thuộc khuôn mặt, chính là Thượng quan Khinh Yên không thể nghi ngờ, im miệng, cổ nhất phàm bọn họ không có việc gì. Các ngươi đều nghe kỹ, lập tức tìm hai người bọn họ hạ lạc, sống phải thấy người, chết. Nói, Thượng quan Khinh Yên nhất thời ngữ trệ, nói không được. Ai, tiểu thư, nơi này đã một vùng phế tích, nếu là bọn họ hai người còn sống, ánh mắt chiếu tới liền có thể nhìn đến. Nhưng là đã chúng ta đều có thể nhìn đến, không có lý do hai vị kiếm vương đều là người mù, không nhìn thấy bọn họ còn sống. Duy nhất khả năng, cũng là bọn họ đã chết, còn thi cốt không còn, tiểu thư bớt đau buồn đi. Chúng ta việc cấp bách, vẫn là phải tìm cổ tiên sinh phải trang lưu lại. Người kia bất giác lắc đầu thở dài, tiếp lấy khuyên, thế nhưng là còn không đợi hắn nói xong, ông một tiếng không gian ba động, lại là nhất thời ở trong hư không phát ra. Ngay sau đó, nhưng ngửi phần phật một chút, sau đó phanh phanh hai tiếng nhẹ vang lên lọt vào tai, một lớn một nhỏ hai bóng người, đúng là không lý do đột nhiên theo trong hư không xuất hiện, bỗng dưng liền ném tới cái này cát vàng khắp nơi chỗ, toàn thân cao thấp đều máu tươi tràn ngập, cuồn cuộn chảy xuôi theo. Không khỏi giật mình, Thượng quan Khinh Yên định thần nhìn lại là nhất thời thân thể lắc một cái, sau đó trên mặt liền một hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, thậm chí trong hai con ngươi đều xuất hiện nước mắt, vui đến phát khóc. Vội vã hướng hai người chạy đi, cổ tiên sinh, tiểu tam tử, các ngươi không có việc gì, các ngươi còn sống, thực sự quá tốt. Ngoan ngoãn lòng địa động, tiểu tử này thế mà còn thật theo hai đại kiếm vương trong tay còn sống trốn tới a, đến tột cùng là làm sao làm được. Thật mẹ hắn là quái vật a. Người kia cũng là không khỏi sờ một cái đầu, đầy mặt kinh dị, ngốc một chút, mới phản ứng được, vội vàng chạy đến Trác Phàm bên cạnh hai người xem. Thế nhưng là hắn thân thể vừa mới cúi xuống, một cái tràn đầy máu tươi, có mạnh mẽ cánh tay liền nhất thời nắm lấy hắn cổ áo, hung hăng hướng phía dưới kéo một cái, không khỏi bỗng dưng hoảng sợ hắn nhảy một cái, chờ nhìn về phía cánh tay kia chủ nhân về sau, hắn mới phản ứng được, nguyên lai là Trác Phàm bắt hắn lại, mà lại trong mắt còn tràn đầy vẻ phẫn nộ. Trên mặt tràn đầy nghi hoặc, cái kia người trong lòng một trận không hiểu, Trác Phàm lại là từng ngụm thở mấy hơi thở hồng hộc về sau. Mới nhắc lên chút sức lực cuối cùng, hét lớn lên tiếng, lão tử gọi các ngươi tới là tiếp ứng, không phải nhặt xác, khác mẹ hắn vừa lên đến tìm lão tử sau khi chết manh mối, tối thiểu trước xác định chúng ta hai cái sinh tử lại nói a. Nói xong, Trác Phàm cũng không có sau cùng khí lực, không khỏi hai mắt khẽ đảo trắng, triệt để ngất đi, chỉ là trong tay hắn, vẫn như cũ ôm thật chặt đồng dạng hôn mê bất tỉnh cổ tam thông, chết không thả. Ách, cái này... Trên mặt bất giác hơi hơi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, người kia thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, trên thân thể phía dưới đã bị chấn động đến máu thịt be bét, trong ngực lại như cũ ôm chặt cổ tam thông không thả, trong mắt bỗng dưng phát lên nồng đậm kính trọng chi sắc, cái này cổ nhất Phàm thật đúng là anh hùng đến, trọng thương thành loại này bộ dáng,
thế mà còn có sức lực mắng chửi người. Mà lại, hắn đem chính mình nhi tử bảo hộ tương đối tốt a, đứa nhỏ này trên thân, cơ hồ không có một tia bị thương. Tay bưng bít lấy môi son, thượng quan Khinh Yên ngăn không được gật đầu, hai con ngươi lại sớm đã tràn đầy vũ khí, nghẹn ngào đến nói không ra lời. Chỉ là nhìn về phía Trác Phàm cái kia như muốn cháy đen thối giữa thân thể, trong mắt tràn đầy thương tiếc cùng đau lòng chi sắc. Người tới, ngay lập tức đem Cổ Tiên Sinh hai người mang đến lân cận cứ điểm, lập tức liệu thương. Gặp thượng quan Khinh Yên đã không có cách nào lại ra lệnh, người kia lúc này hét lớn một tiếng, đem còn lại tộc nhân đều triệu tập đến cùng một chỗ, sau đó liền mang theo hôn mê bất tỉnh hai người, rời đi nơi này. Nơi này, lần nữa trở thành một mảnh vùng đất hoang vu, chỉ có cái kia cát vàng chỗ, hai người lưu lại tinh hồng dòng máu, lại là như thế tươi đẹp. Chứng minh cái này tử tuyệt chi địa, thượng có sinh cơ may mắn còn sống sót. Sau ba ngày, một cái tối tăm trong sơn động, chỉnh một chút hôn mê ba ngày bất tỉnh Trác Phàm, cuối cùng chậm rãi mở ra suy yếu hai con ngươi, lại là cũng không có cái gì kinh dị. Bởi vì hắn đã biết, chính mình hai cha con nhất định được cứu. Dù sao, đây chính là hắn cùng thượng quan Phi Hùng sớm thương lượng xong. Nếu là trong trận chiến ấy, hai người phụ tử bọn hắn không chết, cũng nhất định hấp hối, lúc này nếu là cứ như vậy bỏ vào dã ngoại hoang vu, cũng cách cái chết không xa. Cho nên, người nhà họ thượng quan sẽ đến thay bọn họ khắc phục hậu quả, cứu trợ tại hai cha con bọn họ. Đây cũng chính là vì cái gì, Trác Phàm biết rõ ràng có thể tại cứu ra tiểu tam tử sau hoàn thành cùng thượng quan ra giao dịch, lại vẫn không có thanh kiếm cho bọn hắn nguyên nhân, hắn nhưng là còn muốn phục vụ hậu mãi. Hiện tại lại vừa vặn dùng tới, chỉ cần hắn một ngày không có thanh kiếm giao ra, thượng quan ra thì tuyệt sẽ không để cho hắn chết, ha ha. Mà hắn tại một trận chiến kia nếu thật chết lời nói, liền đem trong giới chỉ kiếm lưu cho người nhà họ thượng quan A, dù sao hắn đã không có dùng. Cho nên vô luận sự tình phát triển đến loại tình trạng nào, Trác Phàm nơi này đều làm lấy chuẩn bị. Một mặt hù lấy Bách Lý Kinh Vĩ điều đi bọn họ tầm mắt, một mặt nắm thượng quan ra cái này đường nét, để cái này Đông Châu đệ nhất thị tộc để bản thân sử dụng. Nghĩ như vậy, nằm tại rét lạnh trên giường đá Trác Phàm, khóe miệng không khỏi hơi hơi nhếch lên một cái tà dị đường cong, trong lòng âm thầm đắc ý. Ha ha ha, kết quả là, bất luận Phi Vân Vương Phủ, vẫn là thượng quan nhất tộc, đều tại lão tử nắm giữ bên trong A. Lần này, lão tử lại tuyệt sử phùng sinh, sống tới. Không khỏi ngửa mặt lên trời yên lặng cười cười, Trác Phàm nhất thời thân thể ưỡn lên, vừa dùng lực, liền muốn đứng dậy, lại là bỗng dưng cảm thấy một cỗ bứt rứt đau đớn thẳng vào trái tim. Toàn thân cao thấp nhất thời truyền đến từng đạo như tê liệt đau đớn, không khỏi thẳng đau đến hắn nhe răng trợn mắt, hít khí lạnh tê. Đáng chết Đan Thanh Sinh, ra tay còn thật hung ác a. Hắn nếu không ngoan thoại, làm sao có thể giấu giếm đến thượng quan Phi Vân ngũ giác lục thức đâu. Thế mà, hắn tiếng nói vừa lên, cách đó không xa lại là một đạo non nớt đồng âm lại là chợt vang lên. Lão cha, đây đều là ngươi gọi người ta làm, hiện tại còn trách người ta, thực sự là. Đoán chừng hiện tại lão đầu kia như biết ngươi vì chuyện này mắng người ta đáng chết, chỉ sợ lúc đó thì hận không thể một kiếm đánh chết ngươi đến. Mi đầu không khỏi hơi nhíu, Trác Phàm quay đầu nhìn qua, lại là nhất thời lộ ra một bộ vui vẻ nụ cười, lẩm bẩm nói tiểu tam tử, ngươi đều biết. Đương nhiên, Trác Phàm bên cạnh một cái khác cái giường đá lên, nằm cũng là vừa vặn tỉnh lại Cổ Tam Thông, tuy nói sắc mặt tiểu tụy, nhưng vẫn như cũ hì hì cười nói, ngươi sự tình, ta nào có không biết. Từ khi ngươi để cái kia thượng quan Ngọc Lâm đến đối cái gì ám hiệu, ta liền biết, cái kia ám hiệu căn bản không phải bổ nhào đúng, chúng ta bình thường nhưng là không có nói qua bất luận cái gì ám hiệu. Mà nghe cái kia ám hiệu nội dung, cái gì quân tử hiệp định, ngươi phải cứu ta cái gì, ta liền biết, đây rõ ràng nói cho lão đầu kia nghe a, hắc hắc hắc. Đáng tiếc a, đoán chừng trừ lão đầu kia bên ngoài, Bách Lý Kinh Vĩ cùng thượng quan Phi Vân hai người đều nghe không hiểu cái này có ý tứ gì, ha ha ha. Bất giác thản nhiên cười, Trác Phàm cũng là cười gật gật đầu, xác thực, cái kia ám hiệu là cho Đan Thanh Sinh lão gia hỏa kia nghe, chỉ là ta không xác định, hắn là có hay không muốn giúp ta. Vốn là lần này kế hoạch, mấu chốt nhất cũng là lớn nhất không xác định một bước, cũng là cái này sau cùng lão gia hỏa kia diễn giật dây, giấu giếm, giả chết chạy trốn. Lão gia hỏa kia một kiếm tuy nhiên mãnh liệt, lại là đem uy lực tản ra, tránh đi chúng ta nơi này. Ngược lại đem bốn phía không gian chấn động đến đại loạn, ảnh hưởng thượng quan Phi Vân cảm giác biết. Nhân cơ hội này,
ta dùng không minh thần đồng tầng thứ 6, không vực, chế tạo ra dị không gian trốn bên trong, liền có thể lừa qua bọn họ tất cả mọi người cảm giác biết. Hơn nữa còn sẽ để cho Bách Lý Kinh Vĩ cho là chúng ta đã chết, sẽ không lại dây dưa tiếp. Thế nhưng là, như lão đầu kia không định giúp chúng ta đâu. Liếc mắt xem hắn, Cổ Tam Thông không khỏi nghi hoặc hỏi. Mỉm cười lấy lắc lắc đầu, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, ta nguyên bản định, vì chế tạo ra để Đan Thanh Sinh cơ hội ra tay, trước cùng Thượng Quan Phi Vân đối ba chiêu, bị hắn đánh cho trọng thương. Sau đó nhìn lão gia hỏa kia thái độ, nếu là hắn chịu giúp đỡ, nhất định sẽ mở miệng chế tạo cơ hội, nếu không mà nói, vì bảo mệnh, chỉ có vận dụng Long Tức Đan. Thế nhưng là về sau sự tình phát sinh sai lầm, ta bị Thượng Quan Phi Vân bị thương quá nặng, liền ném Long Tức Đan khí lực đều không có. Lúc đó, cũng chỉ có một con đường sống. May mà lão đầu kia coi như giảng nghĩa khí. Ta cũng cuối cùng lại trải nghiệm một thanh, cái gì gọi là người tính không bằng trời tính, nhiều người bằng hữu nhiều con đường, hắc hắc. Ai, lão cha ngươi phiền toái như vậy làm gì, ngay từ đầu liền trực tiếp dùng Long Tức Đan hô hắn một mặt không là được. Ngươi ngốc a, tiểu tam tử, cái kia Long Tức Đan chúng ta mới có mấy khỏa, tổng cộng 2 khỏa có được hay không? Không khỏi bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Trác Phàm không khỏi nhẹ hừ một tiếng nói, một khỏa Long Tức Đan, làm thịt Thượng Quan Phi Vân bọn họ xác thực rất dễ dàng, nhưng là về sau đâu. Một cái thừa tướng, một cái kiếm vương bị giết, kiếm tinh đế quốc phản ứng gì, khác mẹ hắn rước lấy còn lại 7 vị kiếm vương truy sát, chúng ta thì chết chắc. Cho dù còn có một khỏa Long Tức Đan, chúng ta có thể nổ chết bao nhiêu người. Tiểu tam tử, ta khi đó không phải đã nói với ngươi, nam nhân làm việc. Vô vị đúng sai, nhưng là nhất định muốn gánh chịu việc này về sau hậu quả. Chúng ta nếu là sớm vận dụng Long Tức Đan, hậu quả chính là chúng ta hội bị đuổi giết đến chết, lại khó rời đi Trung Châu khu vực. Chúng ta không phải lên quan gia, có cao thủ tọa chấn, Trung Châu những cái kia quy nguyên cao thủ tìm tới cũng đánh không lại bọn hắn. Chúng ta như bị vây chết lời nói, thì thật bị vây chết. Cho nên loại này bảo mệnh lại chiêu hận đồ vật, thật sự là không phải vạn bất đắc dĩ, cắt không thể vận dụng. Chúng ta còn không phải bất bại kiếm tôn như thế thiên hạ vô địch, mãng phu hành trình không thể được. Nghe được lời này, tiểu tam tử hơi hơi gật gật đầu, xem như minh bạch, nhưng rất nhanh lại nói lầm bầm, vậy ngươi trước kia còn dùng một khỏa Long Tức Đan đi nổ thiên địa chính nghĩa tông, hiện tại thì thừa 2 khỏa, căng thẳng đi. Lão cha, ngươi cái kia có tính hay không mãng phu hành trình? Ây! Bất giác trì trệ, Trác Phàm lúc này mặt mo đỏ ửng, sâu xa nói, nam nhân mà. Có khi cũng sẽ xúc động, ta lúc đó thì muốn nhìn một chút nó uy lực, không có khác ý tứ, ha ha ha. Hai cha con tại tối tăm trong sơn động, không có người khác, chỉ cho đùa, ngược lại là khó được niềm vui gia đình. Chỉ là hào hứng cao lúc, Trác Phàm không khỏi nhất thời không tự giác hoa chân múa tay, lại miễn cưỡng khẽ động toàn thân cao thấp vết thương, không khỏi lần nữa đau đến nhe răng trợn mắt, sau đó liền lại không tích khẩu đức mắng lên hai người phụ tử bọn hắn ân nhân cứu mạng tới. Bà nội ngươi cái Đan Thanh Sinh, ra tay ác như vậy làm gì, tuy nhiên ngươi một kiếm kia không có bổ về phía lão tử, nhưng kiếm này uy dư âm cũng đủ để lột lão tử một lớp da a. Cái này già không biết xấu hổ, ra tay thật không có nặng nhẹ. Loại lời này nếu như bị Đan Thanh Sinh nghe qua lời nói, nhất định sẽ tức giận đến rear mép loạn vểnh lên, bệnh tim đều muốn phạm. Cái này thằng nhãi con, lão tử cứu hắn mệnh, hắn thế mà còn không lĩnh tình. Còn tại sao lưng phỉ báng lão phu, thực sự buồn cười. Không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, Cổ Tam Thông tuy nhiên mặt mũi tràn đầy thần sắc có bệnh, nhưng nhìn đến cha mình cái này nhảy nhót tưng bừng, trung khí 10 phần bộ dáng, cũng là nhìn không được lộ ra vui vẻ nụ cười. Đối tiểu tam tử, người thương thế tốt không có. Hiện tại lão cha trọng thương phía dưới, cũng không có cách nào cho ngươi xem, đợi lão cha khỏi bệnh, nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa cho tốt ngươi. Chợt. Trác Phàm tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng khẩn cấp hỏi. Da mặt bất giác hơi hơi lắc một cái, Cổ Tam Thông lại là trèo lên thì lộ ra một cái trấn an nụ cười, lờ đễnh lắc lắc đầu nói, lão cha yên tâm đi, ta hiện tại chỉ là có chút suy yếu, thương thế đã có chuyển biến tốt, thượng quan gia những người kia cho ta phục không ít liệu thương đan dược. Vậy là tốt rồi, bọn họ đan dược tuy nhiên không kịp lão cha ta, nhưng tốt xấu có thể làm dịu ngươi thương thế, cũng là không tệ. Ha ha ha. Bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm cũng là yên lòng. Thế nhưng là hắn không có phát giác được là, Cổ Tam Thông cái kia suy yếu nụ cười dưới, khóe
khóe miệng một màn kia đạm mạc đắng chát. Còn có hắn một bên khác cánh tay, Trác Phàm không phát hiện được địa phương, đỏ thẫm máu tươi vẫn tại chậm rãi thẩm thấu ra cái kia chăm chú băng bó địa phương. Ầm ầm. Bỗng nhiên, ngay tại lúc này, nương theo lấy từng trận tiếng oanh minh vang lên, một tòa cửa đá từ từ mở ra, Thượng quan Khinh Yên cùng cái kia tại hoang địa cứu Trác Phàm hai cha con Thượng quan gia tộc người nhẹ nhàng đi tới, đợi nhìn đến Trác Phàm hai người đều tỉnh, bất giác nhất thời vui vẻ, kêu lên, quá tốt, các ngươi đều tỉnh lại. Làm phiền, đa tạ cứu giúp. Khẽ vuốt cằm, Trác Phàm nhìn về phía hai người khẽ cười nói. Thượng quan Khinh Yên hai người cũng là mỉm cười, sau đó Thượng quan Khinh Yên liền gấp không thể chờ đi vào Trác Phàm trước mặt, mặt mũi tràn đầy quan tâm chi sắc nói, cổ tiên sinh, ngươi. Toàn thân bị thương thành dạng này, đến cùng muốn hay không gấp. Chúng ta đã dùng rất nhiều đan dược, tuy nhiên ngươi thương thế hắn được đến chữa trị, nhưng là... Ha ha ha, ngươi đây thì không cần phải lo lắng, ta cũng là luyện đan sư, chỉ cần thần hồn không có việc gì, bị thương ngoài ra ngược lại là có là biện pháp. Bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, sau đó liền trong tay ánh sáng lóe lên, xuất hiện một bình sứ nhỏ, đưa tay khẽ đảo, liền từ bên trong xuất ra một khỏa toàn thân xanh biếc viên thuốc tới. Chỉ một thoáng, nhất thời đan mùi thơm khắp nơi, thấm vào ruột gan, cái kia thượng quan tộc nhân thấy một lần, không khỏi giật mình, kêu lên, ta ai ra, bị thương ngoài ra thì dùng thập phẩm đan A, không hổ là luyện đan sư, chân thổ hào, chúng ta thượng quan ra đều không bỏ được như thế dùng. Ha ha ha, cái này cũng thì chữa trị một số bị thương ngoài ra, giống tiểu tam tử như thế thương thế, đoán chừng phải dùng đặc thù đan dược mới được. Cho nên ta cũng phải nhanh điểm khỏi hẳn, mới có thể thay hắn luyện đan liệu thương. Không khỏi khẽ cười một tiếng, Trác Phàm lúc này đem đan dược phục, sau đó vận chuyển công pháp, hồi thiên long ngâm. Bỗng nhiên, nhưng ngửi một cỗ tiếng long ngâm lên, Trác Phàm trên thân bỗng nhiên tán phát ra trận trận sinh mệnh lực nói. Cái này hồi thiên long ngâm chi pháp, tuy nhiên đối thần hồn khôi phục không có tác dụng gì, nhưng là nhục thể bị thương ngoài ra, vẫn là rất gặp hiệu quả. Thế nhưng là, làm cho người kỳ quái là, lần này, hồi thiên long ngâm cùng liệu thương đan dược cùng một chỗ sử dụng tới về sau, Trác Phàm thương thế trên người tuy có chỗ làm dịu, nhưng khôi phục nhưng như cũ chậm chạp. Hơi chút xát động một cái thân thể, Trác Phàm vẫn hội cảm thấy từng trận đau đớn, thẳng vào đáy lòng. Mi đầu không khỏi hơi hơi run run một chút, Trác Phàm cúi đầu nhìn xem, trong lòng kỳ quái. Chuyện gì xảy ra, lần này thương tổn cũng rất kỳ quái, không phải như vậy mà đơn giản liền có thể chữa khỏi, phảng phất tại Song Long Viện bị Kình Thiên Kiếm gây thương tích một lần kia. Tựa hồ nhìn ra trong lòng của hắn nghi hoặc, cái kia thượng quan gia tộc người không khỏi mỉm cười, từ chối cho ý kiến nói, cổ tiên sinh, ngài hẳn là bên trong Trảm Long Kiếm Vương Trảm Long Kiếm Kình đi. Tuy nói hắn Trảm Long Kiếm Kình cùng chúng ta Trùng Thiên Kiếm Kình khác biệt, nhưng đều là tòng thần trong kiếm ngộ được, tự nhiên không thể coi thường bình thường bị loại này sức lực thương tổn, khôi phục là tương đương chậm, ta còn tưởng rằng ngài 10 ngày mới năng động đạn đây, hiện tại thế mà đã tốt đồng dạng, đã là kỳ tích. Thật không hổ là 11 phẩm luyện đan sư A, liệu thương cũng là nhanh, ha ha ha. Cái gì, Trảm Long Kiếm Kình cùng Trùng Thiên Kiếm Kình coi trọng bị thương thế, hội khôi phục kỳ chậm. Mi đầu không khỏi lắc một cái, Trác Phàm trong mắt mang theo hồ nghi, tỉ mỉ suy nghĩ, tựa hồ minh bạch cái gì. Lúc trước hắn tại Song Long Viện cướp kiếm lúc, cũng là bị Kình Thiên Kiếm gây thương tích, dùng thời gian rất lâu mới khôi phục. Bây giờ bị đan thanh sinh Trảm Long Kiếm Kình dư âm gây thương tích, lại cũng là khôi phục chậm chạp. Mà Trảm Long Kiếm Kình là theo Kình Thiên Kiếm bên trong ngộ được, chẳng lẽ kiếm này kình đã đến thần kiếm tinh túy? Trác Phàm trong lòng nghi hoặc không hiểu, nhưng phỏng đoán chính là như vậy, thường nhân cùng thánh binh ở chung lâu ngày, đến kiếm khí nhập thể mà tu, không chỉ là tu thiên địa kiếm đạo, cũng tại tu tới mạnh kiếm kình. Vô luận là cảnh giới hay là năng lượng đều cực kỳ thượng thừa. Người phi thường có thể so sánh. Chẳng lẽ, đây cũng là một loại đến từ kiếm đế lực lượng? Trác Phàm chính suy nghĩ, lại là không tự giác chuyển động cánh tay phải, lại là nhất thời tê dần, mi đầu nhìn không được lắc một cái. Lúc trước toàn thân hắn đau đớn, ngược lại không cảm thấy cái gì, nhưng bây giờ dùng đan dược và hồi thiên long ngâm chữa trị về sau, trên thân đau đớn làm dịu, ngược lại lồi ra cái này cánh tay phải thống khổ. Thấy tình cảnh này, Thượng quan Khinh Yên không khỏi giật mình, đuổi vội vàng nắm được hắn cánh tay phải, oán giận nói, người điểm nhẹ, người cánh tay này vừa mới băng bó kỹ, lần này lại chảy máu, làm như thế nào dừng a?
mi đầu lắc một cái, Trác Phàm quay đầu nhìn qua, lại là bỗng dưng chấn động, quả thật, hắn cánh tay phải tại chảy máu, hơn nữa còn ào ào không ngừng, chỉ là trong chốc lát, liền toàn bộ băng vải đều nhuộm thành đỏ tươi. Tiểu thư, hắn cánh tay này thương tổn hết sức kỳ quái, nhìn qua là bị thượng quan phi vân trùng thiên kiếm kình gây thương tích. Nhưng là thường nhân cho dù thương tổn, tuy nói khôi phục chậm chạp, cũng có khôi phục dấu hiệu. Nhưng hắn cái này rất kỳ quái, mặc kệ dùng cái gì đan dược, đều hoàn toàn không có khép lại dấu hiệu, cho hắn buộc băng vải cầm máu, cũng chỉ là tạm thời. Nếu là lại như thế không ngừng chảy máu lời nói, thân thể này sẽ phải phế a. Lúc này, cái kia thượng quan tộc nhân nhất chỉ Trác Phàm cánh tay, tiếp tục nói. Nghi đầu nhìn không được run run, Trác Phàm thật sâu mà nhìn mình cái kia cánh tay phải liếc một chút, trong mắt tràn đầy giật mình lo lắng chi sắc, không biết tại suy nghĩ lấy cái gì, sau đó vội vàng che chính mình đầu vai, lại phát hiện, chính mình đầu vai tuy nhiên cũng là trọng thương, nhưng lại vẫn chưa đổ máu, mà lại cùng trên thân thương thế hắn một dạng, đi qua vừa mới cứu chữa, đã là chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Tựa hồ minh bạch hắn hồ nghi, cái kia thượng quan tộc nhân nhất chỉ Trác Phàm đầu vai, cũng là một mặt kỳ quái nói, cổ tiên sinh, ta xem ngươi thương thế, ngươi cái này cánh tay phải cùng đầu vai hẳn là bị thượng quan phi vân một kiếm xuyên qua. Thế nhưng là rất kỳ quái, ngươi cánh tay này một mực không càng, thế nhưng là đầu vai lại cùng địa phương khác không có gì khác biệt. Nếu không phải như thế lời nói, ta còn tưởng rằng thượng quan phi vân trùng thiên kiếm kình đã so đan thanh sinh trảm long kiếm kình luyện được mạnh hơn đấy. Là kỳ lân tí, kỳ lân tí. Mí mắt bất giác hung hăng run run, Trác Phàm cuối cùng minh bạch cái gì, trong miệng bất giác thì thào lên tiếng, khó trách khi đó ta đem hắn trùng thiên kiếm kình suy yếu đến dung hồn cảnh uy lực lúc, vẫn như cũ bị hắn một kiếm xuyên qua, thì ra là thế. Trùng thiên kiếm, trùng thiên kỳ lân, thánh minh bí mật ở chỗ này. Trùng thiên kiếm chuyên khắc trùng thiên kỳ lân, vậy đến từ trùng thiên kiếm kình, cũng là chuyên khắc kỳ lân chi vật. Như thế lời nói, tiểu tam tử không khỏi giật mình, Trác Phàm chịu đựng kịch liệt đau nhức, vội vã đi vào tiểu tam tử bên người, bỗng nhiên đem hắn một mực dịch cất giấu cánh tay cầm lấy, lại là cùng hắn đồng dạng, một dạng không ngừng chảy máu, tràn ngập chỉnh cánh tay. Thượng quan Khinh Yên nhìn thấy, cũng là không khỏi kinh hô một tiếng, vội vàng móc ra một cuốn băng vải, tiến đến quấn lên a, tiểu tam tử máu lại lóe ra đến lập tức cầm máu mới được. Ai, tiểu thư, cái này chỉ ngọn không chỉ gốc a, ta đã sớm nói, hai cha con bọn họ rất kỳ quái, bị trùng thiên kiếm kình thương tổn địa phương, giống như vĩnh viễn chữa trị không giống. Bất đắc dĩ lắc đầu, tên kia thượng quan tộc nhân cũng là một trận cảm thán. Bất quá, thượng quan Khinh Yên lại không quan tâm nhiều như vậy, vẫn như cũ vội vã giúp tiểu tam tử băng bó, nước mắt đập phốc đánh rơi xuống, dù nói thế nào, coi như không cách nào chữa trị, cũng chỉ có thể là bảo trụ tính mạng bọn họ đi. Lại như thế chảy đi xuống, bọn họ cũng chưa tới hóa hư cảnh, máu tận người thì chết, lại không có đoạt xá trọng sinh cơ hội. Tiểu tam tử, vừa mới vì cái gì không nói cho ta. Mí mắt hung hăng run rẩy, Trác Phàm không khỏi chăm chú nắm lại song quyền, nghiến răng nghiến lợi. Hắn Trác Phàm đã là hóa hư cảnh, nếu không liều mạng tu vi đình trệ, thần hồn đoạt xá còn có một lần sinh cơ. Nhưng tiểu tam tử khác biệt, thánh thú lấy thân thể làm chủ, thân thể hồn một thể. Một khi thân thể diệt thì hồn diệt, nhưng là không có bất kỳ cái gì lại sống sót cơ hội. Cho nên tiểu tam tử nếu thật lại không ngừng chảy máu, thì thật sự là một con đường chết a. Trắng xám bờ môi nhỏ khẽ run run, tiểu tam tử trong mắt tràn đầy mông lung lệ quang, sâu xa nói, lão cha, ta có loại dự cảm, từ khi bị cái kia trùng thiên kiếm kình thương tổn về sau, ta liền dự cảm đến gặp phải khắc tinh, đã khó có thể lại sống sót. Cho nên... ta không muốn lão cha lại vì ta lo lắng. Ngươi cái gì cũng không nói, mới khiến cho ta càng lo lắng, ta nhưng là cha ngươi a. Không khỏi hung hăng khẽ cắn môi, Trác Phàm suy nghĩ một chút, bỗng dưng theo trong giới chỉ lại móc ra một bình sứ nhỏ đến, nhất thời từ bên trong đổ ra hai hạt sung mãn đan hoàn, đúng là 11 phẩm đan dược. Thế mà, còn không đợi cái kia thượng quan tộc nhân kinh dị lúc, Trác Phàm đã là mình nuốt một viên, sau đó lại cho tiểu tam tử nuốt một viên. Thản nhiên nói, tiểu tam tử, người hãy nghe cho kỹ, viên đan dược kia là lúc trước ta luyện ra cứu thượng quan Khinh Yên nha đầu này, nàng lúc đó cũng là bị trùng thiên kiếm kình gây thương tích. Chỉ bất quá, đan dược này ở trên người nàng hữu dụng, không biết tại trên người chúng ta, phải chăng còn hữu hiệu lực. Nếu là còn không được lời nói, lão cha cái này mang ngươi hồi Tây Châu.
Hồi Tây Châu, không khỏi giật mình, Cổ Tam Thông quay người thật sâu nhìn về phía hắn. Yên lặng gật gật đầu, Trác Phàm dứt khoát lên tiếng, đúng, hồi Tây Châu tìm cái kia hai cái lão gia hỏa cứu ngươi mệnh. Lấy thực lực bọn hắn, nhất định có thể làm được đến. Cho nên, ngươi nhất định muốn thẳng đi xuống, tiểu tam tử. Ong ong ong, từng trận ánh sáng xanh tại quanh thân lấp lóe, Trác Phàm cùng Cổ Tam Thông hai người tại phục qua đan dược về sau, đều tĩnh tâm tĩnh tọa, vận công vận chuyển dược lực, cuồn cuộn đan khí cũng đang không ngừng chạy trốn tại bọn hắn thân thể ở giữa, vuốt lên trên người bọn họ thương tật, riêng là bọn họ cái kia không khô huyết thủ cánh tay, càng là cường điệu chiếu cố chỗ. Nhưng gặp từng đạo lục khí tại bọn họ vết thương ở giữa chợt tới chợt lui, sau đó chậm rãi tụ tập cùng một chỗ, phảng phất muốn đem vết thương này khép lại giống như, nhưng là tựa như có đồ vật gì tại trở ngại giống như, cái kia đạo lục khí tại vết thương trước nấn ná rất lâu, lại là làm sao cũng vô pháp dung hợp vuốt lên cái kia miệng máu, chỉ chốc lát sau thì lại tiêu tán. Cái trán đã tràn đầy mồ hôi đầm đìa, Trác Phàm hai con người khép hờ, hung hăng cắn răng, mi đầu đều nhăn thành một cái vấn đề, song quyền cũng chăm chú nắm lại đến, chết chết không buông tay. Thượng quan Khinh Yên hai người thì là ở một bên nhìn lấy, khuôn mặt đồng dạng ngưng trọng khẩn trương, thấp thỏm trong lòng một mảnh. Ông! Rốt cục, lại là một đạo có mạnh mẽ ba động thoáng hiện, Trác Phàm khẽ cắn hàm răng, bỗng nhiên vừa dùng lực, thể nội cường hãn nguyên lực nhất thời mang theo dược lực hung hăng xông lên cái kia vết thương chảy máu chỗ, lại giống như hướng mở trở ngại gì giống như, cuồn cuộn khí lưu màu xanh lục cuối cùng có thể thấm vào đến vết thương chỗ, cấp tốc ngưng huyết hợp lại bị thương. Mà cánh tay kia lên máu chảy tốc độ, cũng cuối cùng dần dần chậm lại, đến sau cùng hoàn toàn ngừng lại khô cạn. Thấy tình cảnh này, Thượng quan Khinh Yên hai người không khỏi nhất thời hai mắt tỏa sáng, trong lòng bỗng dưng vui vẻ, Trác Phàm cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm, từ từ mở mắt, nhìn mình cái kia kỳ lân tí vị trí, hài lòng gật đầu. Quả nhiên, đan dược này vẫn hữu dụng. Đón lấy, Trác Phàm tràn đầy hy vọng quay đầu đi, xem tiểu tam tử chỗ đó tình huống. Lại là lại nhìn không được tròng mắt co rụt lại, sắc mặt đại biến. Bởi vì lúc này giờ phút này, Cổ Tam Thông trên cánh tay sáng tạo vết thương tuy nhiên cũng khôi phục một số, máu chảy đến chậm rất nhiều, nhưng cũng bất quá là theo sơn hà tràn lan, chảy xiết không ngừng, biến thành dòng nước róc rách, cầu nhỏ nước chảy mà thôi, cho dù chảy tràn chậm rất nhiều, vẫn như trước tại chảy, không có chút nào đình chỉ dấu hiệu. Thượng quan Khinh Yên gặp, cũng là nhìn không được giật mình. Vội kêu lên, tại sao có thể như vậy, Cổ tiên sinh phục đan dược về sau, đã có chuyển biến tốt, vì sao tiểu tam tử hắn. Mi đầu ngăn không được run rẩy, Trác Phàm trong lòng ngưng trọng cũng càng ngày càng cái gì, hắn lo lắng bết bát nhất tình huống, cuối cùng phát sinh. Có lẽ cái này trùng thiên kiếm kình thật cùng kỳ lân tương khắc, hai loại không gặp nhau năng lượng bất phân thắng bại, căn bản không phải đan dược có thể hóa giải đến, như thế tới nói. Thánh thú tổn thương, trừ dư thánh thú bên ngoài. Chỉ sợ trên đời không người nào có thể trị liệu. Như vậy, chỉ có dẫn hắn hồi Tây Châu, đi tìm Côn Bằng cùng Long Tổ cứu. Chỉ là không biết, còn có thể không tới kịp. May mà chính mình chỉ là kỳ lân tí là kỳ lân thân thể còn là nhân loại, đại khái cùng cái kia trùng thiên kiếm kình cũng không phải là hoàn toàn tương xung, còn có thể vừa cầm máu mạch, nếu không mà nói. Thật không biết ai có thể mang tiểu tam tử trở về cứu mạng. Nghĩ tới đây. Trác Phàm trong mắt nhất định, đã là làm quyết định, một thanh ôm lấy vô cùng suy yếu Cổ Tam Thông, thì đi ra ngoài cửa. Ai, Cổ tiên sinh, người muốn đi đâu? Không khỏi giật mình, Thượng quan Khinh Yên chặn lại nói. Trong mắt lắc một cái, Trác Phàm chưa có trở về thân thể, bình tĩnh nói, hồi Tây Châu cứu mạng, tiểu tam tử cái dạng này, chỉ có Tây Châu mới có người cứu được hắn. Tây Châu, trong mắt có chút giật mình lo lắng. Thượng quan Khinh Yên không khỏi thì thào lên tiếng, sau đó chặn lại nói, thế nhưng là Cổ tiên sinh, người bây giờ còn trọng thương tại thân, chúng ta tiễn người một đoạn đường đi. Không kịp, hận hận khẽ cắn môi, Trác Phàm lạnh lùng lên tiếng, mà lại, hiện tại cùng với các ngươi nguy hiểm hơn, một mình ta mang tiểu tam tử đi cầu cứu, còn thuận tiện được nhiều. Đúng vậy a, Trác Phàm lúc đó tại Bách Lý Kinh Vĩ trước mặt, thế nhưng là trực chỉ thượng quan ra cầm trùng thiên kiếm. Mặc kệ có thể hay không cản bọn họ lại, cầm lại thần kiếm, Bách Lý Kinh Vĩ đều hội có hành động. Như vậy thượng quan gia tại Trung Châu bốn phía chạy trốn một đoạn thời gian là khẳng định, không thể nói được còn muốn cùng Trung Châu cao thủ tiến hành mấy lần đại chiến. Hai người phụ tử bọn hắn, trọng thương tại thân, càng là tiểu tử, càng là ốm sắp chết thời khắc,
cùng bọn hắn tại Trung Châu loạn chuyển, chẳng phải chậm trễ thương thế. Riêng là Trác Phàm thật vất vả thoát khỏi Bách Lý Kinh Vĩ dây dưa, há có thể một lần nữa đi vào đối phương tầm mắt, đây không phải tự tìm phiền toái sao. Cho nên, Trác Phàm rất kiên quyết, cùng người nhà họ Thượng quan triệt để thoát ly quan hệ. Nhìn lấy Trác Phàm mang theo tiểu tam tử, thần sắc vội vàng, không có không chỉ trệ rời đi nơi này bóng người, Thượng quan Khinh Yên không khỏi hơi hơi rủ xuống đầu, bất đắc dĩ thở dài. Tuy nhiên nàng rất muốn đem Trác Phàm lưu lại, nhưng nàng cũng minh bạch, Trác Phàm cử động lần này là vì cứu tiểu tam tử mệnh, một lát không thể bị dở dang, nàng còn có lý do gì ngăn cản hai người bọn họ đâu. Thế nhưng là, nàng chỉ sợ sớm đã quên, Thượng quan gia đem hai người bọn họ cứu trở về động cơ, cũng không chỉ là phát thiện tâm, càng là vì hoàn thành song phương một bước cuối cùng giao dịch. May mắn, nàng bị thích choáng váng đầu óc không sao cả, bên người nàng cái kia đồng tộc người thế nhưng là còn rất thanh tỉnh đây, không khỏi gấp vội kêu lên, chờ một chút, cổ tiên sinh, ngài khăng khăng muốn đi, chúng ta không ép ở lại, nhưng có thể hay không trước tiên đem ngài sự tình đáp ứng trước qua cho chúng ta thanh thần kiếm kia, trả cho chúng ta. Siêu. Thế mà, hắn lời còn chưa dứt, nhưng người một tiếng xé gió vang, đinh một tiếng, một thanh đỏ thấm trường kiếm đã là trong nháy mắt bay qua, hung hăng cắm ở trước mặt hắn trên vách đá, tản ra khiếp người hồng mang, chính là trùng thiên kiếm không thể nghi ngờ. Mà Trác Phàm cũng đã ôm lấy cổ tam thông, một cái lắc mình, hoàn toàn biến mất bóng người, hoàn toàn không thấy. Chỉ cần kiếm trở về liền tốt, không phải vậy đều không có cách nào hướng ra chủ bàn giao a, ha ha ha. Thật sâu nhìn trường kiếm kia liếc một chút, người kia đưa tay đem kiếm rút ra, hài lòng gật đầu, ngược lại lại nhìn về phía Thượng quan Khinh Yên nói, đại tiểu thư, chúng ta cũng nên đi cùng gia chủ bọn họ tụ hợp. Không để ý đến hắn, Thượng quan Khinh Yên chỉ là hai mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Trác Phàm hai người biến mất phương hướng, thật lâu, lại là ngăn không được thở dài, mặt mũi tràn đầy vẻ cô đơn. Nam nhân này, trước khi đi đều không muốn cùng với nàng chào hỏi, thậm chí liếc nhìn nàng một cái à. Sau ba ngày, một mảnh tĩnh mịch trong rừng rậm, một đám thân mang trắng phục cường giả nhóm thẳng tại che lấp trong rừng rậm tĩnh tọa, có tới 200-300 nhiều, lại chính là lần này tới Trung Châu Thượng quan gia cao thủ không thể nghi ngờ. Người cầm đầu, Thượng quan gia tộc lớn lên Thượng quan Phi Hùng, hai tay phía sau lưng, khẽ cau mày, một mặt lo âu nhìn về phía nơi xa, thỉnh thoảng thật dài thư lên một hơi, trên mặt không nói ra ngưng trọng. Ba. Một tiếng vang nhỏ, một đạo khô cạn bàn tay vỗ nhẹ nhẹ đập hắn đầu vai, lệnh hắn bất giác khẽ giật mình, quay đầu nhìn qua, lại chính gặp một đạo quen thuộc khuôn mặt, không khỏi bật cười nói, nguyên lai là đại cung phụng a, không biết có chuyện gì chỉ giáo. Ngược lại là không có việc gì, chỉ là nhìn ngươi mấy ngày nay bên trong mất hồn mất vía bộ dáng. Làm sao, lo lắng sao? Rear mép hơi hơi lắc một cái, lão giả kia không khỏi cười khẽ một tiếng. Bất đắc dĩ thở dài, Thượng quan Phi Hùng đạm mạc gật đầu, đúng vậy a, mặc dù nói chuyện này không tính nguy hiểm, nhưng dù sao cũng là đám này tiểu gia hỏa lần thứ nhất đơn độc chấp hành nhiệm vụ. Ai, nếu không phải tiểu tử kia không cho gia tộc cao thủ tại chỗ lời nói, phải mấy cái tướng tài đắc lực đi xem lấy, lão phu cũng yên tâm không ít a. Tiểu tử kia rất cẩn thận, có gia tộc cao thủ tại chỗ, hắn chả sợ chúng ta thu được về tính sổ sách đây, ha ha ha. Bất giác mỉm cười lấy lắc đầu. Cái kia đại cung phụng không khỏi suy cười ra tiếng, Phi Hùng a, đã ngươi tin hắn cầm chính mình nhi tử thề thề, sẽ không nuốt lời, còn có cái gì có thể lo lắng. Đúng, ta là tin hắn, chỉ là liền sợ giữa chừng lại có cái gì phức tạp. Hiu hiu hiu. Thế mà, còn không đợi hắn nói xong, nhưng ngửi mấy đạo tiếng xé gió vang, nhất thời truyền vào hắn trong tai. Trước mắt bất giác sáng lên, Thượng quan Phi Hùng quay đầu nhìn qua, quả nhiên. Vận giữa không trung bay tới mấy chục đạo bóng người, đúng là bọn họ phái đi tiếp ứng Trác Phàm gia tộc con cháu không thể nghi ngờ. Người cầm đầu, đúng là hắn bảo bối nữ nhi, Thượng quan Khinh Yên. Thấy tình cảnh này, Thượng quan Phi Hùng cái này người cha hiền lành, nhiều ngày nhắc tới lấy tâm, cũng coi như để xuống. Mà nhìn thấy bọn này đệ tử trẻ tuổi sau khi trở về, tại bọn họ rơi trong nháy mắt tiếp theo, tất cả gia tộc cao thủ liền cùng nhau tụ đi lên, muốn biết được lần hành động này kết quả. Riêng là Thượng quan Phi Hùng, càng là vội vã đi vào Thượng quan Khinh Yên bên cạnh hỏi, thế nào, sự tình còn thuận lợi sao? Trùng thiên kiếm nắm bắt tới tay sao? Không nói gì, Thượng quan Khinh Yên chỉ là than nhẹ một tiếng, cúi đầu, cũng không quay đầu lại rời đi nơi này,
tựa hồ đầy bụng ưu sầu một dạng. Bỗng dưng sững sờ, mọi người bất giác đột nhiên có chút bất an lên, vì Hà đại tiểu thư xem ra như thế dầu dĩ, không vui bộ dáng, chẳng lẽ tiểu tử kia chết, cũng không có để lại đầu mối, trùng thiên kiếm như vậy mất tích. Thế nhưng là đã như vậy, vì sao những tiểu tử này còn chậm trễ thời gian dài như vậy, mới trở về bẩm báo đâu? Khởi bẩm gia chủ đại nhân, trùng thiên kiếm ở đây. Tựa hồ nhìn ra mọi người nghi hoặc, tên kia cùng thượng quan Khinh Yên cùng một chỗ cứu Trác Phàm tên kia người trẻ tuổi, không dám thất lễ, nhất thời khom người cúi đầu, theo trong giới chỉ xuất ra một thanh đỏ bừng trường kiếm đến, cung kính trình đi lên. Trước mắt không khỏi sáng lên, đại cung phụng lúc này khẽ vươn tay, đem kiếm kia tiếp nhận, cẩn thận dò xét một chút, mới bỗng dưng cười to lên nói, ha ha ha. Quả nhiên là trùng thiên kiếm, lần này chúng ta không có nhục sứ mệnh, có thể lên đường hồi Đông Châu. Nghe được lời này, mọi người nhất thời vui vẻ, cũng là reo hò cổ vũ lên, cùng nhau cười to lên. Ai, đã thần kiếm tới tay, nhà đầu kia còn bày như thế cái mặt thối làm gì, dọa đến lão phu còn tưởng rằng thất bại đây, ha ha ha. Thượng quan Phi Hùng cũng là không khỏi thở dài một hơi, nhìn về phía nơi xa yên tĩnh đứng ở một mảnh đầm nước trước, sầu não uất ức nữ nhi, bất đắc dĩ bật cười ra tiếng. Hơi hơi trầm ngâm một chút, tên kia người trẻ tuổi suy nghĩ một hồi, lại là lần nữa khom người bái hạ, sâu xa nói, khởi bẩm gia chủ, ta muốn đại tiểu thư là bởi vì cổ tiên sinh sự tình. Ngay sau đó, người kia liền đem đằng trước sau đuôi, chân tướng từng cái giải thích một lần. Mà khi biết tất cả tình hình thực tế về sau, tại chỗ tất cả mọi người nhưng không khỏi tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Cái gì, người nói tiểu tử kia, còn sống. Trong mắt nhịn không được hung hăng run run, thượng quan Phi Hùng bất khả tư nghị nói, hắn thật theo hai đại kiếm vương, một cái kinh thế trị quốc thừa tướng trong tay, trốn tới. Tuy nhiên Trác Phàm kế hoạch, bọn họ đều sớm biết, mà lại trên thực tế đã phát sinh mỗi một bước, cũng đều dựa theo Trác Phàm mong muốn suy nghĩ sở định, bọn họ cũng vạn phần khâm phục. Nhưng duy chỉ có bước cuối cùng này, giả chết chạy trốn, bọn họ lại vạn vạn không tin. Khá là mà nói. Bọn họ ngã càng muốn tin tưởng, Trác Phàm hậu bị phương án, sau khi chết lại lưu lại thần kiếm manh mối. Cho nên hiện tại người này đem Trác Phàm toàn bộ kế hoạch hoàn mỹ áp dụng tin tức mang về lúc, lại là đem nơi này tất cả một các vị cấp cao đều chấn kinh. Hơi hơi trệ một chút, nhìn lấy mọi người cái kia ngây ngốc bộ dáng, người kia không khỏi nhất thời bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, lần nữa thật sâu bái hạ nói, khởi bẩm gia chủ, cái này cổ nhất Phàm coi là thật chí dũng song toàn, anh hùng đến. Chúng ta những người này lúc trước tìm tới hắn lúc, hắn cho dù toàn thân trọng thương, cũng vẫn như cũ che chở con một không thả, thật là khiến người khâm phục a. Đây cũng không phải là chí dũng song toàn vấn đề, quả thực cũng là thần thích buông xuống a. Da mặt nhịn không được rút rút, thượng quan Phi Hùng giật mình rất lâu, không khỏi thật dài phun ra một ngụm chọc khí, một mặt cảm thán nói, cửu kiếm vương chỉ cần bên trong một trong, liền có thể có hoành tảo thiên hạ thực lực, bây giờ lưỡng kiếm vương liên thủ. Càng là không gì địch nổi. Bách Lý Kinh Vĩ, kiếm tinh đế quốc đệ nhất cố vấn, tài trí không người có thể đụng. Nếu là có thể lấy mưu trí phong kiếm vương lời nói, hắn giờ cũng là kiếm vương một trong. Chỉ có như vậy tổ hợp ba người, mưu trí thực lực kết hợp, không chê vào đâu được, gần như vô địch tồn tại, vẫn như cũng bị một cái thần chiếu cảnh hài tử đùa bỡn tại trong lòng bàn tay, chạy thoát, cái này. Khóe miệng không khỏi nổi lên một đạo bất đắc dĩ đắng chát. Thượng quan Phi Hùng không có tiếp tục nói hết, chỉ là trong mắt ngăn không được phát lên từng đạo xót thương, ai, chúng ta sợ hết chỗ nọ đến chỗ kia, không dám tùy tiện mặt đối với đối thủ, chẳng lẽ đúng là dễ dàng như vậy đối phó chỗ? Vẫn là nói, chúng ta Đông Châu đệ nhất thị tộc, trong tộc cao thủ như rừng mọi người, thế mà so ra kém một cái thần chiếu cảnh vãn bối. Ha ha ha, buồn cười a, làm trò cười cho thiên hạ. Buồn cười chúng ta lúc trước vì cướp kiếm. Tổn binh hao tướng, kết quả bây giờ đang ở một đứa bé mưu đồ dưới, dễ dàng như vậy tới tay, còn toàn thân trở ra, cái này, ha ha ha. Thượng quan Phi Hùng không khỏi hung hăng lắc lắc đầu, trên mặt đều là vẻ mất mát. Tuy nhiên bọn họ tha thiết ước mơ trùng thiên kiếm thì trong tay, hẳn là khải hoàn mà về, vinh quy quê cũ. Nhưng là trong lòng bọn họ, lại là sinh không nổi một tia cái kia có vẻ đắc ý, dường như có đồ vật gì, bị đoạt đi giống như. Không sai, thì là đối thủ. Cái này trùng thiên kiếm, không phải bọn họ bằng chính mình thực lực, mưu trí cướp về, mà chính là một cái vãn bối đoạt đến, lại bán cho bọn hắn.
Bọn họ từ đầu đến cuối không có thắng qua Thượng quan Phi Vân mảy may, ngược lại là đứa bé kia, tại cái này một hệ liệt trong tranh đấu, đối mặt trùng điệp cao thủ, liên tiếp đại thắng, đùa bỡn đối thủ tại trống trong bàn tay. Phải biết, cái này Thượng quan Phi Vân là bọn họ Thượng quan gia phản đồ, là bọn họ Thượng quan gia đối thủ, nhưng kết quả là lại muốn mượn một cái vãn bối mưu trí mới có thể thu được thắng. Cái này chẳng phải là nói, bọn họ Thượng quan gia không người, toàn cả gia tộc cũng không bằng một cái thần chiếu cảnh hài tử sao. Vừa nghĩ đến đây, nhìn đến gia chủ cái kia xuống dốc biểu lộ, tức chính là lúc trước cầm tới thần kiếm, còn tại cao hứng bừng bừng mọi người, lúc này cũng không nhịn được cúi thấp đầu, rốt cuộc cao hứng không nổi. Đối với không thuộc về mình thắng lợi, cho dù người đem cúp cho hắn, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì hào hứng đón lấy. Nhặt được đồ vật, so để đến đồ vật, càng làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Dù sao để đến, còn chứng minh ngươi là có đối thủ, chỉ bất quá người ta không có thèm thắng lợi, đem thắng lợi nhường cho ngươi mà thôi, đây là một loại làm nhục, nhưng cũng coi như thừa nhận, bởi vì có người tranh với ngươi qua. Nhưng là nhặt được, lại là trần trụi coi thường, người ta căn bản liền nhìn, thậm chí là cái đều không nhớ rõ ngươi. Thắng lợi như vậy cầm ở trong tay, trong lòng không phải làm nhục, mà chính là trống rỗng, cảm thấy cả người đều không trọng yếu giống như. Giờ này khắc này, bọn họ thì có cảm giác này, bọn họ tin tưởng, Thượng quan Phi Vân bọn họ tại cái này liên tiếp đọ sức bên trong, trong mắt thấy, trong lòng chỗ cái, nhất định chỉ có cái kia cổ nhất phàm. Thượng quan gia, hừ hừ, người qua đường một đám, không có gì quan trọng. Cổ nhất phàm, một cái thần chiếu cảnh vãn bối, giống như sao chổi một dạng hàng thế, xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, lại là tại trong tích tắc, đem cả quan gia vinh dự đoạt đến không còn sót lại một chút cạn. Tuy nhiên hắn thay bọn họ cầm lại trùng thiên kiếm, nhưng bọn hắn lại không biết cái kia cảm kích, hay là nên. Ai? Minh bạch tất cả mọi người tâm tình, riêng là gia chủ Thượng quan Phi Vân, ba vị trí cường cung phụng bên trong một trong, không khỏi khẽ cười một tiếng, vỗ vỗ hắn đầu vai nói, Phi Hùng, tốt xấu trùng thiên kiếm đã trở về, chúng ta lần này Trung Châu hành trình có thể toàn thân trở ra, cũng coi như chuyện tốt. Mặt mũi, danh tiếng, vinh dự những thứ này tục vật. Cuộc đời một người cũng sẽ mất đi mấy lần, liền không cần lại để ý. Ta minh bạch, thân là gia chủ, ở gia tộc đại nghĩa tới trước mặt nói, những thứ này đều không trọng yếu. May mà chúng ta lần này tổn thất rất nhỏ, đều bình yên vô sự là có thể đem sự tình kết, đã là kiếm lớn, lão phu còn có cái gì không thỏa mãn đâu. Chỉ là, nói, Thượng quan Phi Hùng sắc mặt không khỏi nghiêm một chút, lại là thở dài một tiếng. Nhìn về phía trên 9 tầng trời cái kia vòng như muốn xuống núi Hồng Nhật, bất giác lại là buồn bã nói, chỉ là đi qua việc này về sau, ta thỉnh thoảng đều tại suy nghĩ, lão phu là có hay không có kế thừa gia chủ tư chất. Ban đầu ở trong vương phủ, Phi Vân nói rất đúng, luận thực lực cùng tiềm chất, ta đều không bằng hắn, luận bá lực, ta do dự thiếu quyết đoán, khó thành đại sự, không giống Bách Lý Kinh Vĩ cùng Cổ Nhất Phàm hai cái này vãn bối như thế, quyết định thật nhanh, tính trước kỹ càng, luận mưu trí. Lần này Cổ Nhất Phàm cùng Bách Lý Kinh Vĩ bọn họ đối chọi gay gắt, càng làm cho ta mở rộng tầm mắt, tính tính liên tục, toán vô di lỗ hổng a, mỗi người đều tâm cơ khó lường, người phi thường có thể đoạn. Có khi ta đang nghĩ, nếu là lần sau lại đối lên Bách Lý Kinh Vĩ dạng này tài trí chi sĩ, ta cái này gia chủ đem chọn tộc tính mạng người tất cả đều bồi ở bên trong, nên lớn cỡ nào tội nghiệt a. Tóm lại, ta Thượng quan Phi Hùng, chung quy là trong đó dung người, không có bao nhiêu tài năng. Tiếp tục ở chỗ này gia chủ chi vị lên, đối với gia tộc đến tột cùng là có lợi vẫn là tai hại càng nhiều đâu. Ha ha ha, đại khái tại ta trên tay, gia tộc không có nhiều đại phát triển đi. Riêng là lần này, ta gặp Cổ Nhất Phàm tiểu tử này xuất thủ, tuy nói rất cay, bất kể thủ đoạn, liền người bom đều dùng được đi ra, nhưng lại hiệu suất kỳ cao. Lại thêm Yên Nhi đối với hắn có ý tứ, nếu là ta có thể đem hắn mời làm ở rể, lại đem gia chủ chi vị truyền cho hắn. Đối với chúng ta Thượng quan gia tới nói, coi là đại ích lợi a. Tối thiểu, hắn so lão phu càng có thực lực này. Thật sâu nhìn lấy hắn, tên kia cung phụng trầm ngâm một chút, đạm mạc lên tiếng, Phi Hùng, ngươi năng lực có hạn, cái này chúng ta mấy lão già lúc đó thì nhất thanh nhị sở, nhưng vì sao sẽ còn một đám đề cử ngươi vì gia chủ, ngươi biết không? Lúc đó người thừa kế thì ta cùng Phi Vân hai người, Phi Vân lại quá mức cuồng ngạo, liên tiếp phạm sai lầm. Mi đầu hơi nhíu nhăn, Thượng quan Phi Hùng suy nghĩ một chút, thì thào lên tiếng. Thế nhưng là, tên kia cung phụng lại là chậm rãi lắc đầu,
khẽ cười nói, người không phải thánh hiền, ai có thể không qua? Chúng ta làm thế nào có thể bởi vì một điểm nhỏ qua, thì không cho hắn tiếp nhâm gia chủ cơ hội đâu. Mà lại thượng quan Phi Vân xác thực tư chất hơn người, chúng ta lúc đó cũng có qua rất lớn tranh luận. Cái kia vì sao? Thượng quan Phi Hùng vẫn là không hiểu, tên kia cung phụng lại là thản nhiên cười, từ chối cho ý kiến nói, nhân gian đế vương, lập lớn lên không lập ấu, lập dung không lập ngạo. Cái trước là vì hoàng gia trật tự, tránh cho cung đình đấu tranh mà thiết lập, cái sau, thì là theo nhân tính trên căn bản tránh cho thiếu sót lớn mà thiết lập. Tầm thường tuy nhiên không quá mức thành tích, nhưng cũng sẽ không xông ra bao lớn mầm tai vạ đến, chỉ cần tìm năng thần phụ lại phụ tá, một dạng có thể chấn hưng thiên hạ. Thế nhưng là kiệt ngao người, tự nhận mới trải qua người, coi trời bằng vung, trung ngôn không thể khó nghe, tự nhiên cũng có thể xông ra vô cùng lớn mầm tai vạ đến, không thể nói được liền có diệt tộc hủy nước chi hiểm. Bởi vậy các đời đế quốc hoàng tử, nếu là không có tài đức gồm nhiều mặt người, thì thà lập tầm thường, không lập ngạo mạn chi sĩ. Tóm lại, đức chữ làm đầu, đây là tiên hiền dạy, không được vượt qua. Thật sâu nhìn lấy cái kia cung phụng, thượng quan Phi Hùng gật gật đầu, rốt cuộc minh bạch, thì ra là thế, lúc trước quyết định đem Phi Vân bài trừ, là sợ hắn tùy tiện cuồng ngạo, làm ra quá mức sự tình, liên lụy toàn cả gia tộc hủy diệt a. Như vậy nói như vậy, cổ nhất phàm tiểu tử này đức hạnh. Ai, tiểu tử này đức hạnh lên cũng không tệ lắm. Thế mà, thượng quan Phi Hùng lời còn chưa dứt, tên kia cung phụng lại là đã khoát khoát tay, cười khẽ một tiếng, trong mắt tràn đầy thần bí màu sắc. Không khỏi sững sờ, thượng quan Phi Hùng một mặt rất là kỳ lạ, nhị cung phụng, người nói cái gì, hắn đức hạnh tốt, ta làm sao không nhìn ra. Ha ha ha, người nếu là nhìn ra, bên cạnh ngươi làm sao có thể ra thượng quan Ngọc Lâm dạng này bại hoại. Phi Hùng a, nhìn người không thể nhìn bề ngoài, kẻ này mặc dù ác, nhưng tâm địa không lệch ra. Đừng đem ác cùng ta nói nhập làm một, ta là đi lệch ra chính mình đường, hắn đường nhưng là đi thẳng rất khá. Trong mắt ánh sao sáng láng, cái kia chí cường cung phụng không khỏi khẽ cười nói, tiểu tử này mặc dù không từ thủ đoạn, lãnh khốc vô tình, nhưng cũng chí tình đến chân, không có không làm bộ. Hắn chỉ là tại hoàn thành mục đích khác, cùng chúng ta tương xung mà thôi, cũng không có làm thật bị ổi vô sỉ sự tình. Người có thể suy nghĩ một chút, hắn có thấy lợi quên nghĩa sao? Hắn có béo nhờ nuốt lời sao? Mấu chốt nhất là, hắn vẫn là cái người cha hiền lành, vì thân tử bất kể hết thảy, xấu có thể xấu đi đến nơi nào. Lão Phu cũng đã gặp qua so với hắn tệ hơn, mặt ngoài ra vẻ đạo mạo, sau lưng cốt nhục tương tàn, hay xảy ra. Giống quang minh lỗi lạc như vậy ác nhân, chúng ta không ngại kết giao một chút, tổng so với cái kia âm hiểm tiểu nhân muốn mạnh hơn. Thật sâu nhìn lấy hắn, thượng quan Phi Hùng suy nghĩ rất lâu, cũng là khẽ gật đầu. Đúng vậy a, tiểu tử này trừ cùng chúng ta mục đích tương xung bên ngoài, nói làm việc tựa như đều 10 phần thoải mái, cũng rất đối lão Phu khẩu vị, coi như xưng là ma bên trong quân tử, cũng không đủ a. Nói như vậy, lão Phu dự định. Ai, Phi Hùng, người cái kia dự định coi như đi. Thế mà, đúng lúc này, tên kia cung phụng vừa hung ác khoát khoát tay, đánh gãy hắn, bất đắc dĩ nói, nếu là ngươi nhìn lên tiểu tử kia, chiêu nhập môn tới làm con rể, chưa chắc không thể. Mà lại theo gia tộc lợi ích tới nói, có một người như thế mới gia nhập, coi là thật đại ích lợi, quả thật dệt hoa trên gấm. Nhưng nếu muốn đỡ hắn làm gia chủ, ha ha, vẫn là quên đi. Vì sao? Hắn chắc là so lão Phu làm càng tốt hơn, chẳng lẽ cũng là tính toán trong lòng? Không, lòng hắn thuật rất chính, chỉ là cùng chúng ta ngược lại mà thôi, đi là một đầu ma đạo ác đường, tại con đường này lên, hắn đi đừng đề cập nhiều chính. Chậm rãi lắc đầu, tên kia cung phụng sâu xa nói, chỉ là hắn bóng lưng, quá mức cô độc, không thích hợp làm việc nhà chủ. Cô độc? Đúng vậy a, vạn sự không oanh tại hoài, trong mắt trừ chính mình nhi tử. Không có người khác, càng không đừng quá nhiều cảm tình. Người như vậy, làm sao có thể dẫn dắt toàn tộc? Không khỏi thở dài một tiếng, tên kia cung phụng bất đắc dĩ nói, nhất tộc chi trưởng, mặc kệ lớn nhỏ, trên thân gánh vác là cả một tộc người vận mệnh, trong lòng là cả một tộc người sinh tử. Nhưng là hắn tâm lý, chỉ có con một, không có dạng này nhận. Tuy nói mới trải qua người, nhưng tuyệt không phải gia chủ chính tuyển. Nếu như nói cho hắn định vị lời nói, đế quốc bên trong, coi là bách lý kinh vĩ như thế, kinh thế trị quốc, một nước chi tướng. Trong gia tộc A, gia chủ trợ thủ đắc lực, quản lý trong tộc bách sự, đại quản gia chức,
trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Mí mắt nhịn không được nhảy nhót, thượng quan Phi Hùng nghe được lời này, trong lòng trầm ngâm một chút, cũng hơi hơi gật gật đầu. Xác thực như thế, trong mắt của hắn quá cô đơn, rất khó chống lên quá lớn trách nhiệm, hắn tựa như cái độc hành hiệp, vĩnh viễn cô độc đi lấy chính mình đường. Bất quá, một cái tu giả, chỉ cùng thiên địa câu thông, không chính cần dạng này phẩm chất sao? Quá nhiều trần thế tục vụ, ngược lại trở ngại thiên đạo cảm ngộ. Nói như vậy, tránh thức tại đi tà đạo, không làm việc đàng hoàng, không đúng là chúng ta sao? Tuyết lớn đầy trời, che khuất bầu trời. Khoảng cách lần trước đánh với Trác Phàm một trận về sau, đã qua một tháng có thừa, vốn là thanh lãnh hàn thu lặng lẽ ly biệt, bay đầy trời tuyết mùa đông chính thức đi tới nơi này Trung Châu đại địa Phi Vân Thành nơi này. Nhìn lấy bên ngoài cái kia tối tăm bầu trời, bị tầng tầng mây đen che chắn, liền một tia ánh sáng mặt trời đều thấu không ra mặt trời, sớm đã biến mất tung tích, đan thanh sinh tại một gian đèn đuốc sáng trưng hoa lệ gian phòng bên trong, bên chân thắng mọc lên một lò lửa than. Lại là thằng thích ý phẩm trong tay trà thơm, tùy tiện giạt rào, khóe miệng thỉnh thoảng xẹt qua không hiểu đường cong. Đan lão, đến lúc đó tiểu tử nếu có đại nạn, còn mời ngài một trợ a. Tiểu gia hỏa, lão phu cũng sẽ không vì ngươi mạo hiểm. Yên tâm, vãn bối sẽ không để cho ngài làm khó, chỉ cần khi đó ngài có thể tự mình xuất thủ, kết tiểu tử tánh mạng, tiểu tử thì nhiều lần thoát chết. A, ha ha ha, tiểu gia hỏa. Không biết ngươi bây giờ đến tột cùng chạy trốn không có a. Mùa đông buông xuống, tuy nhiên lão phu một kiếm kia cố ý bổ lệch ra, còn lại sóng đoán chừng cũng thương tổn ngươi không rõ đi. Trảm long kiếm kình thương tổn nhưng là rất khó khỏi hẳn, tại cái này trời đông giá rét thời khắc, ngươi phải thật tốt bảo trọng a. Trong đầu hồi tưởng đến lúc trước ước định, đan thanh sinh lần nữa nâng chung trà lên bát, phẩm một miệng trà thơm, trong mắt lại là ít có lộ ra ấm áp ý cười tới. Ai? Cái này tiểu gia hỏa còn chưa tin lão phu tín dự a, ban đầu ở cái kia thượng quan Phi Vân bên trong mật thất dưới đất, còn cố ý tìm người tới nhắc nhở một phen, ha ha, thật sự là vẽ vời cho thêm chuyện ra. A, Trảm Long Kiếm Vương, có cái gì chuyện cao hứng, cũng nói ra để bản tướng cao hứng một chút a. Khó được nhìn thấy Trảm Long Kiếm Vương, như thế nhẹ nhõm nụ cười, ha ha ha. Chợt cười to một tiếng vang lên, từng đôi hộ vệ nối đuôi nhau mà vào. Cung kính thi lễ, Bách Lý Kinh Vĩ tại sao quanh trăng sáng phía dưới, người khoác lông chồn, chậm chậm mà vào, thẳng ngồi đến đan thanh sinh bên cạnh, nhạt cười ra tiếng. Thượng quan Phi Vân cũng cùng theo vào, sát bên hắn ngồi xuống, nhấc lên cái chân bắt chéo, buồn bực ngán ngẩm nói, đúng vậy a, đan huynh, có chuyện tốt gì, không bằng nói ra để mọi người cùng nhau cao hứng một chút cũng tốt, dù sao cái này một tháng đến, bản vương thế nhưng là rất buồn bực a. Ha ha ha. Thần kiếm bị cướp, phúc địa bị hủy, người đương nhiên phiền muộn. Bất giác mỉm cười cười một tiếng, đan thanh sinh lúc này xuất ra một cái ngọc giản, đưa tới cho, ta cái kia lãnh địa truyền đến tin tức, nói nhìn thấy thượng quan ra tung tích, hỏi ta làm sao bây giờ. Cái gì? Không khỏi giật mình, thượng quan Phi Vân vội vàng cầm qua ngọc giản xem xét, lại là nhất thời khẩn trương, đám người kia thế mà chạy ngươi bên kia. Thế nhưng là đây không phải là Đông Châu phương hướng A. Là Bắc Châu A, bọn họ đến đó làm gì? Hẳn là không dám trực tiếp theo phía đông trở về, đường vòng Bắc Châu đi. Trong mắt tinh mang lóe lên, Bách Lý Kinh Vĩ cũng cầm lấy một ly trà ngọt, không nóng không lạnh địa phẩm lên. Trong lòng một trận khẩn trương, thượng quan Phi Vân chặn lại nói, thừa tướng đại nhân, cái này muốn như thế nào cho phải? Không có cách nào. Bất đắc dĩ lắc đầu, Bách Lý Kinh Vĩ cũng là than nhẹ một tiếng, Trung Châu khu vực quá lớn. Thượng quan ra một khi ẩn tàng, xác thực rất khó được biết rõ hành tung. Tuy nói bản tướng đã phát thông báo, cáo chi Trung Châu cửu vực các đại kiếm vương, nhưng là không biết cụ thể hành tung, các kiếm vương cũng không thể nào tìm tòi. Lại thêm có kiếm vương quen biếng nhác, ngay cả mình đất phong đều không tại, liền càng thêm khó làm. Ách, trăm dặm thừa tướng, ta thế nhưng là ngươi tìm đến. Trảm Long kiếm vương, ta không nói ngài, ta nói là cái kia nghiện rượu như mạng. Tử kiếm tiên, trong mắt tinh mang lóe lên, Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi hung hăng khẽ cắn môi, thở dài lên tiếng, thân là kiếm vương, thường xuyên chạy đến các nơi đi nhấm nháp các loại mỹ tử, không để ý tới chính vụ, cái này thật sự là quá ngả ngớn. Có lúc còn chạy đến hắn bốn châu đi, hừ hừ, thật không biết đem cái kia đất phong cho hắn có làm được cái gì. Chỉ là tốt xấu, lần này thượng quan ra hành tung bí ẩn,
hắn cho dù trở về cũng không có tác dụng gì, ngược lại là Zhou Rier. Thật sâu liếc hắn một cái, Đan Thanh Sinh lại là bỗng dưng một phát khóe miệng, mỉm cười cười ra tiếng, thực đối với lão gia hỏa kia, lão phu ngược lại là rất hâm mộ, tự do tự tại a. Phi Vân huynh, mấy ngày nữa chờ hắn trở về, chúng ta đi chỗ của hắn lấy chén rượu uống. Có lẽ, hắn cũng không biết theo cái nào địa phương cầm trở về một nhóm đặc biệt rượu ngon đâu. Người muốn đi người đi đi, ta cũng không có cái kia tâm tình. Không kiên nhẫn khoát khoát tay, Thượng quan Phi Vân ồm ồm nói, ngược lại là Mai Ngọc Giản này, ngươi là làm sao hồi a? Lông mày nhíu lại, Đan Thanh Sinh không khỏi cười khẽ một tiếng, còn có thể làm sao hồi? Bọn họ hỏi lão phu làm sao bây giờ, lão phu chỉ cho hai người bọn hắn cái chữ, rau trộn. Thượng quan gia lần này xuất động nhiều cao thủ như vậy, còn có ba cái lão gia hỏa liên thủ có thể so với cửu kiếm vương, lão phu không ở nơi đó tọa chấn, bọn họ đi há không chịu chết. Mở một mắt nhắm một mắt đến, để bọn hắn đi thôi. Ngươi, thân thể không khỏi trì trệ, Thượng quan Phi Vân ra mặt mãnh liệt quất, sau đó bất đắc dĩ nhìn về phía Bách Lý Kinh Vĩ nói, thừa tướng đại nhân, nhìn đến lão gia hỏa này thái độ a, rõ ràng không thành tựu a, chờ bất bại kiếm tôn chỗ đó. Bản vương không phải thưa hắn không thể, hừ. Dương mắt nhẹ liếc hắn một chút, Bách Lý Kinh Vĩ lại là từ chối cho ý kiến cười cười, ta khuyên thượng quan kiếm vương vẫn là không muốn không phóng khoáng, bởi vì lần này, ta đứng tại Trảm Long kiếm vương bên này. Biết rõ không thể làm mà làm, là cực kỳ ngu xuẩn hành động. Nhẹ nhàng đắp đắp chính mình bát trà, Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi đạm mạc toát một miệng, thăm thẳm lên tiếng. Vốn là lùng bắt thượng quan ra cũng là mất bò mới lo làm chuồng tiến hành, vốn cũng không nghĩ lấy có thể có cái gì tiến triển xuất hiện. Hiện tại phát hiện bọn họ hành tung, còn đưa lên mấy trăm cao thủ mệnh cho bọn hắn, tổn binh hao tướng, cần gì chứ? Tóm lại, lần này chúng ta là bại, thua không oán không hối, chuẩn bị chờ lão tổ tông răn dậy đi. Báo! Thế mà, hắn lời còn chưa dứt, một gã hộ vệ đã là đăng 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 chạy vào, khom người đưa lên một khối ngọc giản. Bẩm báo nói, khởi bẩm thừa tướng đại nhân, đế đô Ngọc Giản truyền tin đến. Đế đô truyền tin. Mi đầu lắc một cái, Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi khẽ cười một tiếng, đưa tay tiếp nhận cái kia cái Ngọc Giản, một mặt kỳ dị nói, bản tướng vừa mới bỏ bê công việc tháng 3, bệ hạ liền muốn gọi ta trở về. Ha ha ha, khó được thanh nhàn xuống tới, tại Phi Vân Kiếm Vương nơi này làm khách, bản tướng còn không có du lãm đầy đủ đây, thật sự là một khắc không rảnh rỗi a. Cũng không biết đế đô lại xảy ra chuyện gì, nhất định phải bản tướng đến xử trí. Trang bức tướng, thì ngươi bận bịu, đế quốc một ngày đều cách không ngươi, được thôi. Khóe miệng nhịn không được run rẩy, thượng quan Phi Vân liếc xéo hắn liếc một chút, lại là trong lòng lạnh lùng hừ một cái, nhưng trên mặt lại là gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Châm chọc nói, thừa tướng đại nhân, thật sự là trăm công nghìn việc a, đế quốc cách ngài, mặt trời đều lên không nổi đến. Ha ha ha. Nghe ra hắn chào phúng, Bách Lý Kinh Vĩ không chút nào không tưởng rằng, vẫn như cũ sắc mặt lạnh nhạt xem lên bên trong nội dung. Thế nhưng là, một phút sau, hắn mặt mũi lại là chợt đại biến, kêu lên sợ hãi. Thế nào, xảy ra chuyện gì sao? Không khỏi giật mình, thượng quan Phi Vân hai người cũng cùng nhau kêu lên. Quay đầu xem bọn hắn liếc một chút, Bách Lý Kinh Vĩ hơi hơi trầm ngâm một chút, thản nhiên nói, lão tổ tông xuất quan. Muốn triệu cửu kiếm vương cùng đế quốc trọng thần khai hội, có vẻ như muốn hướng Bắc Châu ra tay. Cái gì, bất bại kiếm tôn xuất quan? Không khỏi giật mình, thượng quan Phi Vân cùng Đan Thanh Sinh liếc nhìn nhau, cùng nhau lên tiếng kinh hô, sau đó liền không tự chủ được lẩm bẩm nói, cái này, muốn thiên hạ đại loạn. Ai, làm sao nói đâu? Ách không, là thiên hạ đại thịnh thời điểm đến, ha ha ha. Nhìn đến Bách Lý Kinh Vĩ sầm mặt lại. Thượng quan Phi Vân cùng Đan Thanh Sinh hai người nhất thời cười khan một tiếng, qua loa tắc trách nói. Bất đắc dĩ lắc đầu, Bách Lý Kinh Vĩ khẽ cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, vừa mới nói, bản tướng khi các ngươi chưa nói qua, mời hai vị kiếm vương ngày sau nói cẩn thận. Phải biết, hiện tại các ngươi đã là Trung Châu cửu kiếm vương chi tôn, kiếm tinh đế quốc trụ cột. Đế quốc cường thịnh, thì là các ngươi cường thịnh, lão tổ tông cường thịnh, thì là các ngươi cường thịnh. Vừa cắt chớ lại coi lão tổ tông là thành đối thủ đối đãi, tuy nói bao quát lão tổ tông ở bên trong, các ngươi những thứ này quân nhân, nhìn đến thực lực cường hãn đối thủ, liền muốn đọ sức lấy hạ tâm tình, ta cũng có thể lý giải. Nhưng cũng muốn phân một cái lập trường bè cánh, biết không?
qua loa gật đầu, hai người đều là không tưởng rằng bộ dáng. Biết mình đối bọn hắn hai đại kiếm vương không có gì chấn nhiếp lực, Bách Lý Kinh Vĩ cũng thì không cần phải nhiều lời nữa. Tiếp lấy hét lớn một tiếng, người tới, chuẩn bị trở về đế đô, bản tướng muốn cùng hai vị kiếm vương đại nhân, cùng đi cúi chào lão tổ tông. Vâng. Lập tức có người chạy vào, khom người cúi đầu, muốn đi xuống phân phó, chuẩn bị cậy vào. Thế nhưng là còn không đợi hắn rời đi, Bách Lý Kinh Vĩ liền lại mở miệng nói, còn có, ta lần trước để ngươi tìm một cái đáng tin Tây Châu người, tìm tới sao? Khởi bẩm thừa tướng, đã tìm tới. Tốt, vậy liền để hắn hồi Tây Châu, cho bản tướng nghe ngóng một ít chuyện trở về đi. Trong mắt bỗng dưng chảy qua một tia giật mình lo lắng, Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi thở dài một hơi, sâu xa nói. Thấy tình cảnh này, Thượng quan Phi Vân bất giác nghi hoặc, hỏi, thừa tướng đại nhân, người tìm người đi Tây Châu đánh nghe cái gì? Giống các châu phòng ngự bố trí, trận pháp kết giới, há lại tùy tiện người nào đều có thể nghe ngóng được đến. Ta không phải để hắn cho ta đánh nghe cái gì quân sự bí mật, ta là để hắn cho ta dò xét một người nội tình. Người nào? Cổ Nhất Phàm. Trong mắt tinh mang lóe lên, Bách Lý Kinh Vĩ trên mặt khó được có chút nhớ lại, Cổ Nhất Phàm người này, làm đối thủ là thật đáng kính, tuy nhiên hắn hiện tại đã chết, nhưng vốn vẫn là muốn giải một chút hắn sự tình, xem như nhớ lại đi. Dù sao, làm mưu sĩ, hắn lúc trước con cờ trong tay thực sự quá ít, nếu là mạnh hơn chút nữa lời nói, không thể nói được sau cùng thắng người, ha ha. Bách Lý Kinh Vĩ không có nói tiếp, nhưng trong mắt dĩ nhiên đã có đáp án. Một cái lực lượng ngang nhau đối thủ, không đến cuối cùng, thắng bại nào có kết luận. Nhìn chằm chằm hắn, Thượng quan Phi Vân suy nghĩ một chút, lại là thăm thẳm lên tiếng, thế nhưng là Cổ Nhất Phàm tâm cơ khó lường, đã đến ta Phi Vân Vương phủ có mưu đồ, làm thế nào có thể lưu lại tránh thức bối cảnh chờ chúng ta cha. Trên đời cao minh nhất cơ, không phải toàn phần nói ngoa, mà chính là trong thật có giả, trong giả có thật. Chậm rãi lắc lắc đầu. Bách Lý Kinh Vĩ từ chối cho ý kiến, Cổ Nhất Phàm là người thông minh, tất nhiên không biết dùng toàn phần nói ngoa lừa dối ta, bởi vì cái này rất dễ dàng lộ hãm. Riêng là xuất thân chi địa, một số phong thổ nhân tình, đặc sản tục vật, đều là không hoàn toàn giống nhau, rất dễ dàng bại lộ. Cho nên cho dù tên hắn là giả, nhưng lai lịch nhất định là thật. Mà lấy hắn dạng này thiếu niên tài tuấn, tại Tây Châu không có khả năng bừa bãi vô danh. Cho nên ta muốn tra một chút. Hắn đến tột cùng là ai? Có thể cùng ta Bách Lý Kinh Vĩ giao thủ, không tại hạ phong, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Mênh mông một mảnh trên mặt đất, lông ngỗng phi tuyết gào thét bầu trời, đem cái này tràn đầy gió lạnh tàn phá bừa bãi giữa thiên địa, nhuộm thành một mảnh trắng xóa nhan sắc, cũng đem cái này mênh mông khu vực, tích lấy thật dày tuyết đọng, cao chín thước đại hán, một chân đạp xuống, cũng có thể bao phủ nửa cái thắt lưng. Tại cái này mùa đông khắc nghiệt, thê lương đến gần như không có có sinh cơ thời điểm, đoán chừng không có người hội tại như vậy cái khí trời ác liệt đi ra ngoài, cho dù là thực lực cao siêu tu giả, cũng tất nhiên không muốn đỉnh lấy như thế gió tuyết đầy trời, đối phó với ông trời, nhất định phải hội khi lên tới tuyệt đỉnh, nhìn cái này mặt đất bao la, tầm mắt bao quát non sông, biểu hiện chính mình anh hùng khí khái. Bất quá chỉ là như thế vùng khỉ ho cò gáy tình cảnh bên trong, vẫn như cũ có hai đạo cô độc bóng người. Tại cái này một mảnh trắng xóa bên trong, hóa thành một cái tiểu chấm đen nhỏ, chiếu rọi tại một mảnh trong gió tuyết, là như thế bất ngờ, mà không hợp thời. Răng rắc, răng rắc. Từng tiếng chân đạp tuyết động thanh âm nứt quãng vang lên, một đạo có chút gầy yếu cao lớn bóng người, hơi hơi đình trệ một chút, sau đó lại đem sau lưng cái kia có chút thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn hướng lên cõng cõng, từng ngụm thở mấy hơi thở hồng hộc. Nôn ra trận trận xương trắng về sau, tiếp tục hướng phía trước khó khăn đi tới. Chỉ là, thân ảnh kia lại là có chút suy yếu giống như, thỉnh thoảng tại trong gió tuyết bầy động một cái, dường như đều đứng không vững giống như, nhưng rất nhanh lại kiên định thân thể, tiếp tục đi tới. Nhìn lấy cái kia dù vậy lạnh lẽo khí trời, nhưng như cũng mồ hôi chảy dòng bóng người, trên lưng cái kia mềm mại thân thể, không khỏi chậm rãi mở ra càng thêm suy yếu hai con ngươi, khẽ mở đã khô quắt bờ môi. Mang theo khóc âm đạo, lão cha, ta đã không được, mấy tháng này ngươi liên tiếp không ngừng vì ta luyện chế 11 phẩm đan dược, vì ta chậm lại mất máu tốc độ, lại vì ta luyện chế bổ huyết hoàn, nguyên lực hao tổn to lớn, vốn liền trọng thương tại thân ngươi càng là nguyên khí đại thương, mặt khác còn muốn cõng ta lên đường. Liên tiếp mấy tháng, hiện tại ngươi liền bay đều bay không nổi, tiếp tục như vậy nữa, ngươi hội chịu không được.
lão cha, người ném ta, chính mình đi thôi, ta đã ngày giờ không nhiều, tội gì bởi vì ta lại liên lụy lão cha ngươi. Im miệng. Thế mà, còn không đợi hắn nói xong, cái kia đạo cao lớn bóng người từng ngụm thở mấy hơi thở hồng hộc, ngẩng đầu lên, lại chính là lộ ra một cái quen thuộc khuôn mặt, không phải Trác Phàm là ai. Chỉ bất quá giờ này khắc này, Trác Phàm khuôn mặt cũng là một mảnh tiều tụy, mặt không có chút máu, chỉ là hai cái tròng mắt còn ánh sao sáng láng, hiện ra vẻ kiên định. Chợt cắn răng một cái, tiếp tục cất bước tiềm hành, trên mặt không nói ra kiên nghị. Tiểu tam tử, người nghe kỹ cho ta, ta mới là cha ngươi, dựa vào cái gì phải nghe ngươi. Tóm lại, vô luận như thế nào, ta đều biết đem ngươi còn sống đưa về Tây Châu, để cái kia hai cái lão gia hỏa cứu ngươi. Thế nhưng là, Tây Châu cách này nghìn vạn dặm xa, chúng ta chỗ nào có thể đuổi tới. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, lão cha ngươi nhất định nhìn không được. Mí mắt không khỏi hơi hơi run run, Trác Phàm không nói gì, chỉ là vẫn như cũ ngoan cường vội vàng đường, thật lâu mới lại cắn răng nói, coi như chỉ dựa vào này đôi chân, ta cũng nhất định đem ngươi đưa trở về. Mà lại chúng ta cũng không cần thật một đường bôn ba, tiếp qua cái 10 ngày nửa tháng lộ trình, chúng ta thì có thể đến tới Tụ Kim Thành. Ở nơi đó, thế nhưng là có cái Nam Châu truyền tống trận cung cấp chúng ta sử dụng đây. Đến lúc đó, chúng ta hồi Tây Châu chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Truyền tống trận. Mi đầu bất giác lắc một cái, cổ Tam Thông lại là mất mát lắc lắc đầu, khổ cười ra tiếng, lão cha, người cũng biết, cái này Nam Châu truyền tống trận phân quan đạo cùng đường buôn bán hai đầu. Quan đạo nắm giữ trong tay kiếm tinh đế quốc, chúng ta tới đến Trung Châu lúc, cũng không có cách nào đi dùng, càng không nói đến là hiện tại. Mà đường buôn bán, ha ha, nắm giữ tại Nam Châu đệ nhất đại thương hội trong tay, hối thông Nam Châu, không để ý tới chính sự. Mà lại sử dụng đường buôn bán, cũng cần các châu trưởng sự người đồng ý, mới có thể liên thông. Hai người chúng ta đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng tồn tại, sao có thể chịu đựng bọn họ điều tra đâu. Ánh mắt hơi hơi mị mị, Trác Phàm cũng là mi đầu hơi hơi run run, trong lòng không khỏi trầm xuống, nhưng rất nhanh lại trong mắt nhất định, cắn răng nói, yên tâm đi, có lão cha đây, truyền tống trận này, ta dùng định. Nói, Trác Phàm liền bỗng nhiên một bước bước, đi về phía trước hung hăng phóng ra, cứ việc mồ hôi đầm đìa, toàn thân nhiệt khí cuồng bốc lên, nhưng hắn vẫn như cũ nắm chặt quyền đầu, đón gió tuyết, mãnh liệt tiến lên, nỗ lực kiên trì. Lão cha, ngươi thật tốt. Cảm thụ lấy Trác Phàm cái kia rộng lượng lưng, cổ Tam Thông hai con ngươi không khỏi đầy tràn nước mắt, nghẹn ngào lên tiếng, ngay sau đó, suy yếu hắn lần nữa nhắm mắt lại. Máu tươi vẫn như cũ theo cánh tay hắn lên chảy ra, tại cái này trắng xóa trong gió tuyết, nhiễm lên một chút đỏ tươi chi sắc. Mà lại, hắn khí tức cũng càng ngày càng yếu ớt, thậm chí thân thể cũng bắt đầu rét lạnh lên. Không có cảm giác được sau lưng tiểu tam tử dị dạng, cũng không nghe thấy hắn sau cùng câu kia yếu ớt cảm kích, Trác Phàm lúc này trong lòng chỉ có hai chữ, tiến lên, không ngừng tiến lên. Trong mắt chớp động lên bất khuất ánh sáng, Trác Phàm từng bước đi về phía trước, như con bò đồng dạng, cho dù phía trước chậm rãi không có đường, cũng một chân dẫm ra một đầu tràn đầy hầm động đường lớn. Như thế như vậy, một canh giờ trôi qua, Trác Phàm kìm nén một hơi đi tới, hai canh giờ qua đi, Trác Phàm thở hồng hộc, nhưng như cũng nỗ lực đi về phía trước, chỉ là tốc độ bên trong có chút tập tễnh, ba canh giờ qua đi, Trác Phàm tốc độ bắt đầu phí thời gian, đã là rất khó tiến thêm một bước về phía trước, chỉ là dựa vào thân thể trọng áp, đầy tuyết động, hướng về phía trước chuyển lấy bước, mở ra đạo. Lại là đã khó có thể nâng lên một cái cước bộ. Thẳng đến 5 canh giờ sau đó, Trác Phàm thân thể cuối cùng đi vào điểm tới hạn, kiệt lực chỗ. Tuy nhiên hắn vẫn như cũ mãnh liệt cắn răng quan, liều mạng mệnh bước lên phía trước, cũng đã lại khó nhúc nhích chút nào, thân thể cũng giống như không phải hắn giống như, sớm đã toàn thân chết lặng cứng ngắc, không thể động đậy. Sau cùng liền tinh thần lực của hắn cũng tới cực điểm, mắt tối sầm lại, bỗng dưng liền ném tới cái này tuyết trắng một mảnh lên. Thẳng ngất đi. Mà hắn trên thân cổ Tam Thông sớm đã tối tăm khuyết, lại là đã không có thức tỉnh dấu hiệu, non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu cứng ngắc, biến đến càng phát ra băng lãnh, đỏ tươi trên cánh tay máu tươi chảy tràn càng phát ra chậm chạp, tựa hồ đã có chảy hết dấu hiệu. Cuồng phong vẫn như cũ hô gào, phi tuyết vẫn phiêu đắng, hai người trăm cay nghìn đắng đi qua dấu chân, rất nhanh liền bị phi tuyết vùi lấp, hoàn toàn biến mất không thấy, liền hai người thân thể cũng đều tại cái này gió tuyết đầy trời bên trong, dần dần ẩn chui vào lòng đất, rất nhanh không có tung tích. Thiên địa vô tình,
đem thế gian hết thảy, đều xóa bỏ, bất luận ngươi là ai, không qua thế gian thoáng qua một cái khách ngươi, chung quy muốn trở về tự nhiên. Ầm ầm, như là nơi này không có cái gì giống như, một mảnh trắng xóa, vẫn như cũ là bao phủ trong làn áo bạc, nhìn không thấy cuối, chỉnh một cái thiên địa xương lạnh thế giới. Một cỗ tàu thủy xe lớn, bốn vòng giống như núi nhỏ lớn, phía trước lái ba đầu cao hơn 6 trượng hung mãnh linh thú, tại cái này gió gào thét trong tuyết, lại là tùy tiện huy sái lấy gót sắt, thẳng lao vụt, chỉ là trong nháy mắt, liền đã là ngàn mét khoảng cách xẹt qua. Cái này đúng là từ ba đầu cấp 3 linh thú, kéo xe ngựa tại tùy ý rong đuổi, hoàn toàn không sợ thiên địa phong tuyết. Mà cái kia trong xe ngựa, nhẹ la trước chướng, một đỉnh lư hương, lượn lờ khinh yên, đạm mạc bay hơi, phấn hồng loan trướng, hiển thị rõ con gái rượu thái độ, hương thơm ngào ngạt, cho dù tại cái này gió lạnh bão tuyết bên trong, cũng khó có thể che giấu mảy may. Ngừng. Thế mà, ngay tại cái này phong cách đến như muốn hung hăng càn quấy xe lớn tùy tiện chạy như bay thời khắc, một tiếng rung động lòng người quát nhẹ lại là đột ngột được từ cái kia xe lớn bên trong mang ra. Kít. Bỗng nhiên trì trệ, cái kia ba con linh thú đẳng cấp nhất định cước bộ, lúc này dừng lại. Tiểu thư, làm sao? Lúc này, lại là một tiếng hơi có vẻ dí dỏm non nớt thanh âm phát ra, hơi nghi hoặc một chút mà nói. Rơi, bên ngoài là không phải có vết máu. Vết máu. Màn lụa nhẹ vịn, theo xe ngựa kia bên trong nhất thời thoát ra một cái bộ dáng nhu thuận cái đầu nhỏ đến, đại khái 16-17 tuổi bộ dáng, hai con ngươi linh tính 10 phần. Tại cái này gió tuyết đầy trời bên trong, trước sau nhìn xem, lại là nhướng mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, không có a, tiểu thư, ngài có phải hay không nhìn lầm. Không nói gì, bên trong người kia trầm ngâm một hồi, thản nhiên nói, rơi, phía dưới đi xem một cái, tuyết động phía dưới phải chăng có người còn sống. A, cái gì a, cho người đi liền đi, ta hành y nhiều năm như vậy, tươi mùi máu thực sự quá quen thuộc, nhất định có người gặp nạn. Chỉ là hiện tại phong tuyết lớn như vậy, chỉ sợ đã vùi lấp chỗ sâu. Rơi, còn không mau đi tìm kiếm. Trong xe tiếng người âm như hoàng oanh đồng dạng, thấm vào ruột gan, nhưng là trong lời nói lại tràn đầy nghiêm túc, đều là không cho chống lại ngữ khí. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, tiểu cô nương kia không khỏi nhất thời vừa tung người tử nhảy xuống xe ngựa, một bên tỉ mỉ tìm tòi, một bên phát ra bực tức, đi thì đi, ai để ngươi là tiểu thư đâu. Rơi, ngươi nói cái gì? Không có gì, ta nói là, a, à, còn thật có người a. À. Ngay tại mỗi một mảnh trong tuyết tìm kiếm lấy, Sơ Nhi từ chối cho ý kiến đáp lại tiểu thư cha hỏi, lại là chợt quát to một tiếng, hai mắt nhất định, liền bỗng nhiên duỗi ra non nớt cánh tay, bỗng nhiên cắm vào mênh mông trong đống tuyết, sau đó một tiếng ầm vang, liền đem một lớn một nhỏ hai đạo nhân ảnh theo thâm hậu tuyết đọng bên trong lôi ra đến, bịch một chút, ném trên mặt đất. Nhìn lấy cái kia tuyết hang bên trong một mảnh đỏ tươi, lại nhìn về phía cái này hai đạo nhân ảnh, cái kia Dơ Nhi không khỏi nhất thời kêu lên, tiểu thư, ngài cái mũi chân linh, nơi này thật có một lớn một nhỏ hai người chôn sâu tuyết cơ sở. Đại dường như đông cứng, tiểu cái kia không ngừng chảy máu, giống như cũng nhanh chảy khô. Cái gì, tại cái này trời đông giá rét bên trong không ngừng chảy máu. Đại trong xe truyền ra một đạo kinh nghi, sau đó chặn lại nói, rơi, vội vàng đem bọn họ đưa ra, riêng là cái kia nhỏ. Chỉ sợ là bị thương nặng, nhất định phải cứu trị lập tức. Là, bỗng nhiên gật đầu một cái kia Dơ Nhi lập tức động thủ, nhưng là bỗng dưng trì trệ, lại có chút chần chờ nói, nhưng là tiểu thư, hai người kia đều là nam nhân, cứ như vậy đưa lên ngài xe xịn, chỉ sợ không ổn đâu. Phải biết, ngài xe xịn, còn không có người nam nhân nào. Cái này tiểu là đứa bé, còn dễ nói. Nơi nào có quy củ nhiều như vậy, cứu người quan trọng. Không chờ nàng nói hết lời, trong xe một đến vang lên quát lạnh một tiếng. Bình tĩnh gật đầu, Dơ Nhi cũng không cần phải nhiều lời nữa, bỗng nhiên đem hai người thân thể nhấc lên, liền ném lên xe lớn, sau đó chính mình nhảy lên, tiếp tục lái xe lớn tùy tiện tiến lên, chỉ để lại vừa mới cái kia một mảnh máu nhuộm tuyết hang, dần dần tại trong gió tuyết, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Ấm áp xe lớn bên trong, Trụy Nhi đem Trác Phàm hai cha con băng lãnh thân thể. Tùy tiện ném tới trong xe bên ngoài sảnh, một mảnh màn che loan trước chướng, nhìn về phía cái kia loan chướng cười nói, tiểu thư, hai người đều đã đưa đến, chỉ là đứa nhỏ này vết máu tiểu thư xa giá, lại là có chút đáng tiếc. Trên đời chân quý nhất là sinh mệnh, một tia vết máu dính xe, thanh lý mất là được, có gì có thể tiếc. Bất giác khẽ cười một tiếng,
siêu một chút, một đạo đỏ thấm sợi tơ đã là bỗng nhiên theo cái kia màn tre bên trong bắn ra, lúc này quấn lên Trác Phàm cổ tay, cuồn cuộn nguyên lực ngăn không được xuyên vào hắn thân thể. Không khỏi bất đắc dĩ bĩu môi, Trụy Nhi nhỏ giọng nói lầm bầm, người đương nhiên không quan tâm, dù sao thanh tẩy xe cộ cũng không phải là ngươi sự tình. Trụy Nhi, ngươi lại tại nhai cái gì cái lưỡi tử? Ách, không có, ta nói là tiểu thư đại nhân đại nghĩa, Trụy Nhi ổn thỏa vì tiểu thư cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Bất giác vội vàng sắc mặt nghiêm một chút, Trụy Nhi lúc này thề thề nói. Bất giác khẽ cười một tiếng, màn che bên trong đem sợi tơ siêu một tiếng thu hồi, thản nhiên nói, tiểu nha đầu, khác cào nhau, làm chút chính sự. Người này không có gì đáng ngại, chỉ là trọng thương phía dưới, vất vả lâu ngày thành tật, nguyên lực hao tổn quá độ, năng lực kiệt mà suy. Cho hắn ăn một số bói nguyên đan, nghỉ ngơi mấy ngày, tất nhiên có thể tỉnh lại. Đúng, tiểu thư. Bất giác hì hì cười một tiếng, Trụy Nhi lập tức đỡ dậy Trác Phàm, xuất ra một bình sứ nhỏ đến, đổ ra một khỏa thanh sắc đan hoàn, cho hắn đút vào đi. Nhưng là rất nhanh, lại nghi ngờ nói a, người này cũng là thần chiếu cảnh a, lại còn hội kiệt lực. Cũng không phải là sơ tu người, liền trong cơ thể mình năng lượng bao nhiêu đều nắm giữ không tốt sao. Có lúc không phải đem khống không tốt, mà chính là không thể không toàn lực ứng phó, người trong giang hồ, còn thân bất do kỷ đâu. Người này chỗ lấy đổ vào tuyết động bên trong, chỉ sợ vẫn là cùng đứa nhỏ này có quan hệ đi. Siêu! Lại là một tiếng vang nhỏ, màn che bên trong lần nữa bắn ra một đạo đỏ thấm sợi tơ. Lại là lúc này quấn đến đã sắc mặt tái nhợt tiểu tam tử trên cổ tay, cuồn cuộn nguyên lực tỉ mỉ dò xét. Thế nhưng là cái này không dò xét còn tốt, tìm tòi phía dưới, cái kia màn tre bên trong người không khỏi nhất thời giật mình, đứa nhỏ này. Thật kỳ quái, thể nội có hai cỗ năng lượng lẫn nhau quấn quýt phá hư, chính trầm tích tại hắn cánh tay phải vết thương chỗ, khiến huyết mạch khó có thể ngưng kết, lúc này đã hơn phân nửa máu chảy, nguy hiểm đã đến. Như là không thể mau chóng cầm máu. Chỉ sợ kẻ này mệnh nghỉ vậy. Trụy Nhi, cầm ngưng huyết đan. Đúng, tiểu thư. Bỗng nhiên gật đầu một cái kia Trụy Nhi nghe đến tiểu thư nhà mình nói nghiêm trọng như vậy, cũng là bỗng dưng thu hồi trò đùa chi mặt, biến đến nghiêm túc lên, sau đó móc ra một khỏa đỏ thẫm đan hoàn, cho cổ tam thông cho ăn đi xuống. Đan hoàn một nhập thể nội, liền hóa thành đạo đạo hồng sắc thanh liêm, chạy trốn tại hắn toàn thân cao thấp, đến sau cùng rốt cục đi vào cái kia vết thương phụ cận. Thế nhưng là không đợi thuốc kia lực phát huy hiệu lực, đụng một tiếng, cái kia đạo dược khí đã là nhất thời bị miệng vết thương trầm tích năng lượng trong nháy mắt đánh sơ xác, tan biến tại vô tung. Cuồn cuộn máu tươi, vẫn như cũ không có không đình trệ chảy xiết lấy, thậm chí bởi vì đan dược này kích thích, máu chảy so lúc trước càng nhanh rất nhiều. Mà tiểu tam tử trên cổ tay tia hồng tuyến, cũng là ngột đến rung động một chút, xẹt qua một đạo rõ ràng chập trùng, trở về nhập cái kia màn tre bên trong. Không khỏi nhất thời giật mình, tiểu thư kia lúc này lần nữa quát to, ngũ phẩm cầm máu đan dược vô dụng, cầm thất phẩm hóa ứ đan đến, đứa nhỏ này vết thương lúc trước hai cỗ năng lượng quấn quýt nếu không thể hóa, cầm máu vô vọng. Đúng, tiểu thư. Sắc mặt cũng là có chút gấp, Trụy Nhi còn chưa từng thấy các nàng tiểu thư như thế kinh hoàng thời khắc, không khỏi vội vàng lần nữa xuất ra một hạt đan hoàn, cho tiểu tam tử cho ăn đi xuống. Thế nhưng là, đồng dạng sự tình lần nữa phát sinh. Cái này hóa ứ đan dược lực, vốn là muốn tan giải cái kia vết thương trước năng lượng trầm tích, nhưng là cái kia năng lượng lại quá cường đại, mà chính là dị thường quỷ dị, dược lực chỉ là đụng một cái, liền đụng một tiếng đem dược khí toàn bộ đánh sơ xác, bài xuất thể nội. Nhưng mà này còn không tính, bởi vì dược lực kích thích, không có ngăn chặn cái này năng lượng, còn để cái này năng lượng càng thêm bắn ngược, cổ tam thông vết thương cũng là máu chảy dâng trào đến càng thêm cấp tốc. Trác Phàm mấy ngày nay dùng tự mình luyện chế đặc thù đan dược, cho tiểu tam tử tiếp tục chậm lại đổ máu tốc độ, áp chế cỗ năng lượng kia làm ra nỗ lực, có thể nói là triệt để uổng phí. Đây chính là cái gọi là, làm trở ngại chứ không giúp gì đi. Hiện tại Trác Phàm là hôn mê bất tỉnh, nếu là hắn tỉnh táo lại, nhìn đến loại tình hình này, không phải một bàn tay hô lên chủ này bộc hai người mặt không thể. Đã không hiểu cũng không cần loạn trị, các ngươi làm như thế. Hội hại chết tiểu hài tử. Thế nhưng là, các nàng lại làm sao biết, tiểu hài tử này thương tổn hội quỷ dị đến tình cảnh như vậy. Giờ này khắc này, nhìn thấy tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, không chỉ có là nha hoàn kia, liền xem như cái kia màn che chung tiểu tỷ cũng không nhịn được tránh thức bối rối. Kết quả là,
theo từng tiếng quát nhẹ, tiểu thư kia vội vã chỉ huy, nha hoàn kia thì là càng không ngừng móc ra đan dược, cho tiểu tam tử cho ăn xuống. Bất quá, vẫn y bộ dạng cũ, thậm chí còn càng ngày càng nhanh, đến sau cùng, tiểu tam tử vết thương đổ máu đã là chảy xiết không ngừng, nhuộm đỏ xe lớn bên trong chăn lông, đỏ tươi một mảnh. Thấy tình cảnh này, cái kia Trụy Nhi không khỏi thật cuống cuồng, đầy mặt cấp bách nói, tiểu thư, nên làm cái gì, đứa nhỏ này bị chúng ta càng chậm càng nặng a. Đúng vậy a, đứa nhỏ này thương tổn, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, bách dược khó trị. Màn che bên trong tiểu thư, đồng dạng mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, nhưng là rất nhanh lại là chợt nghĩ đến cái gì, nghi hoặc lên tiếng, chẳng lẽ. Đứa nhỏ này thương tổn, là thần kiếm kiếm kình sáng tạo. Như là như vậy lời nói, cũng không đúng a, cho dù thần kiếm sáng tạo, thương thế là khôi phục chậm chạp chút, nhưng cũng không đến mức đến cái này không có thuốc nào cứu được cấp độ, đến tột cùng vì cái gì đây? Tiểu thư, ngài cũng đừng hỏi vì cái gì, ta liền sợ cái này đại một hồi tỉnh lại, nhìn đến cái này tiểu tử, hỏi chúng ta vì cái gì nhưng làm sao bây giờ? Tuy nói, hắn chỉ là cái thần chiếu cảnh, chúng ta không cần đến sợ hắn. Khóe miệng không khỏi một xẹp. Cái kia Trụy Nhi một mặt khổ bức sắc, nhưng là tiểu thư danh dự, cả đời anh danh nếu là hủy. Ai, sớm biết vừa mới thì không đem bọn hắn cứu tới. Trầm mặc, cái kia màn che bên trong, không có phát một câu, thật lâu mới lại sâu xa nói, cứu người nhất mệnh, còn hơn xây bảy cấp phù đồ. Ta Mộ Dung Tuyết nếu là không thấy được cũng coi như, đã đụng tới, lại há có thấy chết không cứu lý lẽ. Trụy Nhi, đem Bắc Hải Ngưng Dao lấy ra, cho đứa nhỏ này đắp lên. Không khỏi giật mình, cái kia Trụy Nhi lúc này quá sợ hãi, Bắc Hải Ngưng Dao. Không nên không nên, thứ này thế nhưng là 10 phần chân quý, chữa trị ngoại thương kỳ dược. Chúng ta lần này đi Bắc Châu, cùng người ta nói hết lời, mới cầm trở về một chút, còn nỗ lực đại đại giới. Đây là muốn chuẩn bị, cấp gia chủ dùng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, há có thể tùy tiện cho một ngoại nhân. Cái này quá đáng tiếc đi. Không nói gì. Màn che bên trong người tựa hồ cũng tại suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn bình tĩnh nói, ta y tiên Mộ Dung Tuyết thủ hạ, khi nào từng đi ra ngoài xác chết. Lần này, vẫn còn con nít, Bắc Hải Ngưng Dao mặc dù chân quý, nhưng ngày sau còn có thể lại lấy, nhưng đứa nhỏ này mệnh nếu không cứu lời nói, làm thật không có cơ hội. Huống hồ lấy đại ca thực lực, phải dùng đến cái này Bắc Hải Ngưng Dao, cũng không biết năm nào tháng nào. Lời tuy như thế, nhưng là nếu dùng bảo vật này, đứa nhỏ này vẫn như cũ khó có thể cứu trở về, chẳng phải uổng phí hết sao? Linh dược dùng đang cứu người tánh mạng lên, nào có lãng phí đạo lý. Bất giác suy cười một tiếng, Mộ Dung Tuyết ngược lại là nhìn rất thoáng, không lấy vật vui, không lấy chính mình buồn, thì thào lên tiếng, Trụy Nhi, còn không mau dùng thuốc. Đến cùng ta là tiểu thư, vẫn là ngươi là tiểu thư, ngay cả ta lời nói đều không nghe. Khóe miệng không khỏi một bẻ, Trụy Nhi sắc mặt do dự. Trong lòng vạn phần không muốn, nhưng nghe tiểu thư thanh sắc câu lệ, không có cách nào, cũng chỉ có thể đầy không tình nguyện theo trong giới chỉ móc ra một cái khó hiểu đến, nhẹ mở hồ lô đắp, hơi hơi một nghiêng, liền từ bên trong chậm rãi đổ ra một đường màu trắng tương dịch, toàn thân trong suốt, tản ra từng trận mùi thơm ngát, trượt xuống đến cổ tam thông cái kia thụ thương trên cánh tay. Chỉ một thoáng, thần kỳ sự tình phát sinh, phàm là cái kia tương dịch chỗ rơi chỗ. Dâng trào hướng ra phía ngoài máu chảy nhất thời liền ngừng lại tốc độ, rốt cuộc thấm không ra vừa đến, sau cùng đợi tương dịch phủ đầy vết thương, dần dần ngưng cạn về sau, liền cấp tốc kết phải ngưng kết, lại khó tràn ra mảy may. Mà cái kia vết thương chung quanh năng lượng quỷ dị, vẫn tại quấn quýt pha đập vào, muốn phá vỡ cái này ngăn cản bọn họ máu chảy thông hành đồ vật, lại là bỗng dưng một chút, một đạo ngân quang rơi xuống, cấp tốc đưa chúng nó áp chế xuống, rốt cuộc không nổi lên mảy may lực lượng. Chỉ có cái kia tương dịch cuồn cuộn hiện ra ngân sắc ánh sáng, sau đó dần dần dung nhập tiểu tam tử thể nội, biến mất không thấy gì nữa. Mà tiểu tam tử cánh tay thương thế, cũng trong nháy mắt chuyển biến tốt đẹp, giống như chưa từng thụ thương đồng dạng, da thịt non mềm, vô cùng mịn màng. Thấy tình cảnh này, Trụy Nhi nhất thời vui vẻ, kêu lên, tiểu thư, thành công, đứa nhỏ này mệnh cứu trở về. Đúng vậy a, cái này Bắc Hải Ngưng Dao thật là thiên địa kỳ vật. Liệu thương thánh phẩm a, danh bất hư truyền. Thở dài một hơi, tiểu thư kia cũng là yên lòng, than nhẹ lên tiếng. Chỉ bất quá, hoan hỉ về sau, chính là đau lòng, sờ lấy cái kia đã thiếu hơn phân nửa tương dịch bảo hồ lô, Trụy Nhi không khỏi một trận sầu bi, đáng tiếc.
Cứ như vậy một chút, 10 triệu thạch thánh linh thạch không có. Chúng ta trở về, gia chủ không phải nổi trận lôi đình không thể. Ha ha ha, ta đại ca là nho nhã người, như biết chúng ta là vì cứu người mệnh mà dùng, là sẽ không tức giận. Ai, chỉ hy vọng như thế, 10 triệu a, ô ô ô. Trên mặt đều là đáng tiếc, Trụy Nhi khóe miệng nhìn không được co rúm, sau đó thỉnh thoảng nhìn về phía một bên vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, hoàn toàn không biết tình huống bên ngoài. Trác Phàm nói, uy, cái kia lớn, ngươi nhưng là thiếu chúng ta 10 triệu linh thạch, nhớ đến trả ừ. Phốc, nghe được lời này, màn che bên trong không khỏi nhất thời truyền ra một đạo bật cười đến, Trụy Nhi, hắn một cái thần chiếu cảnh tu giả mà thôi, sao có thể có 10 triệu thạch linh thạch xuất ra. Thi ân bất cầu báo, chờ hắn tỉnh, đưa hai người phụ tử bọn hắn rời đi liền tốt. Hừ, vậy nhưng thật quá tiện nghi bọn họ. Không khỏi bất đắc dĩ bĩu môi, Trụy Nhi mặt mũi tràn đầy oán niệm sắc, cũng không biết bọn họ kiếp này cầu cái gì phúc, có thể tại như thế sinh mệnh nguy cấp thời khắc gặp phải tiểu thư, cứu bọn họ tại nguy nan, còn bất kể thù lao. Nếu như chờ bọn họ tỉnh, nhìn trên người bọn họ có bao nhiêu linh thạch, toàn bộ cướp đi, thịt mũi cũng là thịt a, cắt không thể để bọn hắn coi là, như vậy bánh từ trên trời rớt xuống sự tình, có thể mỗi ngày gặp phải. Nghe được lời này, Mộ Dung Tuyết không khỏi mỉm cười, lại cũng không mở miệng. Thế nhưng là các nàng lại làm sao có thể nghĩ đến, các nàng trong lúc vô tình cứu lên hai cha con, không phải người tốt, mà chính là ma vương, không phải nghèo bức, mà chính là thổ hào đâu. Chắc hẳn đến lúc đó, trừ cái kia Bắc Hải ngưng giao bên ngoài, Trác Phàm có thể cấp cho các nàng, muốn so với các nàng tưởng tượng, hơn rất nhiều được nhiều. Ầm ầm, ầm ầm. Song đuổi xe lớn vẫn tại thê lương trên mặt tuyết một đường chạy vội, Trác Phàm nằm tại cái kia xe lớn bên ngoài sảnh trên mặt thảm, theo xa giá chấn động, càng không ngừng trên dưới chập trùng, lay động thân thể. Có lẽ là bởi vì xe này chiếc xác thực sóc này, có lẽ là bởi vì hắn nguyên lực khôi phục, đã có thức tỉnh dấu hiệu, ngay tại cái này ù ù tiếng vang bên trong, Trác Phàm mi đầu lại là nhịn không được nhẹ nhàng run run, bắt đầu dần dần có ý thức. Khô quát bờ môi cũng là đạm mạc nỉ non lên tiếng, tiểu tam tử. Tiểu tam tử, tiểu tam tử. Chợt, Trác Phàm một cái cá chép nhảy, nhất thời ngồi xuống, lớn tiếng hò hét nhi tử tên, trên mặt kinh khủng, trên đầu tràn đầy mồ hôi lạnh, trong mắt tản ra ngăn không được vẻ sợ hãi, đồng thời tâm lý đã oán trách, mà lại có chút sợ hãi. Hắn biết hắn ngất đi, hiện tại mới tỉnh. Thế nhưng là hắn hôn mê không sao cả, tiểu tam tử muốn làm sao? Không có người vì hắn luyện đan cầm máu, không có người lập tức tiễn hắn hồi Tây Châu, mạng hắn có lẽ vài phút liền sẽ kết thúc. Nghĩ tới đây, Trác Phàm mi đầu nhìn không được run rẩy, song quyền cũng không nhìn được hung hăng nắm lại đến, trong lòng hối hận càng là tột đỉnh. Hắn làm sao có thể ngất đi, làm sao có thể không để ý tới tiểu tam tử trọng thương tại thân, cứ như vậy an an ổn ổn, thư thư phục phục ngất đi đâu. Thế nhưng là, hắn căn bản không có xem. Giờ này khác này hai người phụ tử bọn hắn vị trí hoàn cảnh, đã hoàn toàn khác biệt. Em gái ngươi a, một đại nam nhân quỷ gào gì, hoảng sợ lão nương nhảy một cái. Thế mà, ngay tại lúc này, đồng dạng một tiếng chói tai hét lớn, lại là nhất thời vang vọng ghé vào lỗ tai hắn, bỗng dưng liền đem hắn cũng giật mình. Lúc này, hắn mới rốt cục lấy lại tinh thần mà đến, xem chung quanh hắn tình huống, đúng là tại một cỗ lao nhanh không nghỉ xa giá lên. Mà đối diện là cái nhìn qua thông minh lanh lợi, sắc mặt lại có chút tức giận tiểu cô nương, ước chừng 16-17 tuổi. Mà bên tay hắn, nằm một cái 7-8 tuổi hoa hoa, như ngọc điêu khắc tinh xảo, phấn nộn đáng yêu, lại chính là cổ tam thông không thể nghi ngờ. Tuy nhiên vẫn như cũ hôn mê, nhưng yếu ớt khí tức lại là rõ ràng có thể nghe. Thấy tình cảnh này, Trác Phàm không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, yên lòng, lại tỉ mỉ suy nghĩ về sau, cuối cùng minh bạch hết thảy. Nhìn về phía đối diện thiếu nữ kia hỏi, ây, cô nương, là người cứu cha con chúng ta hai người mệnh. Đúng vậy a, làm sao, không hài lòng, cái kia thanh mệnh lại đổi lại a. Dương mắt nhẹ liếc một cái hắn, nữ tử kia nhẹ hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến. Trong lòng bất giác trì trệ, Trác Phàm nhất thời một nghẹn, rất buồn bực. Trước kia đều là hắn ác miệng người ta, nghĩ không ra lần này báo ứng đến, lại đụng như thế cái nhanh mồm nhanh miệng tiểu độc lưỡi. Thật sự là đem hắn tức giận đến không nhẹ. Nếu không phải biết rõ nàng là mình ân nhân cứu mạng lời nói, Trác Phàm không phải một bàn tay hô chết nàng không thể. Ai nha, ta cái này bạo tính khí, cũng liền hai năm này luyện bản chân quyết,
đề cao tâm cảnh rất nhanh, tính khí thu liễm không ít. Người muốn lúc trước đụng tới lão tử lời nói, hừ hừ, người nhà thật là vận khí tốt. Khóe miệng hơi hơi rút rút, Trác Phàm cố đè xuống trong lòng nộ khí, nỗ lực gạt ra cái vẻ mặt vui cười, hướng tiểu nha đầu kia ôm ôm quyền nói, ha ha ha. Đầu tiên cảm giác tạ cô nương ân cứu mạng, lần. Cô nương làm sao tâm tình không tốt sao? Chẳng lẽ xuống lần nữa thiếu ngươi rất nhiều tiền sao? Ha ha ha. Ngươi cứ nói đi. Trác Phàm lời ấy vốn là nói đùa, nhưng lại chính là nói chúng nha đầu kia điểm đau, để cho nàng ngăn không được lại là trong lòng trầm xuống, lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, ồm ồm nói. Không khỏi sững sờ, Trác Phàm thật sâu liếc nhìn nàng một cái, trong lòng càng thêm không hiểu. Chuyện gì xảy ra, lão tử vừa mới nhìn thấy nàng mà thôi, trước kia lại không biết, thật chẳng lẽ thiếu nàng tiền. Lúc nào sự tình đâu, nhìn nàng giống như rất có việc bộ dáng. Trác Phàm trong lòng không hiểu, đầy đầu mơ hồ, nha đầu kia lạnh lùng liếc Trác Phàm một chút, lại là nhất thời trợn mắt chừng một cái, trong lòng rất buồn bực. 10 triệu a. Đúng vào lúc này, nhìn lấy hai người này mắt lớn chừng mắt nhỏ, tựa hồ dâu ông nó cắm cằm bà kia. Ai cũng không rõ đối phương tâm ý thời điểm, màn che bên trong Mộ Dung Tuyết cuối cùng nhìn không được, khẽ quát nói Trụy Nhi, làm người cần đại khí, không cần thiết bụng dạ hẹp hòi. Đều đã 5 ngày trước sự tình, còn ghi nhớ trong lòng, có ý tứ sao? Đậu phộng, bên trong còn có người a. Không khỏi giật mình, Trác Phàm lúc này mới phát hiện, thì ra cái này màn che bên trong còn có một người, không khỏi nhất thời giật mình. Hắn vừa mới thức tỉnh, thân thể hoàn hư. Còn chưa kịp dò xét chung quanh. Lúc này nghe đến bên trong tiếng người âm cùng ngữ khí, mới cuối cùng minh bạch, thì ra bên trong người là chủ tử, bên ngoài chỉ là nha hoàn mà thôi. Hừ hừ, một cái nha hoàn, ra vẻ cái gì? Kết quả là, Trác Phàm cũng là sắc mặt một lần, lại không có lúc trước hòa ái, lạnh lùng liếc cái kia Trụy Nhi một cái nói, ban đầu tới cứu chúng ta hai cha con là quý phủ tiểu thư, không phải ngươi a, vậy ngươi ở trước mặt ta đắc chí cái gì? Làm đến giống như ngươi là chúng ta ân nhân cứu mạng một dạng, hừ, cáo mượn oai hổ. Nói, Trác Phàm lại lần nữa hướng màn che bên trong cung kính thi lễ, khiêm cung nói, đa tạ tiểu thư ân cứu mạng, ta hai cha con vô cùng cảm kích. Ngươi, Trụy Nhi nghe đến Trác Phàm lời ấy, lại là tức giận đến cái mũi đều lệch ra, sau đó nhìn về phía Mộ Dung Tuyết phương hướng, oán giận nói, tiểu thư, ngươi nhìn ngươi cứu được cái này đều là ai mà. Trụy Nhi. Là ngươi vô lễ trước đây, thì cắt chớ trách hắn người cũng là như vậy đối ngươi, lần này tạm thời cho là cái giáo huấn a, không cho phép lại hồ nháo. Trước hơi hơi quát một chút chính mình nha hoàn, Mộ Dung Tuyết lại vừa nhìn về phía Trác Phàm, lạnh lùng nói, vừa mới xem công tử lời nói và việc làm, sợ cũng không phải quân tử thế hệ. Chỉ là chúng sinh bình đẳng, ta hôm nay cứu ngươi nhất mệnh, không màng ngươi bất luận cái gì báo đáp cảm kích, chỉ hy vọng ngươi có thể đoan chính phẩm hạnh. Chớ nên làm sằng làm bậy, vậy ta liền chuyến đi này không tệ. Cắt đừng để ta cứu một cái đại gian đại ác thế hệ, tiếc nuối cả đời, có thể chứ? Ách! Không khỏi trì trệ, Trác Phàm thật sâu nhìn cái kia màn che liếc một chút, lại là nhịn không được lắc đầu bật cười. Không nghĩ tới chính mình chỉ là tranh đua miệng lưỡi, sặc nàng nha hoàn một câu, liền bị nàng làm thành ác nhân. Có điều, thật giống như ta vốn cũng không phải là người tốt, ha ha. Cái kia Trụy Nhi cũng là nhân cơ hội đắc ý nguyết hắn một cái, ỷ thế hiếp người dạy dỗ, nghe đến không có, tiểu thư nhà ta để ngươi về sau nhiều làm việc thiện, không phải vậy cái mạng này chúng ta nhưng là phải tùy thời thu hồi, hừ. Ha ha ha, làm việc thiện không làm việc thiện, đó là ta chuyện, các vị mặc dù là tại hạ ân nhân cứu mạng, cũng không tiêu đến các vị quan tâm còn thu hồi tại hạ tánh mạng a. Chỉ sợ cứu lại mệnh, lại nghĩ chôn vùi, trừ chính mình bên ngoài. Cũng không phải do người khác đi. Không khỏi mỉm cười lấy lắc lắc đầu, Trác Phàm trong mắt tinh mang lóe lên, sâu xa nói, bất quá ta cao. Ách, Cổ Nhất Phàm luôn luôn không nợ người ân tình, nếu là có cơ hội lời nói, tại hạ sẽ trả chuyện này phân. Gần đây cha con chúng ta hai người quấy rầy hai vị cô nương nhiều ngày, thực sự xin lỗi, như vậy cáo từ, hy vọng hữu duyên gặp lại. Nói, Trác Phàm liền kéo một phát Cổ Tam Thông cánh tay, chuẩn bị muốn đem hắn mang đi. Đúng là trong nháy mắt liền muốn cùng hai người ly biệt. Không khỏi sững sờ, Trụy Nhi thật sâu nhìn lấy Trác Phàm, lại là hoàn toàn che kín, trên đời làm sao còn có người như vậy, đối ân nhân cứu mạng như thế nghiêu bức ầm ầm, nói lời cảm tạ còn nói như thế vênh váo tự đắc,
dường như hắn cùng chính mình hai người nói lời cảm tạ, là mình hai người vinh hạnh một dạng. Mộ Dung Tuyết cũng là không khỏi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, sau đó bất đắc dĩ thở dài, nói khẽ quả không phải người lương thiện a. A. Nhưng vào đúng lúc này, Trác Phàm lại là một tiếng thở nhẹ, trong mắt cấp tốc thả ra dị dạng hào quang, sau đó bỗng nhiên đem cổ Tam Thông đầu kia thụ thương cánh tay cầm qua xem, lại là trơn mềm như mới, chẳng những không có vết thương, liền vết sẹo đều không có, không khỏi kêu lên sợ hãi, cái này. Đây là có chuyện gì? Tiểu Tam Tử hắn. Không khỏi lạnh hừ một tiếng, Trụy Nhi một mặt buồn bực bĩu môi, tiểu thư của chúng ta lòng từ bi, trăm cay nghìn đắng đem đứa nhỏ này cứu trở về. Mặc dù nói không có thức tỉnh, nhưng tánh mạng không lo. Chỉ tiếc, nhỏ khả năng còn hồn nhiên ngây thơ, nhưng đại lại là cái không rõ thị phi ác ôn, có lẽ tiểu thư của chúng ta cứu lầm người đâu. Cảm ơn. Thế mà lần này, Trác Phàm lại là không tiếp tục nói lời ác độc, mà chính là chân thành tha thiết gật đầu, nói cảm tạ, ta là không quan trọng, nhưng là các ngươi có thể đem ta nhi tử mệnh cứu trở về, coi là thật đại ân đại đức. Vì thế ta có thể đáp ứng các ngươi một cái yêu cầu. Mặc kệ là cái gì, sông pha khói lửa, không chối từ. Thân thể hơi chấn động một chút, Mộ Dung Tuyết ngăn cách màn che nhìn về phía Trác Phàm, đạm mạc gật đầu, các hạ mặc dù phẩm hạnh không đoan, nhưng kết thân tử như thế lo lắng, chứng minh lương tâm chưa mất, cũng không tính quá xấu, chỉ cần ngày sau có thể sửa đổi làm việc thiện, cũng coi là ta một cái phúc báo. Ách, làm việc thiện. Trong lòng bất giác trì trệ, Trác Phàm ra mặt không khỏi có chút co lại, trước kia không có chơi qua a. Ta chỉ làm ác, làm việc thiện loại sự tình này không có kinh nghiệm a, muốn làm sao được. Tiểu thư, cái này quá tiện nghi hắn, nhìn hắn vừa mới hung hăng càn quấy bộ dáng, cái gì cũng không cần há không đáng tiếc. May mà, cái kia Trụy Nhi lập tức bỏ qua một trang này, duỗi ra trắng nõn tay nhỏ bầy ở Trác Phàm trước mắt nói, đã người muốn báo đáp chúng ta, vậy trước tiên đem tiền thuốc men móc đi. Bất giác bật cười một tiếng, Trác Phàm đạm mạc gật đầu, chắc là, bao nhiêu. Đánh số lẻ, 10 triệu thạch thánh linh thạch, khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị đường cong, Trụy Nhi lúc này kêu lên. Thân thể hơi chậm lại, Trác Phàm một mặt không hiểu nhìn về phía nàng, tiền thuốc men muốn nhiều như vậy sao? Ngươi dùng cái gì thuốc, cái gì đan? Hắn không phải móc không nổi, hắn chỉ là có chút kỳ quái mà thôi. Trên thực tế, cho dù không phải đánh lấy tiền thuốc men danh hào đòi hắn 10 triệu, hắn cũng tuyệt đối là không chút do dự thì cho. Bởi vì đối với tiểu tam tử tánh mạng tới nói, 10 triệu thực sự quá ít. Không khỏi hiển nhiên, Trụy Nhi là hiểu lầm, còn tưởng rằng hắn bị cái này con số trên trời dọa sợ, không khỏi cười to lên, hừ hừ, báo đất, ra không nổi a, đoán chừng ngươi liền thánh linh thạch đều chưa thấy qua. Vậy liền đem ngươi toàn thân tất cả mọi thứ lấy ra đi, tuy nói liền số lẻ đều đến không. Trụy Nhi, Mộ Dung Tuyết hét lên một tiếng, nhưng Trụy Nhi lại từ chối cho ý kiến. Trác Phàm cũng không có để ý, chỉ là lẳng lặng nói, Trụy Nhi cô nương, người muốn hỏi ta muốn 10 triệu, ta có thể cho, nhưng ta muốn biết linh đan rượu dược gì, đáng cái giá này vị. Đương nhiên, nếu là người không đề cập tới tiền thuốc men lời nói, ta coi như báo đáp các người ân cứu mạng. Thế nào, người nghĩ rằng chúng ta xảo trá người a? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không khỏi giận hừ một tiếng. Trụy Nhi lúc này xuất ra cái kia bảo hồ lô, đưa cho Trác Phàm nói, biết bên trong cái gì không? Thánh dược chữa thương, Bắc Hải ngưng giao. Nếu như không biết lời nói, người có thể thật tốt hỏi thăm một chút, cho dù tại Bắc Châu, đó cũng là thiên kim khó cầu. Chúng ta hoa 10 triệu thánh linh thạch mới lấy tới một chút, toàn dùng tại ngươi trên người con trai, hiện tại thì thắng như thế một điểm, người không nên giao sao? Cầm qua cái kia hồ lô mở ra ngửi một chút, Trác Phàm nhíu mày. Hơi nghi hoặc một chút. Bắc Hải ngưng giao, tại cửu u bí lục bên trong chưa từng nghe nói a, chẳng lẽ là phàm giai đặc thù linh dược. Chỉ là đã có thể đem tiểu tam tử thương tổn chữa cho tốt, cái kia tất nhiên thần kỳ. Kết quả là, hắn nhìn về phía cái kia Trụy Nhi, cười nói, Trụy Nhi cô nương, hiện tại ngươi nơi này chỉ còn một chút, ngươi đem điểm này cho ta, liền lên dùng tại ta nhi tử trên thân, ta cho ngươi 20 triệu, ngươi vững vàng. Ha ha. 20 triệu, người có thể móc được tốt hay sao hả? Liền xem như 20 triệu linh thạch, đoán chừng ngươi đều móc không ra đi. Cái này ngươi đừng quản, có làm hay không? Trác Phàm tiếp tục khích nói. Cái đầu nhỏ dương lên, Trụy Nhi căn bản không tin tưởng tốt, loại này tiện nghi không chiếm tên khốn kiếp, ngu ngốc mới không làm.
cái kia thanh giới chỉ lấy ra. Trong mắt tinh mang lóe lên, Trác Phàm hì hì cười một tiếng, Trụy Nhi bất giác nghe hắn, nhất thời đem giới chỉ đặt ở trước mắt hắn. Cũng ngay một khắc này, đụng một tiếng, Trác Phàm giới chỉ cùng với nàng giới chỉ nhẹ nhàng chạm thử, hoàn thành dịch chuyển không gian. Sau đó Trác Phàm liền cầm lấy hồ lô, ôm lấy nhi tử, cấp tốc thoát ra ngoài, cười to liên tục, Trụy Nhi cô nương, giao dịch hoàn thành, hẹn gặp lại. Ai, chờ một chút, ta còn không có kiểm tra. Không khỏi giật mình, Trụy Nhi gấp vội kêu lên, thế nhưng là chỉ chốc lát sau liền bỗng dưng không có tiếng. Bất giác sững sờ, Mộ Dung Tuyết ngạc nhiên nói, thế nào, Trụy Nhi? Tiểu thư, 20 triệu thánh linh thạch thật xuất hiện tại trong giới chỉ, tiểu tử này. Hắn là chân chính đại thổ hào A, bị cả kinh trợn mắt hốc mồm, Trụy Nhi tay nâng giới chỉ, ngó nhìn bên trong óng ánh sáng long lanh một mảnh, hoàn toàn mắt trợn tròn. Tụ kim thành, tên như ý nghĩa, tụ tập kim ngân chỗ. Bởi vì cái gọi là tài có thể thông thần, cũng có thể mua quỷ, toàn bộ Trung Châu kiếm tinh đế quốc nắm dưới lòng bàn tay, phần lớn từ hoàng thất cùng đế quốc quan lớn trưởng khống, nhưng cũng có ngoại lệ, cũng là cái này tụ kim thành, năm châu đệ nhất đại thương hội. Hải xuyên cửa hàng tổng bộ nơi ở, cho dù là kiếm tinh hoàng thất, cũng rất khó nhúng tay khu vực. Thế nhưng là, thật khó lấy nhúng tay sao? Cái kia ngược lại cũng không phải, đế quốc gót sắt, uy chấn bốn châu, huống chi là một cái nho nhỏ cửa hàng. Coi như ngươi lại thông suốt thiên hạ, phú khả địch quốc thì thế nào, tại cường hãn dưới thực lực, kim ngân cũng bất quá là tiện tay mà đến, tiện tay mà đi thôi, dân không cùng giàu đấu, giàu lại sao có thể cùng quan viên tranh giành. Từ xưa đều là ý. Mà ở trong đó chỗ lấy sẽ bị một cái cửa hàng trưởng khống, cũng bất quá là đế quốc cần thôi. Dù sao, cho dù kiếm tinh đế quốc đối địch với bốn châu, cũng cần tất yếu lưu thông hàng hóa, bốn châu khoáng sản, linh dược cùng Trung Châu khoáng sản, dị bảo, tất cả mọi người cần trao đổi, cái này liền đến tìm một cái trung gian thương đến thao tác, hải xuyên cửa hàng, chính là như vậy thương nhân. Đế quốc cho nó lớn lao quyền lực liên thông năm châu. Nó thì làm năm châu ở giữa giao lưu dựng lên con đường, tại Trung Châu thậm chí là còn lại bốn châu địa vị đều ảnh hưởng rất lớn. Mấy ngàn năm qua, bởi vì an tại bản phận, không đặt chân bất luận cái gì quyền lợi tranh chấp, được đến năm châu người cầm quyền cộng đồng tín nhiệm, đối cũng là đại mở cửa sau. Đến mức sinh ý làm được càng lúc càng lớn, trở thành danh phó thực năm châu liên lạc viên. Đặc biệt là gần mấy trăm năm ở giữa, Bách Lý Kinh Vĩ xưng tướng, hùng tài vĩ lược. Đối với các châu vật tư giao lưu càng thêm bức thiết, sau đó đại quyền phóng một cái, cho hải xuyên thương hội càng lớn vận doanh quyền lực, mắc thuộc về mình năm châu truyền tống trận, thuận tiện vận chuyển vật tư. Cái này có thể nói là nhất đại hành động vĩ đại, không phải đại phách lực người không dám làm như thế. Phải biết, năm châu truyền tống trận một khi khung thành, rơi vào cái nhân thủ, liền tương đương mất đi quản khống, đối phe nhân mã có thể tùy tiện rảo bước tiến lên nghìn vạn dặm đánh vào đế quốc nội địa. Muốn rút lui cũng là chớp mắt tức tán, có thể nói là cho cửa nhà mình an cái cửa sau. Cho nên trừ Trung Châu bên ngoài, còn lại bốn châu không có một cái nào dạng này truyền tống trận rơi vào cái nhân thủ, tục xưng đường buôn bán. Các châu ở giữa, chỉ có tối cao người cầm quyền khai thông quan đạo truyền tống trận có thể thông hành, để các châu biên giới tùy thời tiếp viện. Có thể thấy được, Bách Lý Kinh Vĩ trưởng hướng về sau, có can đảm đem dạng này quyền lực đặt ở dân gian, tăng tốc thương nghiệp thông suốt. Là như thế nào khí phách? Mà hắn dạng này khí phách, cũng không phải đầu nóng lên liền quyết định, sau lưng là thực lực cường đại chèo chống. Kiếm tinh đế quốc xưa nay không sợ còn lại bốn châu thám tử, tự nhiên cũng không sợ còn lại bốn châu chạy đến bọn họ nơi này tới quấy rối, hoặc là trực đảo Hoàng Long. Bởi vì Trung Châu Hoàng Long, cũng là bất bại kiếm tôn, người có thể đánh bại lão nhân gia ông ta, Trung Châu so đổ. Đáng tiếc, cái này là không thể nào. Hắn đã quá mức cường đại, không có người nào là hắn một chiêu chi cùng, thì coi như các ngươi đến lại hơn cao thủ, cũng bất quá chịu chết mà thôi. Lại thêm cửu kiếm vương đóng quân cửu vực, toàn bộ Trung Châu cũng là một cái địa ngục xâm la, cho dù cái kia Đông Châu đệ nhất thị tộc, thượng quan gia toàn bộ đều tới, cũng là cả ngày lo lắng hãi hùng, kém chút toàn quân bị diệt hạ tràng, thì không nói đến là những người còn lại. Chính là bởi vì cường đại như vậy bối cảnh, Bách Lý Kinh Vĩ xử lý lên chính sự đến. Thì càng là như cá gặp nước, tùy tâm sở dục, thi triển hết mới, không cần sợ hết chỗ nọ đến chỗ kia. Bất quá, dù vậy, cái này đường buôn bán muốn tiến hành truyền tống, cũng là có rất nhiều hạn chế, trừ hải xuyên cửa hàng ấn giám bên ngoài,
còn cần cái này tụ kim thành trên danh nghĩa thành chủ, hoàng thất thành viên, Bách Lý Cảnh Ngọc cho phép mới có thể thông qua, cũng coi là xong bảo hiểm. Miễn cho thật đối phương có hành động gì, chính mình nơi này còn không hiểu ra sao, khiến người ta chiếm tiên cơ, thiệt thòi lớn thì hối hận đừng vội. Thế nhưng là chế độ, xong bảo hiểm cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, nhưng cuối cùng vẫn muốn người đến chấp hành. Có lẽ là bởi vì đối tự thân đế quốc thực lực quá mức tự tin, có lẽ là căn bản không ngại cái này đường buôn bán dùng linh tinh, đối hải xuyên cửa hàng rất yên tâm, hoặc là đối bốn châu cao thủ quá xem thường. Tóm lại, cái này đạo thứ hai bảo hiểm, Bách Lý Cảnh Ngọc, đúng là cái tầm thường đến không thể lại tầm thường, cả ngày trừ phong hoa tuyết nguyệt, liền không có hắn sự tình có thể làm, tu vi càng là phế đến không còn sót lại một chút cặn. Đều đã hơn 300 tuổi người, mới thần chiếu cảnh tu vi mà thôi, nếu không phải hắn là hoàng thất thành viên, tại cái này nhân tài đông đúc Trung Châu, hắn có thể làm được thành chủ. Hừ hừ, cũng chính là đến tổ tông bóng mát. Mà cứ như vậy, toàn bộ tụ kim thành thực tế người cầm quyền, thực đã rơi xuống hải xuyên cửa hàng trong tay. Đã sớm đem nơi này hết thảy đánh tra rõ ràng, Trác Phàm cô đơn bóng người đi vào cái kia lưu vàng khảm ngọc, khí thế rộng rãi trước cửa thành, cõng ở sau lưng vẫn như cũ nặng ngủ không tỉnh Cổ Tam Thông, ánh mắt khẽ híp một cái, thẳng đi vào. Hiện tại Cổ Tam Thông thương thế, nhìn qua là hoàn toàn khôi phục, dù sao chỉ là ngoại thương, chỉ cần cầm máu thì không ngại. Nhưng rất kỳ quái là, Cổ Tam Thông nhưng như cũ rất suy yếu, nguyên khí không thấy khôi phục, một mực hôn mê bất tỉnh. Trong lúc đó, Trác Phàm luyện chế rất nhiều bổ thân thể đan dược cho hắn phục dụng, cũng không thấy khởi sắc. Dường như bất luận hắn ăn thứ gì, dược lực đều sẽ theo trong cơ thể hắn sói mòn đồng dạng, trong nháy mắt thì không thấy, không có chút nào gặp hấp thu. Đối với như thế kỳ quái sự tình, Trác Phàm nghĩ mãi mà không rõ, cũng xem xét không dò ra, cuối cùng đành phải tiếp tục thì ra dự định, hồi Tây Châu tìm cái kia hai lão quái vật thương lượng đi thôi. Bọn họ là kỳ lân đồng loại. Theo thượng cổ sống đến bây giờ lão quái vật, kiến thức rộng rãi, cần phải minh bạch bên trong nguyên nhân. Cho nên, không khỏi lại có cái gì chi tiết bên sinh, Trác Phàm vẫn là muốn mượn nhờ cái này năm châu truyền tống trận, mau chóng đưa tiểu tam tử trở về. May mà hiện tại tiểu tam tử tánh mạng không lo, tạm thời không cần lo lắng. Tại hối hả trên đường cái, đông nghịt, người tới ta đi, một đôi cô độc cha con yên tĩnh xen kẽ trong đám người, bốn phía ngó nhìn bốn phía hết thảy. Tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Chợt, Trác Phàm hai mắt tỏa sáng, đã là tìm tới chính mình muốn đi địa phương, khóe miệng không khỏi xẹt qua một đạo vui vẻ đường cong. Mà theo hắn ánh mắt chiếu tới chỗ, là một tòa cao lớn đình viện, cửa trước hai tên dung hồn cảnh cao thủ, yên lặng đứng ở nơi đó, song đồng nhìn không chớp mắt, giống như người máy đồng dạng, thực hiện chính mình chức trách, trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Mà bọn họ phía trên, một khối ánh vàng rực rỡ bảng hiệu, hiển thị rõ thổ hào chi khí, lại là trên viết bốn chữ lớn, hải xuyên cửa hàng. Ai, muốn mượn đường buôn bán, trước tiên cần phải bãi bình cái này tài chủ mới được, ha ha ha. Không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, Trác Phàm lưng cõng Cổ Tam Thông liền đi về phía nơi đó đi tới, thế nhưng là còn không đợi hắn bước vào cái kia cửa, hai cặp có mạnh mẽ cánh tay đã là giao nhau lấy đem hắn ngăn lại. Không khỏi khẽ giật mình, Trác Phàm đối mặt tình cảnh này. Tựa hồ có chút quen thuộc, có vẻ như trước kia tiến Tiềm Long Các lúc cũng là đãi ngộ như vậy a. Ha ha, quả nhiên, thiên hạ cầu nô tài đều như thế, mắt chó coi thường người khác. Thế nhưng là, lệnh hắn không tưởng tượng nổi sự tình lại phát sinh, hai người kia tuy nhiên ngăn lại hắn, lại là cũng không có làm ra cái gì khinh thị xem thường động tác, mà là hơi khom người một cái, mười phần lễ độ đắc đạo tiên sinh, xin hỏi ngài có chuyện gì? Nói chuyện làm ăn. Cái gì sinh ý? Ta có cần phải nói với các ngươi sao? Gọi các ngươi chủ sự đến. Lạnh lùng liếc bọn họ liếc một chút, Trác Phàm từ chối cho ý kiến. Trong lòng thầm nghĩ, đoán chừng cái này hai con chó giữ cửa cái kia chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đi. Nhưng là, lệnh hắn lại không nghĩ tới là, hai người này không những không giận, ngược lại một mặt khiêm tốn nói, ha ha ha. Tiên sinh, ngài đừng hiểu lầm, chúng ta không phải muốn vặn hỏi ngài cái gì. Chúng ta hải xuyên cửa hàng thái độ phục vụ, cũng là vào cửa là khách. Chỉ là ngài cũng biết, người phân đủ loại khác biệt, sinh ý cũng có phân chia lớn nhỏ. Chúng ta nơi này chỗ làm ăn quy cách tương đối cao, cho nên tới hướng đều là chút khách hàng lớn. Nếu là ngài sinh ý không đủ lớn lời nói, ta ngài đến chúng ta khác một nhà cửa hàng,
phía trước 500 mét không xa liền đến, 10 phần hoan nghênh ngài cùng chúng ta hợp tác, cảm ơn. Mi đầu bất giác vẩy một cái, Trác Phàm thật sâu xem bọn hắn liếc một chút, trong lòng âm thầm gật đầu. Cái này Nam Châu đệ nhất đại cửa hàng cũng là không giống nhau, liền hộ vệ điều giáo đến đều không có chút nào lệ khí, khó trách có thể đem sinh ý làm được lớn như vậy. Đã như vậy, hắn cũng liền không cần lại cố ý gây chuyện, gây nên chú ý, trong tay ánh sáng lóe lên, nhất thời xuất hiện một bình sứ nhỏ cùng mấy khỏa óng ánh khoáng thạch, cầm tại trước mặt bọn hắn nói các ngươi nhìn một chút ha, ta sinh ý có đủ hay không đại. Thánh linh thạch, trong mắt không khỏi hung hăng co rụt lại, hai người kia lần nữa thật sâu nhìn Trác Phàm hai người liếc một chút về sau, bất khả tư nghị nói, thánh linh thạch tại Nam Châu đều là quản chế hàng hóa, không phải thường nhân có thể lấy được, đã ngài có thể lấy được tay, tuyệt đối không phải tầm thường thân phận, ngài. Đến tột cùng là ai? Không để ý đến hắn, Trác Phàm chậm rãi nghiêng đầu đi, nhẹ hừ một tiếng. Lúc này hắn mới bỗng nhiên lắc một cái thân thể, sắc mặt đại biến, biết mình phạm cửa hàng kiêng kỵ, vội vàng cúi đầu nói xin lỗi tiên sinh, tại hạ không lựa lời nói, ngài chớ để ý. Làm ăn giảng là cái tín dụng, ta nghe nói Hải Xuyên cửa hàng đối với kinh doanh đồng bọn, theo không hỏi qua lai lịch, đây là tử quy, cho nên quý hãng mới có thể hắc bạch lưỡng đạo ăn sạch. Thế nhưng là ngươi hôm nay hành động, nếu là bị lão bản biết lời nói. Xin lỗi, tại hạ vừa mới thất thố, lắm miệng, mời tiên sinh tha thứ. Vội vã khom người bái bái, tên hộ vệ kia trên ót đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Bọn họ ngày bình thường huấn luyện cũng là đem chính mình huấn thành người máy, không cho phép nhiều lời nhìn nhiều nghe nhiều, đối đãi khách nhân muốn cực điểm khiêm tốn, dĩ hòa vi quý. Trừ phi chủ nhân hạ lệnh, nếu không không cho phép đi ra ngoài cắn người. Nhưng bây giờ, hắn bởi vì kinh ngạc, nhiều nói vài lời, lại là phạm vào kỵ húy, tìm hiểu khách nhân tư ẩn. Dù sao, ai có thể nghĩ tới, Trác Phàm đằng sau vác một cái giống như là bệnh nặng tại thân tiểu oa nhi. Xem xét cũng là ở nhà vú em người, thế mà thân phận cao quý như vậy, sử dụng vẫn là thánh linh thạch tới tu luyện. Phải biết, thánh linh thạch cho dù tại Trung Châu, cũng là cao tầng ở giữa lưu thông, nhưng là không tới phiên bọn họ hạ tầng nhân vật kiến thức. Cho nên, Trác Phàm thân phận, trong nháy mắt thì khó bề phân biệt lên, để bọn hắn ngăn không được trong tâm phía dưới lo sợ, phỏng đoán không ngừng. Tên này sẽ không phải là kiếm tinh hoàng thất người a, cái kia đây chính là đụng trong tay người. Đoán chừng người ta một cái không cao hứng, cùng cửa hàng phía trên người nói chuyện, mình liền trực tiếp bái bái. Em gái ngươi, làm sao xui xẻo như vậy a? Gặp phải như thế cái thần bí khó lường người, còn có mình cái miệng này sao hèn như vậy đến hoảng. Trong lòng một trận tâm thần bất định, hai người kia một mặt ủy khuất chi sắc, Trác Phàm thì đứng ở một bên, từ chối cho ý kiến. Vào cửa đánh trước chó, tuy nói cái này hai đầu chó thẳng ngoan, hắn không muốn tìm gốc dạ. Nhưng cũng muốn lộ ra ra bản thân khí thế đến, dọa một chút bọn họ, một hồi mới có thể thuận tiện trang bước đàm phán, đây là hắn Trác Phàm luôn luôn đàm phán chuẩn tắc, không có tận cùng cao điệu, không có việc gì cũng muốn chỉnh sự tình. Thế nhưng là, ngay tại lúc này, một tiếng gầm thét lại là đột nhiên vang lên, chuyện gì xảy ra, ai dám tại ta Hải Xuyên cửa hàng trước cửa dương oai. Nhị công tử, theo từng đạo nhẹ nhàng chậm chạp tốc độ, một cái cẩm y ngọc phục. Ngọc Thụ Lâm Phong thanh niên chậm rãi đi vào trước mặt mọi người, hai người hộ vệ kia vừa thấy được hắn mặt, thì vội vàng khẽ khom người, vội vã bái hạ. Thật sâu liếc hắn một cái, Trác Phàm không khỏi bật cười một tiếng, dường như nhớ tới cái gì giống như, sâu xa nói, ta nghe nói Hải Xuyên cửa hàng hai vị công tử, đại công tử khôn khéo tài giỏi, rất được gia chủ niềm vui, nhị công tử hành sự lỗ mãng, thường xuyên gặp rắc rối, kém chút liền đem lão tử nhà mình tức chết. Nói cái kia không phải là ngươi chứ, ha ha ha. Ngươi thả hết cầu thí không có. Trên mặt vốn là một mảnh sắc mặt giận dữ, nghe Trác Phàm lời nói sau, sắc mặt liền càng thêm âm trầm rất nhiều, tên thanh niên kia không khỏi hung hăng nắm lại quyền đầu, dung hồn cảnh tam trọng khí thế cường đại nhất thời phóng xuất ra, thẳng tắp hướng Trác Phàm bước tới, nghiến răng nghiến lợi nói, nơi nào đến chó điên, tại cửa hàng trước cửa quấy rối cũng liền thôi, còn dám đối bổn công tử như thế bất kính, muốn chết. Đụng. Thế mà, khí thế của hắn vừa mới áp đi, thượng chưa tới Trác Phàm trước người, hai đạo cường tráng bóng người đã là bỗng dưng một chút ngăn tại Trác Phàm phía trước, nhất thời đem cỗ khí thế kia đỡ được, phát ra trận trận tiếng vang. Tập trung nhìn vào, lại chính là mới vừa rồi cái kia hai tên hộ vệ.
trong mắt nhịn không được hung hăng co lại, tên kia công tử không khỏi giận dữ, các ngươi làm cái gì, bổn công tử thay các ngươi ra mặt, giáo huấn cái này cố tình gây sự tiểu tử, các ngươi thế mà còn dám cản bổn công tử, muốn chết sao? Nhị công tử bớt giận, lão gia đã phân phó, chúng ta Hải Xuyên cửa hàng dĩ hòa vi quý, cắt không thể ra tay với khách nhân. Riêng là vị khách nhân này thân phận cao quý, sợ là hoàng thất con cháu, chúng ta có thể ngàn vạn không thể. Cái kia hai tên hộ vệ một mặt ngượng nghịu, khom người cầu khẩn lên tiếng. Thế nhưng là còn không đợi bọn hắn nói xong, người kia đã là hung hăng vung tay lên, nổi giận lên tiếng, cái gì hoàng thất con cháu, bất quá đầu thai ném thật tốt mà thôi, cái dám bản sự không có, la lối om sòm, dựa vào cái gì? Chỉ bằng huyết thống A, không phục sao? Một mặt thiếu đánh gương mặt nhô đầu ra, Trác Phàm không khỏi suy cười ra tiếng, nhị công tử quả nhiên danh bất hư truyền. Mãng phu một cái A. Chẳng lẽ ngươi không biết, cái thế giới này thực lực là lần, trọng yếu nhất cũng là huyết thống sao? Dù sao, có thể nắm giữ đăng phong tạo cực thực lực cường giả có thể có bao nhiêu? Đại bộ phận vinh váo tự đắc, hành tẩu thế gian, không phải là dựa vào lấy bọn hắn gà chó lên trời những người kia sao? Lại nói, nhị công tử, ngài cũng đừng nói người khác. Chính ngươi đầu thai, ném đến cũng không tệ mà. Ngươi nếu không phải Hải Xuyên thương hành nhị công tử, hai cái này hộ vệ có thể đối ngươi tất cung tất kính, không đem ngươi đánh về từ trong bụng mẹ cũng không tệ, hắc hắc hắc. Nói xong, Trác Phàm lại rất vô sỉ mà đem đầu thu về, lại là đem cái kia nhị công tử tức giận đến cái mũi đều nhanh lệch ra, thở hổn hển đến hai mắt đỏ bừng. Cái kia hai tên hộ vệ liếc nhìn nhau, cũng là không khỏi cười khổ một tiếng, sau đó bất đắc dĩ nhìn sau lưng vị kia dẫn bạo cái này nhị công tử thùng thuốc nổ. Liền cùng người không việc gì đồng dạng xem náo nhiệt Trác Phàm liếc một chút, trong lòng sắp khóc. Người này cũng là miệng thiếu, thật sự là gây phiền toái không ngại chuyện lớn a. Thật sâu hút mấy cái khí, cái kia nhị công tử hung hăng chằm chằm lên trước mặt hai người, song quyền đã là rắc rung động, các ngươi hai cái cẩu nô tài, cản ta đúng không, vậy bản công tử nhưng là không khách khí. Vừa dứt lời, nhị công tử nhất thời đạp chân xuống, liền bỗng nhiên hướng hai người kia phóng đi. Khí thế cường đại, phô thiên cái địa đè xuống. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, hai người kia bất giác trong lòng kinh hãi, nhị công tử, đừng ép ta nhóm. Bổn công tử hôm nay thì buộc các ngươi, có gan liền ngăn lại ta, không phải vậy ta thì làm thịt cái này hoàng thất con cháu. Mí mắt nhịn không được run run, nhị công tử trong mắt đã tràn đầy sát ý. Trong lòng bất giác run lên, hai người kia trong mắt cũng là có chút khó khăn, nhưng rất nhanh liền ánh mắt nhất định. Chợt vừa ra quyền, hung hăng hướng cái kia nhị công tử đập tới, nhị công tử, chớ hồ đồ, thương tổn hoàng thất con cháu, sẽ cho thương hội mang đến lớn lao phiền toái. Vì thương hội suy nghĩ, chúng ta cũng chỉ đành đắc tội. Đinh! Chợt, cái kia hai tên hộ vệ đã là thân thể lắc một cái, toàn thân vững như sắt thép, có mạnh mẽ một quyền, mang theo từng trận đâm xuyên bầu trời thanh âm, hung hăng hướng cái kia nhị công tử đập tới, đúng là hai tên thần hồn làm kiếm hộ vệ. Như thế tới nói, dung hồn thì mới có thể hóa thân thành kiếm, cứng rắn không gì sánh được. Thấy tình cảnh này, Trác Phàm không khỏi âm thầm gật đầu, phẩm đủ lên, tựa như người ngoài cuộc một dạng, khơi mào rắc rối về sau, chính mình ngược lại nhảy ra xem kịch. Hai cái này hộ vệ kiếm hồn không tệ a, hùng hồn có lực, sắc bén không thể đỡ. Đáng tiếc, đối diện là cái. Phốc phốc, cường hãn hai đạo kiếm kình. Theo hai người một quyền hung hăng đâm vào nhị công tử trong bụng, không khỏi khiến hai người nhất thời quá sợ hãi, vội vã nhìn về phía nhị công tử nói, nhị công tử, ngài. Ngài làm sao không né? Thế nhưng là, nghênh đón bọn họ lại là một đạo quỷ dị cười lạnh. Cái kia nhị công tử yên tĩnh địa đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, trong mắt nói đạo hàn mang lóe qua, lại là từ chối cho ý kiến nói, chỉ là hai đạo kiếm hồn, các ngươi coi là có thể thương tổn được ta sao? Hừ hừ. Các ngươi kiếm kình, còn không có ma luyện đến có thể thương tổn được ta lông tơ cấp độ, về sau muốn nhiều thêm tu luyện. Cái này, đây là, trong lòng ngăn không được kinh hãi, hai người trên mặt cùng nhau đại biến, muốn phải lập tức rút về tay đến, lại là cắt một chút, dường như kẹt tại trong thân thể của hắn giống như, vô luận như thế nào đều rút ra không được. Bất giác mỉm cười lấy lắc đầu, nhị công tử thăm thẳm lên tiếng, ta rất ít cùng dung hồn cảnh cao thủ đọ sức, cũng khó trách các ngươi không biết. Bổn công tử thần hồn chính là tự nhiên nguyên tố thần hồn, ngàn năm hàn phách, một khi dung hồn, thân thể hóa thành băng phách, vô hình vô thái, gần vì hư vô.
Các ngươi kiếm hồn nguyên lực nếu là đầy đủ ngưng tụ lời nói, thực sự có thể đầy đủ làm tổn thương ta. Nhưng cũng tiếc, thực lực các ngươi còn chưa đủ, còn xa xa không phải đối thủ của ta. Ha ha, sớm tại thần hồn ngưng tụ lúc, ta liền đã vượt qua đại đa số người, hóa hư cảnh lúc ưu thế, tại dung hồn cảnh phía trên y nguyên rõ rệt. Lần này các ngươi chỗ lấy hội bại, chỉ là thua ở thần hồn phía trên mà thôi, về sau thật tốt tu luyện đi. Hậu thiên ma luyện, nhất định sẽ đền bù tiên thiên không đủ. Nói, nhưng người từng tiếng xì 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 nhẹ vang lên phát ra, cái kia hai tên hộ vệ cánh tay liền cấp tốc ngưng kết phía trên đạm mạc băng xương, sau đó một đường hướng lên, tại hai người bọn họ kinh khủng ánh mắt bên trong, toàn bộ thân thể đều hoàn toàn bị đông, cũng đã không thể di động mảy may. Mà cái kia nhị công tử, thì là trong nháy mắt chế phục hai người này về sau, chậm rãi lui về phía sau bước, hai người kia tràn đầy băng xương quyền đầu mới từ hắn bụng rút ra, sau đó hắn trước bụng một trận hàn quang phun trào, liền lần nữa khôi phục như thường, dường như căn bản không có làm bị thương đồng dạng. Lúc trước cái kia hai tên hộ vệ một quyền cũng không biết đâm ở đâu, chẳng lẽ đâm đến cầu thân phía trên? Dĩ nhiên không phải, điểm này, có lẽ không có đến qua dung hồn cảnh người hội không hiểu rõ lắm, nhưng chắc phàm lại so ai cũng rõ ràng. Cái gọi là dung hồn, đem thần hồn cùng nhục thể hợp nhất, cũng không chỉ là đơn giản tăng cường thực lực mà nói. So với hóa hư cảnh, dung hồn cảnh càng thêm làm tu giả làm đến trăm không lộ chút sơ hở, không chê vào đâu được siêu nhiên trạng thái. Thần hồn phân ba loại, đệ nhất thú hồn, khí hồn, chính là hữu hình chi vật, xem như tầng dưới chót nhất thần hồn, đệ nhị nguyên làm thần hồn, chính là tự nhiên nguyên tố ngưng kết, vô hình vô thái, ở vào trung đẳng, thứ ba lĩnh vực thần hồn, hết thảy đóng gói bên trong, pháp tắc do ta định đoạt, là đẳng cấp cao nhất hình thái. Cho nên, hóa hư cảnh lúc, bởi vì thần hồn khác biệt, cho dù tu vi giống nhau, thực lực cũng một trời một vực. Điểm này, đến dung hồn cảnh, chẳng những không có mảy may yếu bớt, ngược lại sẽ lần nữa tăng cường. Nắm giữ thú hồn cùng khí hồn dung hồn cảnh, thân thể cùng thần hồn dung hồn, hội cho thấy tương đối lớn lực lượng, thú hồn trở thành dã thú, nắm giữ linh thú bá lực, khí hồn hóa làm binh khí, sắt thép thân thể, lực phá hoại cực lớn, cho dù tại hóa hư cảnh lĩnh vực bên trong, một dạng trong nháy mắt phá ra, trọng thương đối thủ. Đương nhiên, cái này không bao gồm Trác Phàm cái kia biến thái song thần hồn tăng cường lĩnh vực, liền dung hồn cảnh đều không chạy ra được ngoại lệ. Thế nhưng là, cái này tại dung hồn cảnh vẫn là cấp thấp nhất tồn tại, bởi vì nguyên tố thần hồn một khi dung hồn, liền có thể khiến thân thể trở thành nguyên tố thái độ, vô hình vô ảnh, nếu là nguyên lực ngưng tụ trình độ không cách nào vượt qua đối thủ lời nói, căn bản là không có cách sở đến hắn thực thể, tự nhiên cũng không đả thương được đối phương. Tựa như hai người hộ vệ kia đối lên nhị công tử một dạng, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại, tuy nói bọn họ khả năng tu vi không sai biệt lắm, nhưng bởi vì thần hồn quan hệ, dĩ nhiên đã ngày đêm khác biệt. Đến mức dung hồn lĩnh vực lời nói, kia liền càng là đem thân thể hóa vì một cái đặc biệt lĩnh vực không gian, vô cùng vô tận, là càng thêm biến thái tồn tại. Bất quá, nếu là đem nguyên lực tu luyện tới đầy đủ ngưng luyện, như đan thanh sinh những người kia một dạng, sẽ không liệt địa trình độ. Đừng nói vô hình nguyên tố, liền xem như mênh mông không gian cũng có thể xé rách, thì không quan trọng thần hồn. Cho nên thần hồn khác biệt tuy là ưu thế không giống nhau, nhưng cũng không phải là tuyệt đối, cường giả chân chính, vẫn là tại tự thân thực lực phía trên bỏ công sức. Nhưng là, tại người bình thường ở giữa, thần hồn khác biệt, chính là thực lực sai biệt. Không tiếp tục nhìn cái kia hai tên đã đông cứng hộ vệ liếc một chút, cái kia nhị công tử chậm rãi vòng qua bọn họ thân thể. Trực tiếp đi vào Trác Phàm trước mặt, trong mắt tràn đầy sắc mặt giận dữ. Không giết bọn hắn sao? Trong mắt lóe lên một đạo tà dị đường cong, Trác Phàm tựa hồ vẫn là tại gây sự đồng dạng, chỉ cái kia hai cái băng nhân, cười khẩy nói, vừa mới hai người này, thế nhưng là cùng chủ tử động thủ, nhìn ngươi vừa mới vênh váo hung hăng bộ dáng, giáo huấn chính mình cẩu nô tài, ra tay nhẹ như vậy sao? Mí mắt bất giác hơi hơi lắc một cái. Nhị công tử nhìn chằm chằm Trác Phàm không thả, trong lòng càng giận, vừa mới hai người này cùng bổn công tử động thủ, thế nhưng là vì cứu tính mệnh của ngươi, chẳng lẽ ngươi thì báo đáp như vậy bọn họ sao? Để ta giết bọn họ. Báo đáp, ta có gì có thể báo đáp? Bất giác ta dị cười một tiếng, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, ta đến cùng các ngươi làm ăn, thì là các ngươi khách nhân, bọn họ bảo hộ ta là chuyện đương nhiên sự tình. Huống hồ, bọn họ làm như vậy cũng phần lớn là vì thương hội danh dự. Tránh cho chọc phiền phức. Nói đến,
bọn họ không phải vì ta động thủ đi, phần lớn là vì ngươi cái này nhị công tử mới động thủ, không phải sao? Nhưng là nếu là chính mình nuôi chó, sau cùng thế mà ngược lại cắn lên chủ nhân đến, bất luận cái gì nguyên nhân, dạng này chó, không nên làm thịt sao? Ha ha ha! Thân thể nhịn không được động đất chấn, cái kia nhị công tử tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, sau cùng nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền hung hăng hướng Trác Phàm trán nện xuống, im miệng. Mỉm cười, Trác Phàm không có động tác, nhưng là, kít một tiếng, cái kia mãnh liệt một quyền lại là nhất thời dừng ở trước mặt hắn. Thế nào, vẫn là sợ hãi, sợ ta là hoàng thất thành viên. Lông mày nhíu lại, Trác Phàm không khỏi cười nhạo nói, cái này chứng minh ngươi còn không tính mãng phu, biết thu tay lại, đến, cho ta dập đầu bồi cái sai. Ta nhổ vào. Thế mà, còn không đợi hắn nói xong, nhị công tử đã là mắng to lên tiếng, hung hăng càn quấy tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, lão tử hôm nay không phải làm thịt ngươi không thể. Chỉ là, trước tiên đem sau lưng ngươi hài tử để xuống. Bổn công tử không thương tổn cùng vô tội. Thật sâu liếc hắn một cái, Trác Phàm nhìn nhìn lại sau lưng tiểu tam tử, bất giác lộ ra mỉm cười nụ cười, thì ra là thế. Ngay sau đó, Trác Phàm khẽ vuốt cằm, nhẹ bước một bước, đã là trong nháy mắt đi vào nhị công tử trước người. Không khỏi sững sờ, hắn còn không rõ chuyện gì xảy ra, thế nhưng là sau một khắc. Đụng! Một tiếng vang thật lớn nổ tung, đột nhiên truyền ra. Cái kia nhị công tử cũng là chợt cảm thấy giữa bụng đau xót, thân thể bỗng dưng trì trệ, nhất thời nhịn không được phun ra một miệng đỏ thẫm máu tươi tới. Sau đó bất khả tư nghị nhìn về phía dưới thân, một cái đỏ thẫm ánh quyền chính hung hăng đến tại hắn trên bụng. Sao, làm sao có thể, ta thế nhưng là nguyên tố dung hồn, hắn làm sao có thể đụng đến ta, liền dung hồn cao thủ đều. Huyết nhất một chỗ dưới, nhị công tử mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Sau đó chân mềm nhũn, trước mắt một choáng, liền một đến quỳ ngã xuống, thân thể đều tại ngăn không được địa run lẩy bẩy. Nguyên tố dung hồn, không phải vô địch, không có gì quan trọng, lưng cõng tiểu hài tử nam nhân, cũng không nhất định chính là người yếu. Hơi nhếch khóe môi lên làm cái quỷ dị đường cong, Trác Phàm không có liếc hắn một cái, chuyển một cái bài, thẳng đi vào bên trong, nhưng là một tiếng cười khẽ lại là nhất thời truyền ra, nhị công tử, người rất thú vị, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Có lẽ về sau chúng ta có là cơ hội hợp tác, ha ha ha. Chờ chút, ngươi là ai? Thật sâu nhìn lấy Trác Phàm bóng lưng dần dần mơ hồ, cái kia nhị công tử muốn hô lên, lại là đã đau cái gì cũng kêu không được, sau đó mắt tối sầm lại, thẳng ngã xuống. Thiên long kỳ lân kình, thánh thú thân thể, vốn có dung hồn thái độ, thiên long thần hồn, tự có xé trời chi năng. Trác Phàm mặc dù không có đạt đến dung hồn cảnh, nhưng lấy thiên long hồn thêm kỳ lân tí uy lực, đã làm đến dung hồn chi năng. Nguyên tố dung hồn, lĩnh vực dung hồn, lại có thể làm sao? Đi qua đình viện trước rất nhỏ ồn ào, Trác Phàm không tiếp tục để ý tới cái kia hai cái đóng băng hộ vệ cùng một cái tối tăm khuyết nhị công tử, trực tiếp đi tới nơi này cửa hàng trước đại sảnh. Một chân bước vào, nhất thời vàng son lộng lẫy, ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là lưu ly ngọc thạch, lộng lẫy, cho dù là trong sảnh mấy cây trống trời thạch trụ. Đó cũng là Nam Sơn đỉnh phác bên trong ngọc, Bắc Hải hàn đàm giao long bàn, cực kỳ hy hữu, mà lại thường nhân khó có thể thu hoạch được, chân quý đến không thể lại chân quý khoáng vật chế tạo thành. Chỉ một thoáng, một cỗ nồng đậm phú quý chi khí liền đón Trác Phàm đập vào mặt. Mà nhìn thấy cửa hàng đột nhiên đến như vậy một người xa lạ, mặc dù không đáng chú ý, nhưng là lại bị bỏ vào đến, liền chứng minh thật có tiến đến tư cách. Một tên có chút cao tuổi lão giả chậm chậm tiến lên. Không tiếp tục hỏi cái gì, lúc này cúi người hành lễ, tràn đầy khiêm tốn đắc đạo, ha ha ha. Vị tiên sinh này, không biết lần này đến đây, vì chuyện gì? Nói mua bán. Thật sâu liếc hắn một cái, chỉ thấy lão giả này cũng là dung hồn cao thủ, nhưng ở hắn Trác Phàm cái này mặt ngoài chỉ là thần chiếu cảnh tu giả trước mặt, lại không chút nào dáng điệu, Trác Phàm không khỏi đối Hải Xuyên cửa hàng kinh doanh lý niệm càng thêm âm thầm gật đầu, sau đó đạm mạc lên tiếng. Không khỏi mỉm cười, lão giả kia không nói gì nữa, chỉ là nhỏ khẽ khom người, cúi đầu nói, như vậy tiên sinh mời bên này, ta được đối mỗi một vị khách hàng tư ẩn đều có nghiêm ngặt giữ bí mật, mặc kệ ngài nói chuyện gì mua bán, đều trước hết mời đến khách quý phòng đến, sau đó từ chuyên môn tiếp tân cùng ngài hiệp đàm. Đương nhiên, hiện tại lão phu cũng là ngài tiếp tân, một hồi bất luận ngài sinh ý là cái gì, phải chăng có thể hiệp đàm thành công, cũng chỉ có lão phu cùng lão phu trực tiếp phụ trách thượng tầng biết.
mà lại tuyệt sẽ không tiết ra ngoài, đây là ta được tín dự. Cho nên một hồi tiên sinh, cứ yên tâm đi. Hơi hơi gật gật đầu, Trác Phàm trong lòng một trận tán thưởng, cái này Hải Xuyên cửa hàng quy củ xác thực đầy đủ nghiêm mật, đối nội bộ còn một đường liên hệ, nghiêm phòng buôn bán cơ mật tiết lộ, còn cầm cửa hàng danh dự người bảo đảm hiểm được nhiều, khó trách có thể đen trắng ăn sạch, Nam Châu trung tin. Hắn làm như vậy, chẳng khác gì là tại hướng Nam Châu tất cả mọi người hứa hẹn, tại thương lời nói thương, sẽ không làm bất luận kẻ nào thám tử. Tuy nói cứ như vậy, nó bảo trì trung lập, các phương không đắc tội, cũng sẽ không đến đến bất kỳ bên nào đặc biệt chiếu cố, nhưng lại hoàn toàn là đại trí tuệ, ngược lại có thể được đến tất cả thế lực chiếu cố. Dù sao, người nào còn không có điểm không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, cần người tới làm đâu. Hải Xuyên cửa hàng chính là như vậy trung gian thương gia, mới có thể tại Nam Châu ở giữa như cá gặp nước, bay trái bay phải. Theo lão giả kia đi vào một gian tinh xảo gian phòng bên trong, Trác Phàm lúc này ngồi tại một trương hoa lệ phi phàm, tinh điêu tỉ mỉ khắc trên ghế dài, hai chân chéo nguẫy, chờ lão giả kia đến nói. Mà lão giả kia thì cũng không nóng nảy, hết thảy đều ấn quá trình vận hành, đụng một tiếng đóng cửa lại, sau đó trong tay ấn quyết kết động, nhưng ngửi ông một tiếng vang nhỏ. Cả phòng đã là bỗng dưng khoác lên một tầng vô hình phòng ngự kết giới, bên ngoài tiếng vang truyền không tiến, bên trong thanh âm cũng truyền không ra. Đến tận đây, lão giả kia mới nhạt cười một tiếng, lần nữa chuyển hướng Trác Phàm, hơi hơi cúi cúi người, khiêm cung nói, tiên sinh, cái này chúng ta có thể nói. Hải Xuyên cửa hàng quả nhiên danh bất hư truyền, hết thảy lấy khách hàng làm trọng, phục vụ trí thượng. Đâu có, tiên sinh khách khí, đây là chúng ta phải làm. Ha ha ha. Chỉ là không biết, quý cửa hàng mềm thực lực thật không tệ, nhưng cứng thực lực phải chăng cũng là như thế thấm vào ruột gan, có thể giải nhân tâm lo đâu. Thế mà, Trác Phàm tại ít có địa không tiếc tán thưởng về sau, lại là bỗng dưng lông mày nhíu lại, lời nói xoay chuyển, lại khích tướng lên. Rear map hơi động một chút, lão giả kia từ chối cho ý kiến, nhạt cười ra tiếng, vị tiên sinh này, chúng ta cửa hàng thực lực, tại toàn bộ Nam Châu đều là rõ như ban ngày. Mặc kệ ngài có cái gì sinh ý, cái kia làm, không nên làm, tìm tới chúng ta cửa hàng đến, chúng ta đều có thể toàn diện cùng ngài đạt thành. Nếu là chúng ta đều cùng ngài không làm được lời nói, như vậy trong thiên hạ, chỉ sợ không người có thể đón thêm ngài sinh ý, ha ha ha. Lão giả này lời tuy khiêm tốn, nhưng là trong giọng nói lại là không nói ra kiêu ngạo cùng tự tin, cũng thể hiện ra cái này Hải Xuyên cửa hàng cường đại. Ha ha ha, chỉ hy vọng như thế. Khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm cũng không còn lắm lời đi xuống, chỉ là sắc mặt chợt lạnh lẽo, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, ta muốn mượn quý hãng Nam Châu truyền tống trận dùng một lát, cũng chính là tục xưng đường buôn bán, không biết cái này mua bán, các ngươi có nguyện ý hay không làm. Cái gì? Không khỏi giật mình, lão giả kia nhất thời biến sắc, lại không như lúc trước như vậy đi bộ nhàn nhã, mà chính là một mặt kinh dị nói, ngài muốn cho chúng ta mượn đường buôn bán dùng. Cái này. Làm sao, mượn không sao? Không không không, đây cũng không phải, chỉ là... Vội vã khoát khoát tay, lão giả kia sắc mặt do dự, hơi lúng túng một chút, chỉ là cái này đường buôn bán vận hành cũng không chỉ nắm giữ tại trong tay chúng ta, còn phải thành chủ nói ra mới được. Chúng ta, cũng không thể tùy ý vận hành. Cái này sinh ý, tại hạ không làm chủ, đến tìm phụ trách lão phu thượng tầng đến nói. Tiên sinh, ngài trước hơi đợi một lát, lão phu đi một chút sẽ trở lại. Nói, lão giả kia đã là trong tay kết ấn, nhất thời đem bốn phía kết giới triệt hồi, sau đó khom người lui xuống đi. Trong lòng hơi hơi gật gật đầu, Trác Phàm cũng biết cái này đường buôn bán thẻ đến so sánh nghiêm, không tốt như vậy làm, liền sớm đã làm tốt cùng bọn hắn cọ sát dự định, cứ như vậy yên tĩnh chờ lấy. Rất nhanh, theo từng trận tất dẫn tốc độ vang lên, nhưng ngửi một tiếng cọt kẹt cánh cửa mở ra, tên lão giả kia lần nữa trở về, chỉ bất quá lần này. Bên cạnh hắn lại là theo chân một người, nhìn qua hơn 20 tuổi, nhưng theo tu vi phía trên, dung hồn cảnh thực lực, Trác Phàm phán đoán, hắn tối thiểu hẳn là cũng có gần 100 tuổi đi. Lần nữa trong tay kết ấn, đem kết giới bố trí xuống, tên lão giả kia mới lại vội gấp đi vào Trác Phàm trước người, nhất chỉ người tuổi trẻ kia, khom người nói, tiên sinh, vị này là chúng ta thương hành đại công tử, Ngô Nhiên Trạch, cũng là lão hủ thượng tầng người phụ trách, ngài cuộc làm ăn này. Vẫn là cùng chúng ta đại công tử nói đi. Tiên sinh ngài khỏe chứ, nghe nói ngài phải dùng chúng ta đường buôn bán. Hơi khom người một cái,
Ngô Nhiên Trạch mặc dù là cửa hàng người thừa kế, nhưng là cùng cái kia nhị công tử không giống nhau, lại là 10 phần biết lễ, trên mặt luôn luôn mang theo một bộ ấm áp nụ cười, chính như Hải Xuyên cửa hàng yêu cầu mỗi người làm ra như thế. Cho dù hắn còn không biết Trác Phàm đến tột cùng lớn bao nhiêu sinh ý, nhưng là đối như thế một cái thần chiếu cảnh tu giả, lại là vẫn như cũ khiêm cung, không có nửa phần oán niệm sắc hoặc xem thường giống như. Thật sâu liếc hắn một cái, Trác Phàm ánh mắt khẽ híp một cái, trong lòng thầm nghĩ, đây chính là đại công tử a, nghe đồn thông minh tháo vát, là thương hội gia chủ trợ thủ đắc lực, bây giờ thấy một lần, nếu là ấn thương hội yêu cầu, xác thực như thế. Chỉ bất quá, Trác Phàm đối lại là có chút không vui, bởi vì hắn luôn cảm giác người này trên thân thiếu chút gì. Không có quá mức truy cứu, Trác Phàm chỉ là trầm ngâm một chút, hơi hơi gật gật đầu, đúng, ta lần này đến đây, chính là muốn cùng quý hãng nói cuộc làm ăn này. Há, dạng này a, ha ha ha. Không khỏi khẽ cười một tiếng, Ngô Nhiên Trạch không nói thêm gì, trực tiếp thẳng vào chủ đề, tiên sinh, có lẽ ngươi không biết. Đường buôn bán tuy nhiên thuộc tại chúng ta Hải Xuyên cửa hàng kiến thiết, nhưng lại thuộc tụ kim thành chủ quản khống. Cần song phương nhất trí phê chuẩn, mới có thể vận hành. Mà mỗi lần thương nghiệp công dụng, đều là sớm 1 năm báo xin phê chuẩn. Dùng bao nhiêu lần, truyền tống cái gì, đều có cái đo đếm lượng cùng hạn chế. Rất xin lỗi, năm nay báo xin phê chuẩn đã kết thúc. Chúng ta nếu là một mình tiến hành truyền tống, sợ rằng sẽ nhắm chúng đế quốc nghi ngờ, không cao hứng a. Đây là chúng ta cửa hàng vạn vạn đắc tội không nổi. Nhìn chằm chằm hắn cái kia chiêu bài thức nụ cười, Trác Phàm không khỏi suy cười một tiếng, quý hãng sinh ý làm được lớn như vậy, chẳng lẽ mỗi lần lâm thời tiếp vào sinh ý, đều cần báo xin phê chuẩn. Đúng vậy a, đây cũng là ta được một cái cản tay, nhưng không có cách, ta được lại lớn, đánh không lại đế quốc chỉ uy, còn mời rộng lòng tha thứ. Như vậy, ta có phải hay không được đến thành chủ cho phép? Quý hãng liền có thể mượn đường buôn bán dùng một lát. Đó là đương nhiên, chỉ cần thành chủ phê chuẩn, tiên sinh sinh ý lại cũng đủ lớn, giá trị cho chúng ta bắt đầu dùng một lần truyền tống trận lời nói. Mặc kệ người vận là cái gì, liền xem như vi phạm lệnh cấm đồ vật hoặc nhân, ta thủ đô lâm thời dám cho ngài vận chuyển, mà lại tin tức kín không kẽ hở, đây là ta được tín dự. Tốt một cái cửa hàng tín dự a, ha ha ha. Khóe miệng hơi hơi liệt liệt. Trác Phàm trong mắt tinh mang lóe lên, phát ra trận trận cười lạnh, nhìn về phía Ngô Nhiên Trạch trên mặt, trong lòng càng là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn đến tụ kim thành trước đó liền sớm đã tìm được, thành chủ Bách Lý Cảnh Ngọc chỉ là một hoàn khố phế vật, không để ý tới chính sự, nhiều lắm là hàng năm hướng bọn họ cửa hàng đánh làm tiền, vơ vét điểm thu nhập thêm mà thôi. Bọn họ sinh ý làm lớn như vậy, há có thể bị một cái hoàn khố cản tay. Chỉ sợ năm này tháng nọ liên hệ. Đã sớm đem cái này hoàn khố cho ăn no. Cái gọi là quan thương cấu kết, cũng là như thế. Lấy thành chủ Bách Lý Cảnh Ngọc vì lấy cớ, chỉ là đề cao giá trị con người mà thôi, mượn cơ hội cố tình nâng giá xảo trá. Mình nếu là thật có biện pháp theo Bách Lý Cảnh Ngọc chỗ ấy cầm tới cho phép, đoán chừng cái này cửa hàng sẽ còn trong bóng tối thúc đẩy cái kia nha mượn cơ hội làm khó dễ, sau đó hai người chia đều lợi ích. Dạng này hoạt động, Trác Phàm thế nhưng là lại quá là rõ ràng. Hải Xuyên cửa hàng là không biết thám thính khách hàng nội tình, nhưng là mỗi một tông sinh ý, lại cực điểm nghiền ép, làm lợi ích tối đại hóa, chính hầu như không buôn bán không gian dối, quả coi như không tệ. Sinh ý làm được càng lớn, liền càng gian trá, coi như hắn mặt ngoài đường hoàng, cũng là như thế. Đại công tử quả nhiên danh bất hư truyền, thông minh tháo vát a. Trác Phàm miệng phía trên nói mát, trong mắt tinh mang lóe lên, đang âm thầm tính toán. Cái kia Ngô Nhiên Trạch lại là vẫn như cũ mang theo cái kia mặt nạ giống như mỉm cười, không biết hắn nghe đi ra chưa, vẫn là cúi đầu khom lưng cảm ơn tán thưởng. Như vậy, chúng ta tới nói chuyện làm ăn a, nếu là ta sinh ý cũng đủ lớn lời nói, không biết thành chủ bên kia, quý cửa hàng phải chăng có thể ra mặt đâu. Ha ha ha, muốn là như thế lời nói, đây coi là thứ hai đơn sinh ý. Khóe miệng hơi vểnh lên, Ngô Nhiên Trạch trên mặt lóe qua mỉm cười cho. Không khỏi bật cười một tiếng, Trác Phàm đạm mạc gật đầu, đương nhiên, đại công tử thật là biết nói chuyện làm ăn a, ha ha ha. Tiên sinh giễu cợt, đây là cửa hàng quy củ thôi, chúng ta sẽ không làm mua bán không vốn, thành chủ chỗ đó cũng phải chuẩn bị một phen đúng không? Cười nhạt một tiếng, Ngô Nhiên Trạch từ chối cho ý kiến, sau đó song đồng ngưng tụ, chăm chú nhìn chăm chú về phía Trác Phàm nói,
chỉ là không biết, tiên sinh đến tột cùng muốn nói là cái gì mua bán. Đại mua bán, cho dù quý hãng kinh doanh mấy ngàn năm, cũng tuyệt đối nghĩ không ra đại mua bán, hắc hắc hắc. Nhếch miệng lên, Trác Phàm trèo lên lúc lộ ra một bộ quỷ dị mà tà mị nụ cười. Trước mắt bất giác sáng lên, Ngô Nhiên Trạch nhất thời khẽ giật mình, đại mua bán. Không biết tiên sinh mua bán đến tột cùng bao lớn, có thể hay không cáo chi một hai. Ha ha ha, vừa mới khen đại công tử khôn khéo, kết quả hiện tại làm sao lại phạm hồ đồ đâu. Ta tới chỗ này theo ngươi nói, không nói cho ngươi, lại thế nào nói. Đại công tử lời ấy, phải chăng vẽ vời cho thêm chuyện ra. Bất giác mỉm cười cười một tiếng, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, thỏa thích trêu đùa. Cái kia Ngô Nhiên Trạch nghe vậy, cũng là không khỏi thản nhiên cười, đạm mạc gật đầu nói, xác thực như thế, tiên sinh nói cực phải, ta Nhiên Trạch đường đột. Như vậy, tại chính thức trao đổi trước đó, ta trước cho các ngươi nhìn một ít gì đó. Nói, Trác Phàm trong tay ánh sáng lóe lên, lần nữa xuất ra từng khối thánh khiết linh tinh cùng một bình sứ nhỏ đưa lên. Không khỏi sững sờ, Ngô Nhiên Trạch thuận tay tiếp nhận linh tinh cùng cái kia bình sứ nhỏ, mở ra vừa nghe, nghi nói, thánh linh thạch cùng 11 phẩm linh đan. Tiên sinh, ngài đại mua bán chính là cái này. Tuy nói 11 phẩm linh đan cùng thánh linh thạch đều là hàng hiếm, nhưng ở cấp trên lại không phải khan hiếm, chúng ta thương hội mỗi lần lưu thông hàng hóa cũng không ít vật này, như đây chính là đại mua bán lời nói, chỉ sợ. Đại công tử, ngài lại hồ đồ, ta đã vừa mới nói, đây là tại chính thức trao đổi trước, cho các ngươi nhìn đồ vật, có thể cũng không phải là lần này mua bán a. Khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm lần nữa lấy cười ra tiếng. Hai gò má khó được địa một đỏ, Ngô Nhiên Trạch qua nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên bị một người liên tục như thế sặc âm thanh, đâm chúng sơ hở chỗ, chiêu bài thức vẻ mặt vui cười phía trên cũng không thấy hơi hơi kiềm chế, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Cười nói, như vậy tiên sinh, ngài đây là sáng thân phận. Không khỏi bật cười lắc đầu, Trác Phàm nhỏ trợn mắt, thăm thẳm lên tiếng, tuy nói quý hãng không dò xét khách hàng nội tình, là vì khách nhân suy nghĩ. Nhưng vì song phương có thể càng có lòng tin hợp tác, tại hạ liền chủ động quang minh thân phận A, là một cái 11 phẩm luyện đan sư. Đan dược này là ta luyện chế, thánh linh thạch cũng là lấy đan dược đổi lấy tới tu luyện. Mình là lăn lộn tại thượng lưu nhân vật cao tầng, có tư cách cùng các ngươi nói đại mua bán.